chương một bắt đầu từ gà gáy một tiếng châu bò lục tục kéo thợ cầy đến đoạn đường phía trong điếm tuần mọi ngày giờ ấy những con vật này cũng như những người cổ cầy vai bừa kia đã lần lượt đi mò ra ruộng làm việc cho chủ. hôm nay vì cổng làng chưa mở chúng phải chia quãng đứng rải rác ở hai vệ đường giống như một lũ phu vờ chờ đón những ông quan lớn dưới bóng tối của rặng tre ôm tùm tiếng châu thở hì hò tiếng bò đập đuôi đen đét xen với tiếng người khạc khung khắng. Cảnh tượng điếm tuần tình lình hiện ra trong ánh lửa lập lè của chiếc mồi dơm bị thôi. Cảnh dãy xào, giáo ngả nghiêng dựng ở giáp tường, một lũ tuần phu lối nhố ngồi trên lớp chiếu quần quèo. Có người phì phò thổi mồi, có người ve ve mồi thuốc và chìa tay chờ đón điếu đóm. Có người há miệng ngáp dài, có người đang hai tay dụi mắt, cũng có người gối đầu trên cái miệng hiệu sừng trâu, ngảnh mặt vào vách mà ngáy cây điếu cầy và cây đón lửa bị năm, sáu người truyền tay, chiếu đi, chiếu lại độ vài ba vòng, ánh lửa lại tắt, trong điếm chỉ còn tiếng nói chuyện rầm rầm. Gà gáy sụp, trời sáng mờ mờ, trâu bò, con đứng, con nằm, thì nhau quay hai hàm răng nhai trầu xuông và nhả ra những cục nước bọt to bằng cây trứng. Thợ cầy khắp lượt dùng bắp cầy, vai cầy làm ghế ngồi, cùng nhau bàn tán băng cua về chuyện siêu thuế những con trèo bèo chéo câu hệt hót trên ngọn tre, như muốn họa lại khúc ca réo rắt mà người quê vẫn gọi là khúc váy cô. Cô cởi ý của mấy con trào màu đậu trên cành xoan, đon đà trào vẻ tươi đẹp của cảnh trời buổi sáng. Toang cổng vẫn đóng chặt, tuần phu lại lần lượt thổi mùi hút thuốc lào. Ông Trương ơi, ông làm ơn mở cổng cho tôi đánh trâu ra đồng ạ. À? Mọi ngày bây giờ tôi đã cầy được ba xào ruộng rồi. Hôm nay, bây giờ còn nhong nhóng ở đây phòng chừng từ giờ đến trưa, cầy sao cho xong cái ruộng mẫu hai. Thôi ông làm phúc, làm đức, sau tiếng năn nỉ của anh chàng cục nghịch, vai vác cầy, tay cầm thừng trâu, Trương Tuần quẳng cây điếu cầy xuống đất, thở nốt khói thuốc trong miệng, rồi dương đôi mắt say thuốc lờ đờ, nay chẳng xong thì mai. Ông Lý đã bảo thuế còn thiếu nhiều, không cho một con trâu, con bò nào ra đồng hết thầy. Thưa ông, ông chủ tôi nóng tính lắm kia ông ấy đã dặn buổi nay tôi phải cầy cho xong dụng ấy, nếu không xong, đến trưa về ăn cơm, ông ấy mắng như tát nước và nói như móc cơm ra. Chớ tôi có muốn vất vả vào mình làm gì, và lại, ông Lý sai tuần đóng cổng, cốt để bắt trâu, bắt bò của người thiếu thuế kia chứ. Ông chủ tôi nộp thuế đủ từ hôm qua rồi, xin ông mở cổng cho tôi. Trương Tuần nhăn mặt, tôi không phải tộc biểu, không phải phần thu, biết biết gì đâu ông chủ anh nộp thuế rồi hay chưa nộp bây giờ mở cổng cho anh, chốc nữa ông Lý ông ấy chửi cha tôi lên, anh có ngờ hộ tôi không? Anh chàng cục mịch lùi thủi đánh trâu gồng cây lùi xuống, để nhường khu đất trước điếm cho người khác vác bừa và đuổi trâu lên. Người ta trâu của nhà, ông chẳng cho ra thì chớ. Đây tôi, trâu thuê, đồng hai một buổi đáp, ông ạ, à, xin ông lượng tình mà ngỏ cổng cho tôi ra đồng kẻo chưa quá mất rồi. Người ấy nói tuy thiết thơ, Trương Tuần chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu nếu chưa quá thì bừa luôn đến chiều. Châu thuê sợ gì, thế được thì còn gì nói chuyện gì nữa. của một đống tiền, ai để cho mình ốp nó đến chiều. chỉ đến non chưa, ông chủ có châu cho thuê đã ra tận dụng tháo vai châu mà dắt châu về, muốn bừa thêm một nửa đường nữa cũng không cho. ông ạ, à, thôi. mùa làm ăn, ông nghĩ lại, chấm than, tôi chẳng nghĩ lại, nghĩ đi gì cả. bố tôi sống lại, bảo tôi mở cổng này bây giờ tôi cũng xin chịu đừng nói anh. Người ấy lại vác bừa, đưa Châu trở lại chỗ cũ với cái sắc mặt thiêu thiêu. Mặt trời ngấp nghé mặt lũy, muốn nhòm vào điếm, tuần phiên lẻ tẻ vác xào, cắp chiếu, đeo hiệu đi về. Trong điếm chỉ còn trương tuần rũi gối kiểu gọng bừa, ngồi trên chiếc chiếu điểm những cho mùi, bã điếu, đốc xuất mấy tên đàn em ở lại canh ngày. Xa xa đèo trong đình, một hồi mõ cá thật dài tiếp luôn đến chống ngũ liên nện đủ ba hồi chín tiếng. Như có vẻ kinh ngạc về những thứ hiệu lệnh dữ dội, mấy con trâu bò đanh nằm còng queo trên đường, đồng thời lót ngóp đứng dậy. Mẹ cha chúng nó, hôm nay vẫn chưa đóng thuế, chúng nó định để tội vạ cho ai? Được, cứ bướng đi, ông mà bắt hết trâu bò bán giáo. Tiếng chửi ôm sòm như dục mấy chục cặp mắt ngơ ngẩn của bọn cây đều phải nghiêng về phía đình. Ông Lý nách cắp cuốn sổ, một tay cầm cây gậy xong, một tay xách đôi ống quần móng lợn, vừa đi vừa ra phía điếm tuần vừa thét mắng những người chậm thuế. Đã năm hôm nay, nghĩa là sau khi bài bổ trình phủ đã giao về với một chữ ý, lý trưởng đông xá ngày nào cũng vất vả về thuế. Đầu tiên hắn còn cho mõ đi giao, rồi đến tộc biểu, phần thu đi hỏi, rồi đến đẩy chớ của hắn đưa đẩy chớ tránh tổng đi thúc từng người. Trong năm ngày nay, ngày nào cũng vậy, mõ cá, chống thúc liên hồi, hiệu ốc hiệu sừng thổi inh ỏi. Suốt từ sáng sớm cho tới tối mịt, trong làng lúc nào cũng như đám đánh cước. Bây giờ đã gần đến ngày đổ thuế, công việc càng gấp. Hôm qua hắn đã lên phủ, xin với ông phủ phái cho một người cai lệ và hai người lính cơ về làng để trừng trị những kẻ bướng bình. Nhờ có cái thần thế ấy, hắn mới chửi rỡ, thét mắng khắp làng cho oai. Thợ cầy và tuần phu đều biết cái hách dịch của ông Lý ai nấy chỉ đáp lại những câu chửi chung chửi lợp bằng sự nín im, châu, bò nhiều con vẫy tai như muốn chào một người trước việc chăm chỉ phận sự trong khi người ấy qua trước mặt chúng. Bước lên sàn điếm, lý trường quang tạch cuốn sổ xuống sàn, giơ tay chỉ vào mặt mấy tên đàn em, hiệu không thổi, để làm sò bố chúng bay à. Một hồi còi tu tu đồng thời nổi lên, hiệu sừng sen với hiệu ốc theo đúng hiệu ốc cố theo đúng mệnh của nhất lý chi trường. Đập hai bàn chân vào nhau, rũ cho sạch bụi, rồi co chân lên ngồi vào chiếu. Lý trưởng vớ luôn lấy chiếu điếu cầy và sai tuần phủ lấy đóng, thổi lừa. Mấy anh thợ cầy của những điền chủ đã nộp đủ thuế, bảo đạn tiến đến trước mặt ông Lý, thưa ông, chưa lắm rồi. Xin ông cho tuần mở cổng để chúng tôi đánh trâu đi cầy. Thong thả, hãy đứng đây cầy đã nóng bằng thuế của nhà nước à? Vừa nói, Lý trưởng vừa giặt mồi thuốc vào điếu, hút luôn một sạp ba điếu khói thuốc theo hai lỗ mũi tuôn ra như hai ngà voi. Lý trưởng dõng đặc, trương tuần, anh bảo nó mở cổng ra, nhà nào đủ thuế thì cho châu bò ra đồng, còn nhà nào thiếu thì bắt châu bò điệu cả về đình cho tôi, để tôi liệu cho chúng nó. Sau một tiếng giả của trương tuần, mấy tên đàn em lôi yêu tháo nêm, rút then cổng, rồi cùng đứng dõi chân trèo, cố lấy hết sức của lực điền, xuống gạch vì cối cổng đã mòn nhiều quá. Lý trưởng đứng lên mở sổ sướng tên những người đủ thuế cho Trương Tuần nghe. Ước chừng 10 con trâu bò được đi với bọn thợ cầy cùng ra ngoài cổng. Còn độ hai chục con nữa đều phải vâng lệnh ông Lý, theo gót Trương Tuần và Tuần Phu lũ lượt kéo vải sân đình, chờ khi phải chịu tội thay cho chủ. Chương 2, mõ cá trên cột đình lạ há miệng nhận những cây rùi giận dữ. Trống cây dưới xá đình lại lì mặt chịu những cây nện phũ phàng. Vừa dứt hồi vang của những tiếng mõ tiếng trống bị những lũy che ngăn cản phải lật trở lại lý trưởng liệng dù trống xuống sân đình và quát một cách a à dáng ra phết từ sáng đến giờ vẫn chưa đem chiếu ra trải thì cha nó ngồi vào đâu à cái thằng mới láo thật xong thuế rồi ông tống cổ mẹ mới ở phía sau đình lách thách ôm mấy chiếc chiếu đặt lên sàn đình bẩm ông hôm qua ông dặn bố nó nhà con sáng nay phải đi chợ sớm trải ra rồi đi gọi các ông phần việc đến đây cạnh rảnh cạnh danh bố người ta đấy mà hôm nào cũng bắt người ta phải mời chẳng qua việc là việc làng chứ việc riêng nhà ai ngày mai mà không đủ thuế thì ông khai hết ra cho thử xem thằng nào ngồi tù đằng sau có tiếng léo xéo làm gì mà gắt gỏng giữ thế ông lý bà cháu bận đi mang cơm thợ cầy tôi phải nấu chín nồi tám cho con lợn xề nó ăn vì nó mới đẻ sợ bỏ đói thì nó mất sữa rồi con nó xấu bởi thế tôi mới chậm ra một chút chứ có cạnh rệnh gì đâu. Những câu phân trần tha thiết kéo dài từ ngoài đường vào đến giọt đình. Thủ quỹ nhanh nhỏ bước lên thềm đình với cây cháp sơn đen bệ vệ nấp ở sườn tay phải. Lý trưởng vội vàng nói chữa, tôi nói là nói người khác kia. Chứ ông, nhà neo, lắm việc, tôi có trách gì ông đâu. Kìa các ông ấy đã ra cả kia, trưởng bà ôm ống sổ và một tập sổ đi đầu một bọn độ hơn 10 người, thư ký lồng khăn xếp vào cánh tay, phó lý quần áo thâm trên cổ. Tránh hội vắt áo the bên vai, năm sáu ông kỳ cựu và tộc biểu lệt xệt kéo đôi guốc gỗ đã mòn hết gót. Cả bọn lật đật tiến từ xóm giữa vào đình, ai nệt chuột guốc cầm tay, nhảy lên sàn đình, đốt guốc vào dưới gậm chiếu rồi ngồi lên trên. Còn vợ thằng mới cung kính đệ len bên cạnh cột đình một cái điếu đàn đựng trong một chiếc bát gỗ đánh đai bằng lạt và cái mồi rơm dài chừng một dài hai đứa con nó kỳ cạch khiêng lên chỗ đó nồi nước chè khô mới nấu, khói đương bốc lên nghi ngút và trồng bát đàn sơn bằng những cáu nước chè. Tránh hội vừa khơi màu nói về chuyện thuế thì người nhà lý trưởng lệ mễ bưng một bộ khay đèn thuốc viện rước tránh tổng từ nẻo xóm dưới đi lên. Ông cai lệ và hai ông lính cơ hộ tống cụ tránh vào trước cửa đình. Trong đám đông mỗi người một câu, cụ đã ra, lại cụ, xin mời cụ lên trên, tránh tổng khoan thai bỏ giày, bước qua một dãy chiếu dưới, để lại mặt chiếu hai hàng dấu chân đầy cát bụi, rồi vắt vẻo ngồi lên chiếc chiếu trên cùng. Bộ khay đèn tự tay người nhà lý trưởng sang tay cai lệ, lên nằm làm bạn với quan trong hàng tông. Ngay từ sáng sớm, cụ tránh đã có điểm tâm độ vài chục biếu ở nhà lý trưởng, cho nên cụ rất tỉnh táo. Nghiêm nghị, cụ lên giọng kẻ cả, các ông chức việc làng này thật lười quá. Hôm nay mà thuế còn thiếu be thiếu bét, chưa thu được một nửa bài chi. Tôi hẳn từ giờ đến tối phải thu cho đủ, nếu không đủ, sáng mai tôi phải trình quan, lý trưởng đón, vâng, xin cụ thúc giục đi cho, chứ mấy hôm nay các ông ấy cứ y ra đó, chẳng ông nào chịu ra miệng ra tiếng, thì phòng ai nó nộp cho. Mọi người đều im lặng, không phải sợ câu dọa nạt của tránh tổng lý trưởng, họ còn mãi nhìn ra cổng đình. Thằng mới kiểu kịt trên vai chiếc đòn gánh treo hai chiếc quang. Rằng trước là một xanh vừa gan vừa phổi, vừa tiết để trên rỗ lòng. Đằng sau thì một thúng thịt lợn, lưỡng tướng ở ngoài tiến vào, nó đặt quang gánh xuống sân đình, và mời ông Lý ra xem. Bẩm ông, hôm nay thịt đắt, tất cả hết sáu đồng rưỡi. Ông tránh hội, ông thủ quỹ và nhiều ông khác cùng đổ xô ra. Ai nấy đều biểu môi chê đắt, tránh tổng nằm trong giữa đình nói ra, đắt với rẽ chẳng qua cũng của mấy đứa phụ canh, các ông có mất gì đâu. Thôi để cho nó đem về làm đi, chưa lắm rồi. Thằng mới mừng rỡ lại cất quang gánh lên vai, lý trưởng dặn theo, phải đánh mỗi mâm một bát tiết canh, mày nhé. Rồi mọi người cùng lên sàn đình, bắt đầu nhúng tay vào việc. Lý trưởng quăng cuốn sổ điển ra chiếu và bảo thư ký, ông đọc cho các ông kia tính, xem rằng chủ nào bao nhiêu, rồi biên ghi vào mảnh giấy. Tính những chủ chưa nộp đồng nào ấy thôi, thủ quỹ để cháp lấy ra cái bản tính cây bút chì và một tờ giấy tây, rồi đưa bản tính cho ông Lý Cửu, ông tính ta, tôi tính tây, rồi cùng khắp lại, hễ hai đằng mà không sai nhau là đúng. Một người đàn bà rón rén bước vào sàn đình với một chuỗi tiền trinh trong tay, lại cụ tránh, lại các cụ A. Bên bàn đèn, một cậu lính cơ ngừng cổ lên quát, làm gì mà đến hôm nay mới đem nộp thuế. Lại còn vác những khải định ra đấy, ai lấy cho, lý trưởng gạt đi, người nhà tôi đấy các ông tính dùng, xem của bà ấy có bao nhiêu ruộng tất cả. Thư ký giờ sổ đọc, Nguyễn Thị Cúi Điền Dĩ Hạ, nhất sở đồng bắc xứ 7 sao 9 thước, nhất sở đồng cá xứ 6 xào 3 thước 2 thốn. Lý cửu vừa gãy con toán lách tách vừa nhầm, nhất ngũ như ngũ, nhị ngũ nhất thập chi, tam ngũ nhất thập ngũ. Thủ quỹ chập chỉ để hai con mắt vào mảnh giấy tây dưới ngọn bút chi. Một hồi sau, thư ký đọc hết, Lý cửu hỏi, có phải ba mẫu bốn xào năm thước ba thốn hay không? Thủ quỹ đáp, không biết, bây giờ tôi mới tính, cộng bằng tính Tây vẫn chậm hơn tính tạ ông biết thế. Thị cúi nói theo, vâng, ông thủ tính kỹ trọ ruộng nhà cháu có đâu mà được ba mẫu. Một hồi nữa, thủ quỹ hì hục với cây bút chì, rồi ngẩng đầu lên mắng thị quý, bà nói là. Bốn mẫu hai ruộng cả thầy, sao dám bảo không được ba mẫu. Thị cúi thể sống, thể chết cháu có ăn gian thì trời không chứng. Thật quả ruộng của nhà cháu chỉ có hai mẫu bảy sao. Lý cửu, thủ quỹ cùng xô lại dồn thị quý, người đàn bà ấy nhất định không chịu, cái bản tính và cây bút trì phải làm việc thêm nhiều lần nữa. Tránh tổng sốt ruột, dục lý trưởng, ai tính cứ tính, ai đi đốc cứ đi đốc. Chứ xuống nhau ở cả đây, thì đến Tết cũng không thể thu xong thuế. Lý trưởng lấy làm phải, liền sai mấy tên gia nhân đi đưa các ông lệ lính cơ đầy tớ tránh tổng vào khắp những nhà đinh cùng và dặn, đứa nào chưa có siêu hay chưa có thuế thì cứ chối cổ nó lại và điệu ra đây, để tôi cho chúng một mè. Mõ lại thúc, chống lại dục tù và lại in ỏi thổi lên. Ánh nắng bất dứt chiếu đến nửa sân đình, mấy con trâu, bò vẫn nằm gò lưng dưới những gốc gạo, gốc đa, hơi thở trong cổ họng kéo ra hồng hộp Chương 3, nếp nhà tranh lùn cùn nấp dưới dạng tre là ngà lặng lẽ úp lấy khu đất gì thành và kín đáo nó trong một con xóm cuối làng đông xá, đứng xa ngó lại, có thể lầm với nơi nhốt lợn hay chứa cho, đó là nhà của Nguyễn Văn Dậu. Với tầm cao vừa xế mặt thành, dãy mái hiên cườm cượp nhòm ra ven thành, luôn luôn phạt kẻ ra vào bằng những cái cọc bưu đầu choáng óc, nếu họ quên không cúi đầu. Với lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ, cái sân đất rộng bằng đường mưa lộ chỗ vết chân cho sen vết chân người, vừa làm đường đi, vừa làm khu vực hoãn sung, phòng bị những lúc mưa rào, đất ở chân thành khỏi lở vào thềm và cửa. Bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình, đều được thu cả vào trong nhà. Nhà cất theo lối kiến trúc phổ thông của các cụ, toàn thể gồm có một trái và hai gian. Gian đầu là buồng, bức mảnh rách mép lướt thướt dù ngoài cửa buồng, cũng như bức phên nan nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà đều hết sức giữ cho trong buồng có vẻ bí mật. Trái lại, những khe hở ở cạnh cửa và những lỗ thủng ở chân phên lại cùng ra ý phô song, như muốn khai rằng, ngoài chiếc giường che gãy rát, kê giáp bức bụa, trong này có một chum mẻ, vại hàn, chen nhau đứng bên cạnh đống đất hang chuột. Đối với buồng, ấy là bếp đun, cảnh tượng lại càng bề bộn dưới từng máy trái thấp hẹp, những luồng ánh sáng xanh tía, thông thống kéo thẳng từ nóc đến nền cố hôn cho khô những chỗ đêm qua mưa rột. Cạnh bó củi rong ẩm ướt, đoàn vung sức miệng hành hạch nằm ngửa trong những cây dế tre, như muốn cười với lũ mêu đất thư nhàn, lồng lốc lăn nghiêng lăn ngừa. Trên bãi cho chấu tanh bành, nguội lạnh, mấy hòn gạch vỡ trầu đầu vào nhau, nghiêng mình nằm theo thế chân vạc, đương chờ đến lúc đội nồi. Kể đó đến bàn thờ, chiếc ngưỡng tre uốn lưng gù gù đỡ lấy một đố tre dõng giạc đứng ra hình chữ môn và hộ vệ cho một mớ nan che lành phành long bựt, giường thờ giống như cái trạn đựng bát. lơ lửng gác giữa khoảng cột của bếp và buồng, tờ giấy xanh lạnh lùng phủ ngoài vách đất tỏ rằng nhà mới có tang. Nhưng mớ mạng nhện chẳng chịt quấn trên đám chân hường lơ thơ, lại làm chứng cho một thời gian khá lâu, chủ nhân không hề cúng lễ. Rồi ở giữa nhà, chiếc chiếu rách thùng sộc sạch phủ trên tấm phản long đinh. Rồi ở dưới phản mấy con chó con đòi ăn, ăn ẳng kêu không dứt tiếng. Và ở ngoài hiên, quang, gánh, liềm, hái sen, với áo yếm, áo, váy, quần, lôi thôi rủ suốt mấy gian rồi. Trong tay bồng đứa con gái hai tuổi, chị dậu thơ thần ngồi trên chiếc chõng long nan. Cái nhanh nhỏ của đôi mắt sắc ngọt, cái xinh xắn của cặp môi đỏ tươi, cái mịn màng của nước da đen giòn và cái nuột nà của người đàn bà 24 tuổi vẫn không đánh đổ những cái lo phiền buồn bã trong đáy tim. Nét mặt dầu dầu, chị im lặng nhìn sự ngoan ngoãn của hai đứa con nhỏ. Cây tí và thằng dần, đương hì hục với đống rễ khoai, tìm những củ mập, củ dày, bỏ vào trong rổ. Chúng nó mừng gieo hí hưởng khi thấy một củ nguyên lành, và chúng nó cãi cọ lầu nhầu khi lục mãi chẳng được gì cả. Mặt trời gần đến đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua lũy tre chiếu xuống trước thềm khoang cửa đằng sau gà gáy te te, nóc bếp láng giềng ngọn khói bốc lên nghi ngút, thẳng dần với bộ mặt thiêu thiệu, bỏ đống rễ khoai đứng dậy lùng bùng, nhặt mãi từ sáng đến giờ mới được ba mẫu khoai danh. Còn không phải tội mà bới nữa, u đi mua gạo mau lên, hàng xóm nấu cơm chưa rồi, nhà ta vẫn chưa ăn cơm sáng. Chúng con đói quá, ngó con một cách đau đớn, chị dậu ngọt ngào, con hãy cố nhặt thêm vài chục mẫu nửa, rồi chị nó luộc cho ăn chứ U làm gì có tiền đông gạo. Thằng bé phụng phỉu hôm qua và hôm kia U bán hai gánh khoai lang được năm hào mà, đã tiêu gì đâu. Vừa nói nó vừa tung tăng chạy đến cạnh mẹ, toàn lần giải yếm của mẹ. Cái tí thỏ thẻ khuyên em, tiền bán khoai còn phải để dành đóng siêu cho ông Lý chứ. Dễ được đem mà mua gạo đấy hẳn, em có đói thì hãy ăn tạm củ khoai sống vậy. Câu nói nghĩa lý của con bé 7 tuổi, hình như có một sức mạnh thần bí khiến cho chị dậu hai hàng nước mắt chạy quanh. Quể ủi, chị bế cái tiểu lên sườn và lừ thử đi ra ngoài cổng, để ngóng xem chồng đã về chưa. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Dậu tuy mới 26 tuổi, nhưng đã học nghề làm ruộng đến 17 năm. Với cái sức khỏe mạnh, với cái tính nhanh nhầu, với cái đức chịu thương chịu khó trong nghề cày thuê quốc mướn, những năm son dối, vợ chồng nhà anh cũng vẫn kiếm được thừa ăn. Mấy năm nay phần vì thóc cao, gạo kém, phần thì con đẻ thêm ra, vợ bận mọn luôn, sự tiêu dùng của anh mới không được dồi dào như trước, vặt mũi chỉ đủ đút miệng mà thôi. Rồi tháng 8 năm ngoái, mẹ anh bị bệnh qua đời. Lại tháng riêng năm nay, thằng em trai của anh cũng vì phải gió mà chết. Dầu anh hết sức tàn tiện, hai cái mạ ấy cũng cứ lôi kéo đi mất của anh hai món là làng hết đúng 6 đồng, và hai cổ quan tài hết gần 8 đồng. Nhà không có, anh phải quang co tần tảo cho có hai cây rớp ấy cũng đủ đưa anh lên đến bậc nhì, bậc nhất trong hạng cùng đinh rồi. Hơn nữa, tháng 3 đến giờ thần bệnh sốt rét ở đâu kéo đến, nó bắt anh cứ phải nghĩ việc nằm nhà. Thế là gần 3 tháng trời, những sự đóng góp chi tiêu của một gia đình năm miệng ăn, hết thảy trông vào hai bàn tay trắng của người đàn bà con mòn. Sự đói rách của con và sự lầm than của vợ, đắp đổi tiến đến trước mắt, đã làm cho anh gan ruột nỗ nà. Thêm mấy bữa nay, Lý trưởng ngày ngày sai người dục thuế, anh càng luống cuống như con kiến bỏ trong chảo nóng, không biết lo liệu thế nào. Sớm ngày, cơn sốt đã tàn anh phải gắng gượng chống ngậy ra đi, cũng định vay mượn lấy một vài đồng, trả cho xong món nợ nhà nước. Nhưng đi thì đi, chính anh cũng không tự biết mình sẽ đi đến nhà A, và chừng bao giờ thì về. Mong mãi không thấy bóng chồng, chị dậu lại bỗng cái tiểu trở vào, ngồi phịch xuống trống cái tí vẫn loay hoay với đống rễ khoai. Thằng dần đương giáo giáo nhai mẫu khoai sống, bên nhà láng giềng có tiếng mâm bát lạch cạch, mấy con nít tiêu tít gọi nhau ăn cơm, mùi canh dưa và mùi cá khi theo mọn gió nồm đưa sang ngào ngạt. Thằng bé hao đói nuốt vội miếng khoai trong miệng, vơ tấm áo nâu toạc vạt khoác luôn vào mình, đòn đà chạy lại vỗ vào vai mẹ, con sang chơi bên nhà ông bác, u nhé. Cái tí trưởng mắt, bên ấy sắp sửa ăn cơm ấy mà sang làm gì rồi bà bác lại đổi oai oái như hôm nọ ấy thôi đói thì chịu vậy chứ em cứ nhặt cố lấy mấy củ nữa rồi chị đứng lên bắc nôi thẳng dần quang tọt cái áo vào trống, ngoảnh đít quay lại trên mặt đầy vẻ thất vọng khổ lắm bao nhiêu củ ngon củ lành u đã lựa hết đem bán ở đây chỉ còn những dễ và dễ lấy đâu ra khoai mà nhặt cái tí lại dịu nét mặt trả bán thì lấy tiền đâu đóng siêu em hãy chịu khó nhặt đi với chị. Hãy còn vô khối củ mẫm ra đấy, nhưng mà em còn đói vàng cả mắt, không nhặt được nữa. Nói xong, thằng dần bước đến bên cạnh rổ khoai, chọn lấy một củ lớn nhất, nó chùi vào bụng cho sạch cắt bụi rồi cho vào mồm cắn. Chị dậu tuy vẫn ngồi im không nói, nhưng ở khóe mắt, nước mắt lại cứ chăn chứa chảy ra. Chừng như không muốn để cho các con thấy sự đau lòng của mình, chị vờ ngảnh mặt nhìn vào trong vách. chương 4 con chó cái nằm ở gậm phản bỗng chốc vẫy đuôi rối rít, tỏ ra dáng bộ vui mừng. Anh dậu lữ thử từ cổng tiến vào với cái vẻ mặt xanh ngắt và buồn rứt như kẻ sắp bị tù tội. Cái tí, thằng dần cùng vỗ tay reo, a, thầy đã về, a, à, thầy đã về, mặc kệ chung nó, anh chàng ốm yếu im lặng dựa gậy lên tấm phên cửa. Nặng nhọc chống tay cào gối và bước lên thềm, rồi lảo đảo đi đến cạnh phản, anh ta lăn cành lên trên chiếc chiếu rách chị dậu ôm con vào ngồi bên phản, sở tay vào chán chồng và sẽ sàng hỏi, thế nào? Thầy em có mệt lắm không? Sao chậm về thế? Chán đã nóng lên đây mà. Anh dậu nằm thư không cửa, cũng không trả lời. Chị dậu lại gặng, chắc thầy em mệt lắm thì phải. Từ sáng đến giờ đi những đâu? Hỏi vay của ai? Vắt tay lên chán. Anh dậu thở một tiếng dài và cất cái giọng lề dề của người ốm. Tôi lên nhà lão hội ích, có được đồng nào hay không? chẳng được gì cả, tôi cũng biết cái thằng già ấy nó bẩn như chó, mình đã mắc nợ của nó, chẳng khi nào nó lại cho mình vây thêm. Nhưng vì bí quá cho nên phải nhắm mắt đi liều, quả nhiên mới cất miệng hỏi, nó đã mang sấm sơi sới, rồi lại dọa rằng, ba đồng cầm đất cầm nhà, lãi 12 phân, đến tháng 6 này thì vừa hết hạn, tính thành ra 5 đồng một hào sáu dụ nếu không trả được nó sẽ cắm cả nhà đất để làm chuồng xí. Si. Chị dậu cao đôi lông mày trời đất ơi, cắm cả nhà đất để làm chuồng xí. Ăn nói như thế thì còn trời đất nào nữa, thế sao thầy em không đến ông cậu hỏi tạm lấy một đồng vậy? Có, tôi có hỏi, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Ông ấy nhiếc mãi vợ chồng sức dài, vai rộng mà có vài ba đồng bạc tiền siêu cũng không chạy nổi. Chị dậu dậm chân xuống đất, khốn nạn. Ấy ông cậu đấy, ông cậu giàu có nứt đổ lá vách, cả đời cháu mới hỏi vay mấy đồng, còn nợ nhiếc móc như thế trách chi người ngoài. Thế bây giờ thầy em đã định hay chưa? Anh dậu nín lặng một hồi, rồi lại thở dài tiếng nữa. Tôi đã nói với cụ nghị quế ở thôn đoài, hay là bán quách. Đừng nói dở câu, anh dậu ngập ngừng lại thôi, như có vật gì nghẹt ở cổ họng. Chị dậu cố gắng, bán quách cái gì? Thầy em cứ nói, ở đây có ai mà sợ? Anh dậu đơm dớm nước mắt, hay là bán quách cái tí cho cụ ấy? Chị dậu cũng nước mắt chảy qua gò má ròng ròng chị cứ cúi gầm mặt xuống, không biết trả lời ra sao. Cái tí nghe thấy dù, ân rời củ khoai trong tay, vội vàng đứng lên năn nỉ con van thầy. Con van u, thầy u về con ở nhà chơi với em con. Con van thầy, con van u, thầy u đem bán con. Thẳng dần nhà vội miếng khoai trong miệng và sụt sịt khóc. Em không, nào, em không, nào, em không cho bán chị tí nào. Có bán thì bán cái tiểu kia kia anh dậu cũng như chị dậu, ai nấy xẻ sẽ, sẽ gạt thầm nước mắt và cũng giả cách làm thinh. Cái tí vẫn bài bài van như tế sao, một hai xin thầy U đừng bán nó đi, tội nghiệp cho nó. Chừng như cầm lòng không đậu với những lời ngây thơ và thê thảm của con bé ngoan ngoãn. Chi, dậu xoa suýt cái tiểu và yên ủi cái tí, không, thầy con nói đùa ấy thôi. Bán con thì lấy ai ẩm con bé này cho U đi làm. Cái tí vui vẻ ngồi vào cạnh đống rễ khoai. Nó lại hí hoáy bới bới nhặt nhặt Một bầu không khí tẻ ngắt bao phủ cả mấy gian nhà Người ta có thể nghe rõ tiếng dập ở hai trái tim của hai vợ chồng anh trai cùng Ngoài đường có tiếng chó sủa sô sát Rồi tiếng roi quất vào vách đèn đẹp Rồi tiếng người hỏi dữ dội Đĩ dậu có nhà đấy không? Chị dậu lật đật bỗng con bé con ra cổng đuổi chó Anh dậu cũng ngồi nhỏm dậy và ngó ra sân Người nhà lý trưởng ngây ngang ngúa chiếc tay thước với sợi dày thừng đưa ông cai lệ và cây roi xong hùng dũng bước vào trong cổng hai người cùng ra vai rộ con chó cái và cùng nhảy lên thìm phủ đầu ông cai lệ chỉ cây roi vào mặt anh dậu và quát siêu đông sao không đem nộp người ta vào hỏi vẫn còn ngồi y ra đó anh dậu lẩy bẩy đứng dậy cái mặt xanh sao khi ấy đã đổi ra sắc tái mét run run anh sẽ giơ tay gãi tay thưa ông tôi chưa có ông cai lệ thị hùng bằng hai con mắt xương tròn cả năm chỉ có hai đồng bảy hào tiền siêu, bây giờ anh vẫn chưa có bao giờ anh định mới có. Với cái dáng điệu có vẻ van lơn, anh rộng hồn hền thở và đáp, thưa ông, vì tôi đau yếu, nên chưa lo kịp, xin ông thư cho đến mai. Thuế còn năm bữa nữa mới đăng trường kia mà, à, thuế còn năm hôm nữa mới đăng trường, cho nên anh không nộp vội, phải không? Hỏi vậy nhưng ông cay lệ không để cho kẻ bị hỏi được có thời gian phân trần. Nhanh như cắt, ông chuyển phát cây roi song sang tay trái và nắm chặt năm ngón tay phải, đưa luôn vào ngực anh dậu một mớ quả thụi. Cây thụi chuyên môn của người công khác hẳn thứ thụi phổ thông của thường dân. Anh dậu chỉ ức ức mấy tiếng, chứ không thể kêu lên được. Thuận tay, ông cai lệ túm lấy cổ áo anh dậu và ngành lại bảo ông người nhà lý trưởng, thường đông. Chói cổ nó lại. Có một suất siêu bây giờ chưa nộp lại còn trực giờ lý sư. Tức thì hai người xuống lại, mỗi người nắm một cánh tay anh dậu bẻ quạt ra đằng sau lưng, rồi luôn thừng vào và giết thật chặt. Họ trói anh chàng khốn nạn giống kiểu như nhà quê chói chó để làm thịt vậy. Thằng dần òa khóc, cây tí mếu máu nhếch nhác, chạy đến cạnh ông cai lệ, chắp tay vái lấy vái để cháu lại hai ông. Hai ông tha cho thầy cháu, hai ông đừng trói thầy cháu, sẵn cây roi trong tay, ông cai lệ quất luôn cho nó mấy cái vào đít và quát, bước ngay. Con bé đau quá, nó lăn đành đạch xuống đất và nó dẫy rụa như con gà phải nước nóng. Thằng dần càng khóc dữ, ông cai lệ đương cơn thịnh nổ, lại thẳng tay giơ cây roi xong, toàn trừng phạt thằng bé này. Chị dậu lách thách ôm con bé con chạy vào, thôi. Tôi xin ông cai, ông tha cho cháu, chúng nó hãy còn bé bỏng. Lời nói tiếc tha của người đàn bà có duyên vẫn có đôi chút hiệu lực. Thằng bé ngây thơ đã được ông cai ân xá ngảnh lại thấy chồng bị trói chặt quá, mặt mũi nhăn như chuột kẹp, chị dậu lạ dễ dàng kêu văn ông cai, nhà tôi đương ốm. Xin ông làm phúc nới rộng nút thường ra cho, lần này không có kết của, những lời nằn nì của chị chỉ được ông cai đáp lại bằng một giọng oai nghiêm, không phải nới. Trói thế cũng chưa chết nào, mà có chết nữa, chồng chị càng khỏi đóng siêu, anh dần nói xen, nhưng tôi đau quá, xin ông hãy nới lòng ra cho tôi một tí. Nào tôi có chạy mất đâu. Ông cai lệ nổi cơn lôi đình, tặng luôn anh dậu năm bảy cái tát vào mặt và hầm hè, bướng với ông à. Mày có tội thì ông mới chói. Lại còn bướng với ông à. Chị dậu nhìn ông cai lệ bằng đôi con mắt đỏ ngầu, thôi, tôi cũng lại ông nữa. Chẳng qua nay mai đủ thuế thì thôi, làm gì ông phải hành hạ chồng tôi quá vậy. Có đánh thì ông cứ đánh tôi này, bao nhiêu tội tôi xin chịu cả. Chồng tôi đau ốm chẳng làm nên tội. À, mày thách ông phải không? Hừ, thấy ông nể mặt mày càng làm ra. Được, ông thử cho mày biết tay. Này thách, này thách, này thách, mỗi tiếng này thách từ miệng ông cai đã đưa ra, chị dậu lại được hai ba quả tụi vào ngực. Đứng không vững, chị này ngã phịch xuống đất, cái tiểu nằm trong lòng mẹ khóc ngặt khóc nghèo. Cái tí, thằng dần mỗi đứa nấp một xó cột nhìn trộm bố mẹ phải đòn. Cả hai đứa cùng nức nở khóc không ra tiếng người nhà lý trưởng chỉ cái tay thước vào mặt chị dậu, không thấy người nào lắm đều như chị. Nếu nhà ai cũng bướng như nhà này, có lẽ thuế của nhà nước đến bỏ. Thôi, đứng dậy mà đi chạy siêu cho chồng, đừng ngồi ăn vạ đây nữa. Rồi hai ông hầm hầm túm lấy đầu thừng, xên xệt điệu anh dậu xuống thềm. Tới cổng, anh chàng khốn nạn quay lại dặn vợ, u nó để cái tiểu ở nhà, sang ngay bên cụ nghị quế cho tôi. Trương Nam, bước vào khỏi cổng thôn đoài đã thấy nhà ông Nghị Quế. Nó là một đám bung sung nhọn như ngọn tháp, hùng dũng úp trên đoàn bịch vừa đồ sổ, dường như phô nhà mình thóc để hàng bốn, năm mùa. Nó là một lũ đốn rơm, đốn ra, lớn bằng chai núi, chen nhau đứng bên cạnh ngọn mít, ngọn sung, dường như khoe ông chủ cày cấy đến mấy trăm mẫu. Nó là những tòa mái ngói muốn bảo tồn quốc túy bằng những đậu vuông tròm trõm những xôi tàu cong dướn và những con cá chép mảnh sứ ha miệng nằm giáp tường hồi. Nó là một ngôi dương cơ rộng chừng ba mẫu, quây quần trong bốn bức tường gạch cắm mảng chai, cảnh tượng phức tạp, giống như ngôi chợ đóng trong khu trại, họp đủ các vật sang, hèn, các kiểu cũ, mới. Cái cơ nghiệp ấy tuy tự tổ tiên để lại, ông Nghị cũng có khai thác thêm nhiều. Ông không đi buôn, không đi thầu, chỉ làm ông chủ ruộng kiếm ông chủ thả lãi đụng đến của ông nhẹ nhất cũng là 10 phân, và vay từ một đồng trở lên, đều phải viết ruộng hay nhà, hoặc phải gửi vật gì khác làm đồ bảo đảm. Cú hạn thì mất, dương cơ ông ở cũng nhờ ruộng nương ông cấy, hạc đồng, lọ sứ ông thờ, phần nhiều là của những người vay nợ hết hạn không trả, bị ông chiếm lấy và bắt lấy. Nhà ông đời đời phát phát về bên hào, bước đường công danh của ông cũng bắt đầu từ chức lý trường vượt qua những bậc phó tổng, tránh tổng rồi cương rượu, bò lợn và quan phủ, quan tỉnh hiệp sức vó nhau đưa ông lên ghế nghị viên. Không như những kẻ mặt người dạ thú, mượn tiếng thay mặt dân để hót tránh phủ mà xin sỏ việc này việc kia, ông ra nghị trường, chỉ cốt mua cái vị thứ tân thờ ý, lấy chỗ mỗi năm vài lần, ăn uống và ngồi nằm với bọn tay mặt trong xứ. Cái đức không thèm biết, chữ của ông hơn hẳn các bạn đồng viện. Tuy những ông ấy chỉ xuất thân bằng nghề lái lợn hay cai phụ vào viện ông cũng như hầu hết các ông nghị khác. Không bàn và không cần nghe ai bàn. Nhưng, ông cũng chỉ ngáp vặt, chớ không ngủ gật bao giờ, vì sợ đôi giày trí long để dưới chân ghế lỡ bị mất trộm trong khi ông phải co chân đặt lên mặt ghế cho hợp thói quen của ông. Từ ngày giữa chức ông nghỉ, danh tiếng của ông đã bay khắp tỉnh Trung Sơn. Thế nhưng suốt năm trí tối, ông không phải thích một ông khách sáo, trừ ra hai ngày rỗ cha và rỗ mẹ. Cố nhiên, ông phải là một người cơ trì so kè từ một đồng xu trở đi. Vậy mà lắm khi ông lại rất hào, nhất là những dịp Tết ta, Tết Tây, không dịp nào ông quên không bắt chim ngói, gà mái theo những thúng gạo tám thơm vào cửa mấy ông to lớn. Với ông, vợ chồng đĩ dậu không có họ hàng thân thích gì cả. Nhưng vì các hắn cầy thuê cây mướn cho ông đã nhiều, nên đều biết nhà, biết người. Sau khi cai lệ và người nhà lý trưởng đã dẫn anh dậu gia đình, chị dậu theo lời chồng dặn, trao con bé con cho cây tí, với chiếc nón rách đeo vào cổ ta y thằng dần khóc nhét khóc nhác, dầm dĩ kêu đói. Giả điếc, chị cứ lùi tuổi cắp nón ra đi, ánh nắng tháng năm rát như lửa chàm vào mặt, hơi nước dưới đồng bốc lên, nóng như hơi trong chõ sôi. Những con cua chửa và những con rắn nước chịu không nổi sức nóng của nước trong ruộng, rủ nhau bò lên mặt đường và núp vào các khóm cỏ. Đồng xá với đoài thôn vẫn là một xã cách nhau độ ba cây sổ trong lúc nắng gắt, người ta coi đoạn đường ấy như con đường thiên lý trong bãi cát già. Nhưng, với chị dậu nó không mùi gì, vì đời chị đã quen hàng ngày dạn mặt với thần nắng. Nhờ sức che chơ của chiếc nón rách, chị chỉ bước rào một thôi thì tới cổng nhà nghị quế. Mặt trời đứng bóng, châu bò lũ lượt lôi thợ cây ở ngoài đồng về, thập thò ngoài cổng, chị nâng vạt áo nâu mốc lau những giọt mồ hôi nhĩ ngoại trên đôi lông mày và mở to đôi mắt quáng nắng nhòm vào trong cổng. Trên cây sân gạch bát chàng mông mênh như bãi đá bóng, không điểm một vết bóng râm. Đàn chim bồ câu trồng mông mổ trên nong đỗ, con gà mái ấp cục tác từ trên cửa chuồng nhảy xuống, ưỡn đít bón một bãi phân cho chậu lan. Mấy con lợn con theo mẹ nghĩu nghiện diễu chung quanh chậu nước vo gạo. Không có người nào qua lại, đánh bảo. Chị dậu xăm xăm tiến vào sân, một đàn chó giữ như đàn hùm ở đâu nhất tề sổ ra. Chúng nó nhảy trồm lên tận mặt người lạ, hoảng quá. Chị dậu ngồi phịch xuống gạch, vừa vung cây nón khua đuổi những con ác thú, vừa kêu, anh bếp có nhà không? Làm phúc đánh chó cho tôi với, trong nhà có tiếng thét ra thê thế, nghe rõ là tiếng đàn bà, làm gì mà nheo nheo thế? Nhà ai không có chó, làm sao đi không mang gậy, thằng bếp còn bận việc khác nó không phải hầu chúng bay rồi lại im thì ra vợ chồng ông nghị đương ăn cơm ở nhà khách nghe tiếng chị dậu léo xéo bà nghị bực mình quát đồng vài câu cho oai chứ bà không thèm đứng dậy tính bà xưa nay vẫn thế chẳng khi nào lại chịu hạ mình mà đi mắng chó đuổi chó cho kẻ vay nợ hay người làm thuê đàn chó cứ vây kín chung quanh chị dậu như quân đèn cù hình như chúng nó muốn cố làm hết phận sự với chủ con nào con ấy nhe răng lẻ lưỡi, chỉ trực vù vào hai chân chị chàng đáng thương. Cây nón dùng làm khí giới đã bị đàn vật cắn rách tan tành. Chị dậu luống cuống không biết làm thế nào, bí quá, chị phải giơ hai nắm tay đánh nhau bộ với đội lính coi nhà của ông nghi Một mụ thợ cấy ở dưới nhà bếp lật đật vác gậy chạy lên, ngủ đuổi đàn chó tán loạn mỗi con chạy đi mỗi ngà. Chị dậu lóp ngóp đứng dậy và đi đến trước nhà khách bàn tay phải bị cho cắn vào lúc nào không biết máu chảy đầm đìa ghé răng tiệt xé một miếng ở đầu giải yếm buộc chặt lấy chỗ bị thương rồi rụt rè chị lên bực thềm thưa lại hai cụ ạ. À? bà nghị gắt cho cắn vào tay phải không cho chết đường lúc người ta ăn uống ai bảo cứ dẫn xác vào hỏi gì ông nghị đặt bát xuống mâm vừa nhai nhồm nhòm vừa đón sáng ngày chồng nó đã sang xin bán đứa con chắc nó đến để nói nốt chuyện ấy chứ gì nữa bẩm cụ phải con sang thưa cụ về việc ấy bà nghị đưa mắt ra hiệu cho ông nghị rồi bảo chị dậu thong thà hãy ngồi đấy để cho người ta ăn xong cái đã đừng quấy giày, ông nghị như đã hiểu ý của vợ cứ việc chan chan gấp gấp không nói không rằng khép nếp chị dậu ngồi phệt xuống mặt thềm gạch mọi ngày tuy vẫn là mướn cho ông nghị ấy nhưng chi chỉ thì thọt ra vào trong mấy gian bếp chưa biết nhà trên thế nào hôm nay bà men tới đây ấy là lần đầu chị được trông thấy cảnh tượng nhà khách của ông dân biểu trong mắt chị nhà ấy lịch sự vô cùng nào ở cạnh bức hoàng phi khảm trai mấy cô con gái tồng mường đùi vú vừa nằm vừa tủm tìm cười tình nào ở giữa đôi câu sơn then thiếp vàng hai thằng bé con béo tròn và xoay trần lễ mễ khiêng hộp sữa bỏ cao lớn gần bằng chúng nó nào ở bên chiếc độc bình men đỏ cái điếu ống vất vẻo vươn cành xe trúc dài thườn thượt như cái cần câu rồi ở trong cái tủ chè chạm dây nho một rổ trứng gà đầy lùm ngất nhiều trồng trên bộ khay chè trắng bóng rồi ở trước cái sập gụ lên nước bốn chiếc ghế gụ mặt đá cùng trầu vào một chiếc bàn mây sơn xanh và ở đầu cái giường tây sơn quang dầu quần lĩnh thâm và khăn quàng nhiễu xanh cùng vắt một chỗ biết bao của quý vật lạ chị dậu nhìn vẫn chưa khác trên bàn ăn có tiếng leng keng, ông Nghị đâm chéo đôi đũa qua mặt mâm, bưng bát nước canh, trợn mắt húp một cái đánh xoạt. Rồi ông vừa nhai, vừa nuốt, vừa dục thằng nhỏ lấy tăng. Bà Nghị cầm đĩa giò kho ăn dở, chút vào trong nhiêu, sai thằng bếp treo lên lao màn và dặn, bà đã đếm kỹ từng miếng rồi đấy. Còn 14 miếng tất cả, hễ mất miếng nào thì chết với bà. Thằng bếp bưng mâm cơm ra, thằng nhỏ để chậu nước vào, ông Nghị bà nghị mỗi người dúng ba ngón tay vào chậu, vuốt qua hai mép một lượt, rồi cùng uống nước, xỉa răng. Hai đứa đẩy tớ đứng hai bên cầm quạt phẩy lại, bà nghị mở cái cháp tròn lấy trầu và cau nhai với một vài sợi thuốc. Ông nghi, nhắc cái điêu ống để trên chốc tủ, giặt thuốc, châm lửa, viết cái xe trúc vào miệng. Bắt chân chữ ngụ ông vành mặt hút sòng sọc một hơi, con mẹ kia, bán con bán cái thế nào? Vào mà nói chuyện với bà, rón rén, chị dậu đứng nép vào cửa và ngập ngừng, thưa lại hai cụ, nhà con túng quá, xin hai cụ cứu giúp con. Bà nghị nhà miếng bã trầu cầm tay, quay thật dài cặp môi cắn chỉ, chẳng cứu với vớt gì cả. Mày có bán đứa con gái tao mua, xin vâng, sáng ngày chồng mày nói rằng con bé ấy đã lên 7 tuổi, xin lấy 3 đồng. Cụ ông ngừng ừ. nó nói thật, bằng lòng cho nó hai đồng. Nhưng giờ nghe nói con mày mới có 6 tuổi, thì tao chiết đi một nửa. Chỉ cho một đồng thôi. Thuận bán thì về đưa nhau sang đây. Chị dậu ngơ ngác, thưa cụ, thật quả cháu đã lên bầy, nó đẻ tháng dần năm tí. Chúng con không dám nói dối thưa cụ, tao không thể tin cái miệng vợ chồng nhà mày, người ta mách tao là nó lên sáu, thì tao hay nó lên sáu. Chứ tao biết đâu nó đẻ năm tí hay đẻ năm tị năm tì. Chị dậu đờ mặt, không biết nói sao, bà nghị tiếp, vì cái hai bên kia, ông nghị cao mặt ngắt lời sao bà cứ gọi con bằng lối sách mé như vậy tôi đã dặn bà phải gọi nó là mơ bây giờ ở nhà các quan con gái đều được kêu là mợ tất cả tôi hèn ra cũng là một nghị viên có lúc ngồi với quan sứ quan thượng danh giá không kém gì một ông quan bà có gọi con gái bà là mợ cũng không quá lãm kia mà bà nghị cười ngặt cười nghẹo thế thì ông lầm rồi con dâu kia người ta mới gọi là mợ con gái thì người ta gọi là cô chẳng cứ gì nhà các quan. Tôi thấy những nhà ông ký, ông phán, những nhà buôn bán ở Hà Nội đều như thế cả. Miễn là đừng có gọi chúng nó bằng cái kiểu tục tằn của những nhà bố cu, bố đĩ. Mở thì mở, cô thì cô. Bà nghĩ ra bộ đắc ý, vâng, thì cô. Cô hai bên kia hiếm hoi mấy lần xem bói, thầy bói đều bảo cô ấy phải nuôi con nuôi thì mới đứng số. Bởi thế, tao muốn mua cho cô ấy một đứa để nó gánh vác đỡ đi. Chứ nhà tao đây thiếu gì người hầu hạ, và lại, con bé mới lên 6 tuổi, đã làm được công trạng gì mà tao phải chuốc. Huống chi nó sang ở với cô ấy, cơm no áo lành, lại không sung sướng gấp trăm gấp nghìn ở nhà với vợ chồng mày hay sao? Đáng lẽ biếu không thì phải, cho một đồng cũng quá lắm rồi, không phải nài nẫn gì nữa. Chị dậu ngồi đờ như gỗ, không biết trả lời ra sao. Chương 6 bà nghĩ chỉ tay quát thằng nhỏ lấy nước bà uống một hớp sấp rỏng rồi hỏi chị dậu thế nào mày nghĩ tao nói có đúng hay không chị dậu rơm rớm nước mắt vâng thưa hai cụ ý con cũng biết rằng cháu được sang đó nương nhờ hai cụ và cô hai thật là phúc cho nó lắm nhưng vì nhà con thiếu hơn hai đồng tiền siêu mới phải đến kêu cửa cụ nếu chỉ có một đồng thì còn hơn một đồng nữa chúng con không biết chạy vào đâu được vậy xin hai cụ đón tay làm phúc ông nghị quát, yếu bao nhiêu mặc mà kệ mày, kể lề gì? Mày định bổ vào nhà tao đấy à? Chị dậu thèn lẹn nâng giải yếm sẽ chùi vào mắt. Bà nghị yên ủi, thiếu một đồng nữa thì xem trong nhà còn có cái gì đáng tiền, đem mà bán nốt đi vậy. Chứ đứa con gái 6 tuổi, bây giờ cho không cũng không đắt thay, ai động dù mà trả mày hơn. Thưa lại hai cụ, thật quả nhà con không còn cái gì đáng giá hai hào. Bà nghị cười nhạt, sao bảo nhà mày có con chó cay khôn lắm? À, thưa cụ có, nhưng nó mới đẻ, con nó hãy còn non lắm, có bán cũng không ai mọa nếu có người mua cho, chúng con không phải bán con chó. Nó đẻ mới con, con nó đã mở mắt chưa? Bẩm bốn con, nó đã biết ăn cơm hai hôm nay, hay là xin cụ đỡ con hai đồng, lờ lã thế nào con cũng xin vâng. Chỉ độ hai phiên chợ nữa, mấy con chó ấy cưng cát, bán được thì con xin nộp cụ bà nghị bĩu môi tiền tao có phải vỏ hến mà tao quẳng ra cho mày bây giờ dễ tao hám lãi của mày lắm đấy thôi thế này này chó non tao cũng mua vậy bắt cả con chó cái và đàn con chó con sang đây tao trả cho một đồng nữa với con bé kia một đồng là hai thế là nhà mày đủ tiền nộp siêu lại khỏi nuôi chó khỏi nuôi con sướng nhé rồi bà nghị vui vẻ nhìn mặt ông nghị ấy tôi cứ hay thương người thế đấy Người khác thì họ mặc kệ, ai hơi đâu, kêu lắm thì bã bọt mép. Chị dậu lại chứa chan nước mắt, buồn rầu, chị sẽ ngồi xuống bực cửa và nói trầu lên, "Vâng. Con cũng biết cụ có lòng thương nhà con mới thế. Chứ đàn chó vừa mới mở mắt, ai mua làm gì? Nhưng, thưa cụ, giá chó bây giờ cũng không rẻ lắm. Một con chó cái, con đem ra chợ bán ít nhất cũng được đồng rưỡi. Còn bốn con chó con, nếu nuôi thêm vài phiên chợ nữa, Thế nào cũng được năm hào một con. Vậy là tất cả đến ba đồng rưỡi, cụ cho một đồng thì thiệt con quá. Xin cụ trông lại, ông Nghị đập tay xuống sập, đem ngay đi chợ mà bán. Không nói lôi thôi, mất thì giờ, thời Tây bây giờ, thì giờ là vàng bạc, không ai công đâu mặc cả với mày. Hừ, vừa mới ngoen ngoèn nói rằng bán không ai mua, người ta làm phúc mua cho, lại còn nhằng ngằng kêu rẻ. Rẻ thì đem ngay ra chợ mà bán ra ngay chị dậu nhổm đít toan đứng lên bà nghị thẽ thọt chân bay cứ cây thoi ấy không trách chẳng ai buồn thương khổ là đáng kiếp trong lúc thuế má ngặt ngòi đồng bạc cho vay lãi ngày năm xu người ta đã phải bỏ ra mà mua đàn chó mới mở mắt thế là người ta làm ơn cho mày mày tưởng người ta không thể mua đâu được chó đấy chắc hay là chó của nhà mày băng vang thôi cho tiêm hào nữa thế là vừa con vừa chó cả thầy được hai đồng mốt. Bằng lòng không, chị dậu lại tần ngần ngồi xuống, bẩm cụ, một vài hào ở cụ chẳng thắm vào đâu, nhưng, ở con thì nó lớn lắm. Xin cụ cho con lấy năm hào nữa vậy, bà nghĩ ra bộ dễ dễ, con mẹ mày cũng ghê gớm lắm. Thấy bờ thì đào mãi, ừ, thì tao trả thêm một hào, là hai đồng hai. Bằng lòng thì lên nói với ông giáo làm văn tự trọ và phải trả ông ấy hai hào giấy mực. Nghe không? chị dậu thất vọng, thế thì con chỉ được hai đồng đem về. Ông Nghị lại cáo, chưa bao nhiêu nữa, hai chục nữa nhé, thôi, cho thế cũng đắt lắm rồi, bán thì đi làm văn tử, không bán thì về, về thẳng, về thì đâm đầu vào đâu, để chồng bị trói đến bao giờ nữa, thôi, trời đã bắt tội, cũng đành nhắm mắt liều. Bên tai chị dậu, văng vẳng có tiếng như vậy, nước mắt ứa ra, chị lại đứng dậy với bộ mặt não nùng, vâng con xin bán hầu hai cụ. Nhờ các cụ cho bảo ông giáo làm giấy giúp con Bà Nghị rõng dạc gọi xuống nhà dưới Đứa nào lên nhà học mời ông giáo xuống đây cho tao Đồng hồ trên tủ thông thả đánh 11 tiếng Giấy cót sổ ra xoe xoe Bà Nghị tươi cười nói với ông Nghị Sao bây giờ mới 11 giờ Hay là đồng hồ nhà ta chạy sai Ông Nghị rung đùi Vuốt trồm dâu Tây cong vắt trên mép ngậm tăm Bà quê lắng Đồng hồ của Tây làm ra có bao giờ sai Bây giờ 11 giờ là đúng nhà ta ăn cơm khi sớm bóng nắng xuống thềm gần một hàng gạch xe lửa một giờ tâu tâu hét còi ông giáo kéo đôi giày vã từ đầu nhà thờ đi sang trong tay đủ cả quản bút lọ mực giấy trắng và giấy thấm với cái búi tóc ngất ngưởng trên đầu với cái sức học chữ nho bằng rưỡi quốc ngữ ông ấy gọi là thầy đồ thì đúng hơn chỉ vì về phần nhà chủ nuôi cơm tiếng nuôi ông đồ không bằng tiếng nuôi ông giáo cho nên ông ấy phải đổi sang ngạch thầy giá ó để dạy mấy đứa trẻ học tam tự kinh và ABC, và viết văn tự cho những người đến nhà ông nghị cầm cố vay mượn. Vào nhà khách, ông giáo xe sẽ đẩy thúng gạo nếp trên chiếc tràng kỳ gỗ lát và lễ phép ngồi vào chỗ đó. Sau một hồi để ý nghe lời ông nghị dặn dò, ông giáo nghiêm trang cúi vào mặt bàn. Trịnh trọng ông ấy viết, cả nhà im lặng, 5 phút, 10 phút, nửa giờ, ông giáo ngẩng lên ngó mặt chị dậu chị kia, sang đây tôi đọc cho nghe rồi điểm chỉ vào. rón rén, chị dậu đến cạnh chàng kỷ, ông giáo đẳng hắng ba tiếng, rồi bằng giọng cắt nghĩa cho học trò. Ông ấy đọc, tên tôi là Nguyễn Văn Dậu, 26 tuổi ở làng Đông Xá, và vợ tôi là Lê Thị Đào, 24 tuổi, cũng ở làng ấy, có mượn ông của ông bà Hoàng Thị Sẹo, 58 tuổi, vợ cả ông nghị viên Trần Đức Quế ở làng Đoài Thôn, một đôi hoa tai bằng vàng nặng 3 đồng cân, đáng giá hai 20 đồng bạc. Hạn trong 5 năm, năm phải trả, nếu không trả, chúng tôi xin chịu tội bội tín. Giấy này làm tại làng đoài thôn ngày, tháng, năm. Chị dậu nghe rồi giấy này, thưa ông, ông lầm rồi. Tôi bán con và chó, chứ có mượn hoa tai của bà đâu. Ông nghị rút vội cây tăm trong miệng mình, đặt ngang vào miệng tách nước. Không ai thèm đánh lừa chúng bay bây giờ luật mới nghiêm cấm cha mẹ bán con, cho nên văn tự phải viết như thế, chứ không nói con, nói chó vào được sau này mày cứ để cho con mày ở mãi với cô hai thì cái giá ấy tao cũng coi như không có nếu mày trở mặt mà đem con về tao sẽ chiếu giấy bỏ tù cả vợ lẫn chồng giấy làm như vậy chỉ cốt giữ cho nhà mày khỏi lật nhà tao chứ nhà tao không đời nào thèm lật nhà mày thế là bao giờ tao cũng nắm đằng chui chứ tao không cầm đằng lưỡi nghe không dứt mạch diễn thuyết ông nghị bưng tách nước uống mọt hớp lớn xúc miệng òng ọc mấy cái rồi nổ toẹt xuống nền nhà tùy đấy mày có tin nhà ta thì điểm chỉ vào đem về cho chồng mày ký tên và xin chữ lý trưởng nhận thực tử tế rồi mang sang đây thì tao sẽ giao tiền trọ nếu mày không tin thì thôi đây tao không ép hai hàng nước mắt hòa với những giọt mồ hôi thánh thót rơi xuống gò má chị dậu cắm mặt đứng im một lát sau chị quả quyết con xin vâng theo lời cô thế rồi chị giơ bàn tay buộc rẻ chỉ hai ngón tay để cho ông giáo bôi mực và in vào bứa văn tự. Xong việc, chị gập bức văn tự, dắt vào giải lưng. Bước ra thềm, chị nhặt lấy cái mê nón bị chó cắn rách. Ngần ngại, chị đặt mê nón lên đầu, cúi chào vợ chồng ông Nghị và ông giáo. Bà Nghị căn vặn nhắc đi nhắc lại, nhớ lấy cái gì đẩy cho mấy con chó con, kẻo nó bị nắng. Chương 7, bóng cây ngã đến gần đường bao lan mặt trời tranh trách nhòm vào gốc đa, gốc gạo, những con trâu, bò bị bắt và bị ký giam trỏng gọng nằm dưới ánh nắng, huệ oải nhai những rễ khoai hoặc cỏ héo của chủ ban trọ một lũ đàn bà chờ đợi nộp thuế, lê la ngồi khắp thềm đình. Đàn chó chui trong gợm đình, trực cướp xương rơi, con nọ cắn con kia ăng ẳng. Trên đình ăn uống đã tàn, tránh tổng ngậm tâm nằm cạnh bàn đèn, hai mắt lim dim giờ ngủ cai lệ ngồi nhồm hai chân cạo lọ cặp môi thâm xịt nhành ra gần tới mang tai cậu lính cơ lấy hết gân guốc trên bộ mặt đỏ gay ra sức nghiền cục sái trong cái chén mẻ mấy ông hương trưởng tộc biểu trương tuần súng quanh cái điếu đàn và chiếc ấm tay kẻ hút thuốc người phùng miệng thổi bát nước nóng lý trưởng tựa lưng bên bức câu lơn thu tiếp tránh hội phó hội bằng mâm cỗ chỉ còn rau chuối và lá tía tổ thư ký trưởng bạ lễ phép chia đũa mời nhau gắp mấy miếng thịt mỡ khô cong các cạnh. Lý Cửu, Phó Lý, thủ quỹ châu đầu trên lớp bát đĩa đầy những nhặng xanh, gật gù nhắc chén lên lại đặt chén xuống. Người nhà tránh tổng, người nhà lý trưởng, mấy anh tuần phu canh ngày, kèn vai vây lấy giá cơm đi hới và chầu nước suýt ruồi chết nổi liều bêu soàn soạt vừa và, vừa nuốt. Mỗi người mỗi miệng, ai nói nấy nghe, sự ầm ầm càng giúp sức cho sự nóng nực, chị dậu về đến cổng đình vừa thấy tiếng ông lý cựu quát vang trong đình thằng mới đông vào ti lấy thêm mấy chai rượu nữa ra đây chúng tao còn uống ai thôi mặc ai tiếp đến tiếng ông tránh hội hãy gườm rượu còn đấy các ông cứ uống cho hết để nó đi mua vài đồng thuốc viện nữa đã cụ tránh đợi đã lâu rồi rồi đến tiếng ông hương trường thong thả hãy mua thuốc viện cũng được miệng tao còn chưa rửa đây ra giếng múc tao chậu nước rồi đến tiếng ông thủ quỹ rồi hãy đi múc nước mày đi rót một tí nước mắm vào đây cay đã, rồi đến lượt ông Lý Cựu vắt lại, các ông đừng có bỉ mặt nhau. Tôi đương bảo nó đi lấy thêm rượu, các ông lại nỡ vỗ vào mặt tôi, người này sai nó việc này, người kia sai nó việc khác. Khỉnh nhau vừa vừa chứ, bảo dàn chị dậu bước lên cửa đình, hạ cái mê nón ở trên đầu xuống, chào các cụ, chào các ông. Cả đình đổ xô trông ra, người nhà lý trưởng cháo ngược đôi đũa chỉ vào mặt chị, siêu của anh ấy đủ chưa? đem mà nộp đi, cai lệ vừa cạo hết sái trong lọ, ngừng đầu trông lên, à. Còn vợ thằng gì ở xóm cuối làng phải không? Chị ta cứng cổ lắm, lý sự lắm. Sáng nay nếu không vội đi bắt đứa khác thì tôi biếu thêm chị ấy vài chục quả Phật thủ nữa. Phó lý trõ vào, đúng là vợ thằng bĩ dậu chứ thằng gì? Sao ông không giã thêm cho nó một mẻ? Ông Lý tôi mời ông về đây, chỉ cần có thế. Lý trưởng rung đùi ra bộ đắc ý tôi nói trên có cụ tránh, có ông cao và đông các ông tất cả, vụ thuế này tôi làm kể cũng cứng lắm. Không cần gì hết, đứa nào trái ý, đánh luôn. Mà cũng có thế mới được, chúng tôi làm vua làm việc, quanh năm đầu trời đít thớt, chỉ có những lúc hồng thủy trướng giật và những khi siêu thuế giới kỳ như thế này, thì mới có quyền. Tha hồ đánh, tha hồ chói, trai làng thằng nào bướng bình, đánh chết vô tội vạ. Chị dậu chẳng nói chẳng rằng, điềm tĩnh chị nhìn khắp mấy gian đình, góc đình trong cùng, chừng hơn 10 anh trai đinh doái chân ngồi sắp hàng sau đám mâm bát lồng chồng. Ai cũng như nấy, khuỷu tay gô vào chấn xong bởi một sợi dây thường cách xô. Cố nhiên, đàn bà con gái không thể đi qua trước chỗ dân làng ăn uống. Chị dậu bèn lùi trở xuống, quành ra cửa sau, rồi lẻn đến chỗ chồng ngồi. Anh dậu ngả đầu vào bức chấn xong, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc ra và thờ hồn hền mười đầu ngón tay xuống máu sưng lớn bằng mười quả chuối. Chị dậu rụng rời nổ đốt, trời đất ơi, chồng tôi làm sao thế này? Những bạn bị trói của anh dậu, mỗi người trả lời một câu, anh ấy lên cơn sốt rét từ hồi non chưa kia đấy. Bây giờ chừng như mệt quá, hắn mới lả đi và mới im được một lát, lúc nãy còn vừa run vừa rét, làm sốt cả ruột người ngoài. Thôi, liệu mà vay mượn bán chắc mau lên, cố lo cho đủ tiền siêu rồi đem anh ấy về nhà. Chúng tôi khỏe mạnh thế này mà bị người ta trăng trói, cũng còn đau rức khổ sở đây, huống chi anh ấy đương uống. Chị dậu sụt sùi, khốn nạn, nào tôi có tiếc gì đâu, chồng thấy chồng con tê kia giàu có ruột gan là sắt cũng phải đau đớn. Nhưng vay chưa được, bán chưa kịp, các bác ạ. À? Vừa nói, chị dậu vừa nước mắt giàn rủa ngồi xuống, chị xè sẽ vỗ vai chồng, thầy em. Thầy em ơi! tỉnh dậy cái nào, anh dậu vẫn lì bì, lịch bịch, phó lý ở ngoài lòng đình ra oai, con mẹ đĩ dậu. Mày có cầm đi, không thì ông vả và vào mồm bây giờ. Đình làng chưa xóa buồn của vợ chồng mày đấy hả? À? Ai cho chúng bay đú đờn với nhau ở đấy? Đàn bà thối thây, suốt năm có một suất siêu của chồng mà không chạy nổi, lại còn nỏ mồm. Thầy em với thầy anh, ngứa tai chúng ông, chị dậu như không nghe biết chi hết. Cứ việc nắm lấy vai chồng lay đi lay lại, như người ta cứu kẻ ngộ gió. Lâu lâu, anh dậu lờ đờ mở to hai mắt trắng dã và rên hầm hừ. Chị dậu mếu máu, thầy em làm sao thế? Có phải lên cơn sốt rét hay không? Hay là chỗ trói đau quá? Anh dậu ô ứ, ừ, u ừ, nó đã ra đấy ư? Ừ. Đi lấy cho tôi bát nước. Khát lắm, ráo cả hỏng từ sáng đến giờ. Chị dậu vội gạt nước mắt đứng dậy, mượn thằng mới cây bát yêu đàn. Chị ra giếng xin một bát nước bưng vào. Anh dậu vục đầu vào bát, ong ọc nóc một hơi dài, rồi anh ngửa cổ ra bức chấn xong mà thở. Bụng sùi ẩm ầm như suối reo. Bên ngoài, mấy ông lý dịch vẫn uống rượu, vẫn hút thuốc, vẫn quạt phành phạch, vẫn sở lý luật cãi nhau lộn bậy. Chị dậu sờ chán chồng, sờ chân chồng, sờ cổ tay chồng, rồi chị lân la sờ cái nút thừng ở đằng lưng chồng, toan tính cởi trộm cho nó rộng ra một chút. Nhưng cái nút ấy, người thắt kiểu móng lợn và giết chặt lắm, chị không thể nào mà nới ra được. Một lát sau, anh dậu hơi tỉnh, mơ màng nhìn vợ, thế nào? U nó đã sang nhà cụ nghị quế hay chưa? Đã, tôi ở bên ấy về đây. Cụ ấy bằng lòng đấy chứ. Bằng lòng, nhưng người ta bắt viết văn tự và bắt đèo thêm. Chị không nỡ nói hết câu, ngập ngừng, chị cười dài lưng, lấy mảnh giấy tây trao cho chồng. Tôi đã nhờ ông giáo bên ấy viết hộ văn tự rồi đây. Thầy em coi xem thế nào, anh dậu tuy đón lấy bức văn tự nhưng vì cánh tay bị dây thừng ghi lại chặt quá, anh không thể đưa nó lên dến gần mắt mà coi. Chị dậu lại phải cầm lấy và chìa lên tận ngang mặt cho chồng lầm nhầm đánh vần. Lý trưởng ngước mắt ngó thấy, cơn lôi đình nổi lên tức thì, giấy mã gì đấy? Còn mẹ đĩ dậu, đơn kiện phải không? Ừ được, có giỏi thì đi kiện ngay ông đi, ông thử cho mày thêm một trận nữa, để mày đi kiện luôn thề. Rồi hắn đứng choàng ngay dậy, giơ chân toan bước nhưng cái cây thịt nó cứ ảo đảo như người lên đồng, siêu siêu, sẹo sẹo, chỉ trực ngã xuống sàn đình. Hắn phải vịn vào cột đình, và lại ngồi phịch xuống chiếu. Cậu lính cơ hùng hổ đứng lên, ông lý trưởng cứ ngồi đấy. Để tôi trị chung nó, muốn đi kiện thì được đi kiện, khó gì. Chương 8 vừa nói cậu cơ vừa đùng chạy lại, giơ thẳng cánh tay tát đánh bốp vào mặt anh dậu một cái. Và, mắm môi, mắm lời, cậu thét, mày đi kiện đi ông xem. Bây giờ vẫn chưa nộp xử, còn trực sinh sự với ông à? Anh dậu chết điếng người đi, nước mắt chảy ra như mưa, anh sẽ đập đầu vào bức chấn xong và kêu, trời đất ơi! Cha mẹ ơi, thân tôi sao mà nhục đến thế này, nào tôi có định kiện tông gì ai cho cam? Chị dậu ẩm ực muốn khóc, nhưng không khóc được, những người bên cạnh đứng rớt nước mắt, cậu cơ vẫn nét mặt hầm hầm, nắm chặt bàn tay, cậu chĩa vào mặt anh chàng khốn nạn mày muốn vu vạ, bảo ông. Luống cuống, chị dậu vội đứng dậy, một tay giơ bức văn tử, một tay nắm lấy cổ tay cậu cơ thê thảm, chị nói bằng giọng văn lơn, thôi, em xin ông quyền. Nhà em đau yếu, ông tha cho, có phải đơn kiện đơn tông gì đâu, đây ông coi, cái văn tử của em bán con bé cháu để lấy tiền nộp siêu cho nhà em đấy mà. Chừng muốn tỏ ra mình là người thạo chữ, cậu cơ đón bức văn tử, trầm tĩnh xem hết từ đến cuối. Rồi cậu dịu giọng sẽ gắt, nói láo, cái giấy mượn đôi hoa tai bằng vàng đấy chứ, văn tự đâu mà văn tự. Chương Chín Hương trưởng Tộc Biểu, những người vô sự lẻ tẻ đứng dậy cố diều lý cựu về nhà. Chỉ còn mấy ông chức dịch đương thứ phải ở lại đây lo lắng việc thuế. Chị dậu chờ cho tan cơn ồn ào, mới dám rón rén bước lại nói với lý trưởng thôi con lại ông. Xin ông hãy tạm tha chói nhà con một lúc để nhà con ký vào văn tử, con mới có tiền đóng siêu lý trưởng vẫn giận dữ, đừng lằng nhằng. Chói cũng ký được, không phải tha, bẩm ung, xin ông trông lại, thật quả nhà con bị chói chặt quá, cánh tay quạt mãi ra đằng sau lưng, không sao ký được. Chứ nếu nhà con ký được thì đâu dám kêu van cho rác tay ông. Đưa văn tự đây ta xem, chị dậu sẽ sàng nâng mảnh văn tự trao cho lý trưởng rồi im lặng chị nén lòng ngồi đợi ở cạnh câu lơn mặt trời đã nghiêng sang phía sau đình, ánh nắng luồn qua chấn song, thấp thoáng soi chỗ anh dầu. Thằng mới lật đật quét dọn cơm rau rơi vãi và mảnh bát, mảnh chậu ném ở sàn đình. Vợ nó cặm cụi ngồi dưới sân đình rửa bát, rửa mâm, vét voi những bát thịt thừa canh giờ. Mấy mụ đàn bà ngoại canh lần lượt lên đình nói với thủ quỹ giờ sổ tính thuế. Lý trưởng đánh vần hết bức văn tử, liền thở hơi rượu vào mặt chị dầu. Chỉ cần chồng mày lý vào văn tự thôi à cụ nghị bắt phải xin chuyện của ông nhận thực cho nữa, nhưng con sợ ông nên chưa dám nói. lý trưởng cười nói khinh bi chuyện của ông có phải củ khoai dễ ông đóng không cho mày đấy chắc. xin ông thương con, nếu không có chuyện của ông, cụ nghị lại không giao tiền một đồng bạc nghe chừa thế là ông thương mày đấy, người khác thì phải năm đồng. lại ưng ông xét lại cho con bán cả con lẫn chó mới được có hai đồng bạc. mặc kệ không biết đủ một đồng bạc thì ông sẽ đóng chuyện cho chị dậu vừa nói vừa khóc nếu ông không thương con không lấy đâu được tiền nộp siêu chẳng có tiền siêu thì chồng mày ngồi tù thất vọng chị dậu rũ rượt ngồi im đến lượt anh dậu năn nỉ thay vơ thưa ông con có muốn chi thế này trời làm vận hạn đau yếu nên con phải chịu xin ông thương lại vợ chồng nhà con một đồng bạc con cũng xin vâng nhưng con hãy khất ngày mai đóng thuế con bắt nhà con cấy trừ hầu ông Tránh tổng phì cười, bây giờ lại có lối đóng chuyện cấy trừ nữa. Thôi cũng được, ông Lý nhận lời cho nó đi, đừng để chúng nó nói mãi điếc tay Lý trưởng làm bộ khó khăn vâng. Tôi nghe lời cụ tránh rồi bèn quay hỏi chị dậu mày định cấy trà nhà tao bao nhiêu. Con xin cấy hầu ông một mẫu đồng bạc một mẫu thế ra một hào một sao kia à? Không được, phải một mẫu rưỡi. Ông dậy thế nào con cũng xin vâng chuyện em, anh dậu được tạm thoát ly sợi thừng để đề tên vào văn tự nhưng anh bị trói đã lâu cánh tay sưng lớn và bại liệt các đầu ngón tay tê tái bấm không biết đau lóng ngóng mãi không viết được một chữ chương 10 thoáng thấy mẹ về đến cổng thằng dần mừng nhảy chân sáo u đi đâu từ lúc non chưa đến giờ có mua được gạo hay không sao ôn lại về không thế cái tí ở trong cửa bếp xa xả mắng ra đã bảo u không có tiền lại cứ nhằng nhằng nói mãi mày tưởng người ta dám bán gạo chịu cho nhà này sao thôi khoai chín rồi đây, để tôi đổ ra cho ông sơi, ông đừng làm tội u nữa. Rồi nó tất tả bồng em chạy ra trước thềm, đon đà chào mẹ, u đã về à. Ông Lý cởi trói cho thầy con chưa hử ủ cái nón của u làm sao bị rách tan tành thế ấy. Tay u làm sao lại phải buộc rẻ thế kia, chị dậu không trả lời. Thờ thần, chị đón lấy con bé con và ngồi ghé vào bên mép trống. Cái tí xoa đầu cái tiểu kể lể bằng giọng ngu hí, cô ả à này hôm nay quấy lắm đấy u À. U đi khỏi nhà, cô ta cứ ra giả khóc không dứt miệng. Dỗ thế nào cô ta cũng không nín trọ đặt ngồi xuống phản, cô ta lại níu lấy con và cố đứng lên. Con vừa đèo đẽo cắp cô ta ở sườn, lại vừa hì hục rửa khoai, cha nồi, xin lửa, gióm bếp. Củi thì ướt chảy ướt nhã, lì lụt mãi vẫn không cháy trọ thế mà con cũng luộc được chín nồi khoai rồi đấy. U bảo con có ngoan không, chị dậu vẫn không nói gì, buồn giàu, chị keo treo yếm cải trong giải lưng, vạch bầu vú nổi gân xanh lè, và bóp mạnh cổ vú, vắt những sữa chua xuống đất. Thằng dần lần thần đứng bên cạnh mẹ hao háo nhìn những tia sữa bằng hai con mắt tiếc rẻ ngậm ngùi. Cái tiểu vừa ngậm vú mẹ vừa khóc lằng nhằng, sữa trong vú chảy ra không đủ sức nó nuốt, nhà bên nọ, ngập bên kia, bú bên này, lại sờ bên khác, con bé vần hai đầu vú giống như con mèo vờn cái bong bóng bẹp hơi mấy nét răn rúm hiện trên sông mũi và mấy tiếng suýt xoa xè sẽ tự trong đầu lưỡi đưa ra, chị dậu chừng cũng rát ruột về sự phàm ăn của con. Tuy vậy, chị vẫn hết sức nín nhịn, và vẫn luôn luôn vuốt tay vào vú, cố ý dồn cho sữa xuống. Cạnh chóng, nghi ngút một đám khói bay, cái tí lệ mẹ bưng rổ khoai luộc gách vào chân cột, và dặn thằng dần, hãy còn nóng lắm đấy nhé. Em đừng mó vào mà bỏng thì khốn, vừa nói, nó ở tung tăng chạy đến rổ bát, lục lấy hai cái bát to và một đôi đũa, đem lại. Bới từ chôn rổ bới lên, nó gắp những mẫu khoai to xếp đầy hai bát. Bằng cái dáng bộ vui vẻ, nhẹ nhanh nó đặt một bát lên chóng, mời u sơi khoai đi ạ. À. Rồi nhanh nhẩu, nó bưng một bát, bước qua tấm phản cặp khanh, ngửa cổ để lên bàn thờ, và quay xuống. Nó bảo thằng dần, bát này chị để phần thầy đấy nhé. Chốc nữa thầy về thầy ăn đứa nào ăn vèn của thầy thì chị không cho đi chơi với chị. Thằng bé không để tiếng nào vào tai, nó cứ ngồi sán bên cạnh rổ khoai và nuốt nước giải ừng ực. Cái tí lật đật chạy đi tìm cái quạt nan, để quạt cho khoai chóng nguội. Rổ khoai vừa đi hết khói, hai đứa súng lại, lê la ngồi phệt dưới đất, mỗi đứa nhón lấy mỗi củ, không kịp bóc vỏ, chúng nó vừa thổi phù phù vừa cắn ngấu nghiến. Giống hai con cọp trong chuồng bách thú vớ miếng thịt bò tươi đứa nào đứa ấy nhai nuốt một cách ngon lành gọn vẹn. Trừ ra khi gặp củ nào hà nhợ ý, đắng quá không thể nuốt được, chúng nó mới chịu nhổ đi, và khi bị củ nào nhiều sơ, dài quá không thể nhai được, chúng nó mới chịu nhả bã. Những sự hiếu thảo, ngoan ngoãn của hai đứa trẻ ngây thơ vô tình lộ ra từ nãy đến giờ, hình như đều là những lưỡi dao găm cắt từng khúc ruột chị dậu. Càng nhìn chúng nó, chị càng nước mắt ngắn dài, ngạc nhiên, cái tí thỏ thẻ dục mẹ U ăn khoai đi, để lấy sữa cho em nó bú. Từ sáng đến giờ, U chưa ăn gì, đói quá chịu làm sao được. Chị dậu vẫn cứ dầu dĩ nét mặt, những giọt nước mắt rơi xuống càng mau. Với vẻ mặt băn khoăn, cái tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ, này U ăn đi. Để mãi, U có ăn thì con mới ăn, U không ăn, con cũng không muốn ăn nữa, nể con, chị dậu cầm lấy một củ rồi chị lại đặt xuống chóng vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt con bé hóm hình hỏi mẹ một cách thiết tha sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không chị dậu sẽ gạt nước mắt không đau con ạ à. thế làm sao u cứ khóc mãi mà không ăn khoai hay là u thương chúng con đói quá không chúng con không đói nữa đâu hai đứa ăn hết ngần kia củ khoai thì no mòng bụng ra rồi còn đói gì nữa u cứ ăn đi u cứ ăn hết bát khoai ấy đi nếu U không ăn, lấy đâu ra sửa cho em no bú. Chị dậu vừa nói vừa mếu, thôi u không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa nay nữa thôi, u không muốn ăn chanh của con, con cứ ăn cho thật no, không phải nhường nhịn cho u, cái tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống, vậy thì bữa sau, con ăn ở đâu? Điểm thêm một giây nức nở, chị dậu ngó con bằng cách xót xa con sẽ ăn ở nhà cụ nghị thôn đoài cái tí nghe nói dẫy này, giống như sét đánh bên tai, nó liệm củ khoai vào rổ và òa lên khóc, u bán con thật đấy ư, Con còn vàn u, con lại u, con còn bé bỏng, u đừng đem bán con đi, tội nghiệp, u để cho con ở nhà chơi với em con, thằng dần cũng khóc chu chéo, bỏ luôn rổ khoai đứng dậy, ngoay ngoài lắc cái mông đít, nó nhắc lại câu đã nói sáng ngày, em không? Nào, em không cho bán chị tí. Nào, nào, có bán thì bán cái tiểu này này. Chị dậu chỉ thồn thồn thức thức, không nói thêm được câu gì. Bộ mặt sầu thảm dần dần ngã xuống, đối thẳng với mặt con bé đương bú. Bên đám lông mày cong dướng, mấy sợi tóc mai thả rủ xuống, hình như làn khói thuốc lá phớt phơ bay trước khuôn gương. Và trên cái gò má đỏ bừng, vài dòng nước mắt thánh thót đuổi nhau, chẳng khác hạt sương buổi mai lánh động trong cánh hoa hồng mới nở. Chương 11 Gió chiều thổi đám che tơi tả Nắng tây gay gắt soi đến nửa thềm Thẳng dần cái tí thôi không ăn khoai Lại nhảy vừa van vừa khóc Cái tiểu bú đã lưng giả Hớn hở ngảnh ra cười đùa Chị dậu lại càng rũ rời Chống tay lên chán Chị như nghĩ ngợi phân vân Một lúc sau Chị đứng phát dậy với cái dáng điệu quả quyết Thôi phải tội với trời Mẹ chiêu Cảnh nhà đã thế Mẹ đành dứt tình với con, tức thì chị chùi nước mắt và đi làm những việc mà chị cho là đau đớn. Cái tiểu lại bậu bên sườn cái tí, con chó cây chuối đầu vào sợi xích sắt để cho bà chủ buộc vào cột nhà. Đàn chó con phải bắt vào trong rổ thưa, trên có mệt đẩy và có lạt chẳng chắc chắn. Cái việc xong hết chị lại đón cái tiểu, cho nó bú thêm lúc nữa. Sau khi đã kéo chiếc chiếu tủng rách trên phản trải xuống giữa nhà, chị đặt con nhỏ vào chiếu và sai thằng dần ngồi đó trông em chị lục tất cả quần áo của cây tí và gói chung là một gói. Rồi một tay nâng cổ chó con lên đầu, một tay cầm sợi xích sắt định dắt luôn con chó cái ra cửa, rụt xịt chị bảo cây tí, con hãy đội cây mê nón cho đỡ nắng, và con cắp lấy gói quần áo rồi sang bên cụ nghị quế với u. Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn, chó con, cây tí vần tưởng những con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe mẹ dục nó phải đi nó lại nhếch nhác mếu khóc, u nhất định bán con đấy ư. U không cho con ở nhà nữa ư, khốn nạn thân con thế này. Trời ơi, ngày mai con chơi với ai, con ngủ với ai, chị dậu lại lá trả hai hàng nước mắt. U van con, lại con, con có thương thầy thương u, thì con cứ đi với u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột u lắm. Công u nuôi con sáu, bảy năm trời, tốn kém bao nhiêu tiền của. Bây giờ phải đem con đi bán, U đã chết từng khúc ruột rồi đây con ạ, à, nhưng mà tiền siêu không có, thầy con đau ốm là thế, vẫn bị người ta đánh trói, sưng cả hai tay lên kia. Nếu không bán con, thì lấy tiền đâu nộp siêu, để cho thầy con khổ sở đến nước nào nữa, thôi U van con, U lại con, con có thương thầy thương U, thì con cứ đi với U. Cái tí vẫn khóc rưng rức, chị dậu cũng vừa đội rổ chó con vừa khóc nức nở nhưng vẫn cố kiêm lấy những lời thấm thía xót xa để khuyên con. Lâu lâu, cái tí chừng như cũng hiểu những nỗi đau lòng của mẹ, nó không khóc nữa. Lau sạch nước mắt, nó chạy đến chỗ cái tiểu, cúi đầu tận mặt con này, nó hôn mỗi má mấy cái, và nó lại mếu, tiểu ở nhà nhé. Tiểu ở nhà với anh dần nhé, chị phải đi đây, chị sang ở với cụ nghị kia đây, từ giày trở đi, chị không được ầm tiểu nữa. Bao giờ tiểu lớn, tiểu sang bên ấy tìm chị tiểu nhé. Rồi nó ôm lấy thằng dần, rồi cũng hôn luôn hai má thằng ấy. Vừa nói nó vừa ràn rụa nước mắt, dần có thương chị không? Dần có nhớ chị không? U bán chị rồi, dần ở nhà chơi với tiểu vậy. Nó khóc thì dần dỗ nó, không được đánh nó đây nhé. Bao giờ nó lớn, thì dần rủ nó sang nhà cụ nghị với chị. Thôi dần ở nhà, chị phải đi với U đây chị không được về nữa đâu, dần ạ. À thằng dần níu lấy áo chị và khóc rầm rĩ, chị phải ở nhà với em. Em không cho chị sang nhà cụ nghỉ, nếu chị sang nhà cụ nghỉ, rồi thì em chơi với ai? Cái tí lại khóc hù hụ nó cứ quấn quýt thằng dần, không muốn rời ra. Ngảnh lại nhìn mặt chị dậu, nó nói bằng giọng năn nỉ, con nhớ em quá. Hay là u hãy cho con ở nhà một đêm nay nữa, để con ngủ thêm với em để con nói chuyện với em. Sáng mai con xin đi sớm chị dậu càng tỏ ra bộ đau đớn, thôi, u van con, u lại con, con có thương thầy, thương u thì đi ngay bây giờ cho ủ nếu con chưa đi, cụ nghị chưa giao tiền cho, u chưa có tiền nộp siêu, ông Lý lại trói thầy con thêm một đêm nữa, thì không khéo thầy con sẽ chết ở đình, chứ không sống được, thôi, u van con, u lại con, con có thương thầy, thương u, thì con đi ngay bây giờ cho u và chị cố kiếm cho được cái giọng ngon ngọt để dỗ thằng dần dần buông chị ra đi con dần ngoan lắm nhỉ u van dần u lại dần dần hãy để cho chị đi với u đừng giữ chị nữa chị nó có đi u mới có tiền nộp siêu thầy dần mới được về với dần chứ sáng ngày người ta đánh trói thầy dần như thế dần có thương không nếu dần không buông chị ra chốc nữa ông lý vào đây ông ấy trói nốt cả u trói nốt cả dần nữa đấy Thằng dần vẫn sợ ông Lý, như đứa trẻ khác sợ ông ngoáo ộp, nghe nói đến tên ông ấy nó đã mất vía đi rồi. Lập tức nó rời vạt áo cây tí và nó ỏn ẻn dặn mẹ, em chỉ cho chị tí đi một lúc thôi. Lấy tiền được rồi, u phải đem chị ấy về đây với em. Chị dậu buột miệng, ừ, rồi hình như có ý hối vì mình đã nói dối trẻ con, tức thì chị lại nói chữa, ừ, hễ cũng nghị bằng lòng để cho chị con về nhà vài hôm thì U lại đem nó về với con. Cái tí với hai hàng nước mắt ròng ròng, hôn hít các em lượt nữa, rồi lùi tuổi nó đội mê nón trên đầu và cắp gói áo vào nách. Chị dậu vừa dặn thằng dần ngồi coi cái tiểu, vừa cởi dây xích lôi con chó cái. Con vật ấy ở nhà chị dậu, tuy không làm tên lính gác nhà như các bạn nó ở bảo những nơi giàu có, nhưng cũng là hạng tôi tớ cần dùng. Những lúc con cái chủ nhà đau dạ lạnh lòng, công việc vệ sinh trong nhà, phận sự nó phải gánh vác tất cả. Sự quan hệ giữa nó với chủ tuy chỉ có thế, song mà trời đã sinh nó là một loài vật giàu lòng trung thành thi, ăn lương của chủ, nó phải hết lòng mến chủ, cũng như nó phải hết lòng vâng theo lời chủ. Cái bản tính ấy, khiến nó chỉ muốn làm việc với chủ suốt đời, không muốn có ngày hưu trí. Mặc dù chủ vẫn coi nó là vật hèn, vì vậy, nay thấy chị dậu xích nó, lôi nó, đối với nó có vẻ khác hẳn mọi ngày, hình như nó cũng biết rằng chủ nó sắp sửa đổ ý nó đi đâu hoặc là đem nó đến chỗ làm tình làm tội gì đó. Khăng khăng vì lại nhất định nó không chịu đi, chị dậu càng kéo, nó càng tỏ ra thái độ van lơn. Nếu có một nhà đô, ân vật tâm lý học đứng ở cạnh nó lúc ấy, tất nhiên người ta có thể đoán rằng, nó đương lại chủ, xin chủ cho nó ở lại thêm một hạn nữa ha. Vô hiểu, chủ nó cứ dùng cương quyền, điệu nó sành sạch ra đường. Tuy vậy, nó vẫn còn mong chủ thương, cho nên ra khỏi cổng rồi, nó cứ còn lăn, còn dẫy, còn ngoe ngoẩy đuôi, còn kêu hừng hực khi nghe tiếng mấy con chó con ăn ẳng ở trên đầu chủ. Mặt trời đã xế, bóng người ngã xuống mặt ruộng, dài thườn thượt như bóng cây cao. Châu bò không phải cầy chiều nghĩu miệng theo đàn trẻ chăn ra các bờ ruộng ngậm cỏ. Với những tiếng tổn thức trong đáy tim và những giọt nước mắt luôn đọng lại ở gò má, chị dậu cô sống cô chết nhũng nhắng dẫn con cả chó lẽo đeo dưới ánh nắng mùa hè. Con vẫn lướt mướt khóc, chó vẫn y ẳng kêu, chị vẫn nhất định giả câm giả điếc, mong cho chóng đến nhà cụ nghỉ Chương 12 Nắng quái in ánh vàng trên rẫy ngọn tre, đàn liếu điếu liếu tiếu kêu trong cảnh phế, mấy con triền triện díu rít gọi nhau trên tàu cong. Nghị Quế vảnh dâu đứng trong sân gạch ngắm đôi bồ câu gật gù gụ nhau ở cửa chuồng. Nhác thấy mẹ con bị dậu nhô vào, hắn hỏi một cách thật đồng, làm gì bây giờ mới dắt nhau đến? Để cho người ta chờ đợi mấy giờ đồng hồ, dính với chúng bây lúc nào bực mình lúc ấy, không có đứa nào giữ được đúng hẹn bao giờ. Lễ phép, mẹ con chị dậu cùng cúi đầu chào, bẩm cụ, vì nhà con bị trói ở đình, con phải nói mãi các ông ấy mới cởi ra cho đề ký văn tư, và lại, đường cũng hơi xa, con đi khí chậm, xin cụ tha lỗi cho. Bà ở nhà khách ấy, đem nhau vào mà nói với bà rồi hắn gọi chó vào phía trong sân, đứa nào ra coi chó cho chúng nó. Như anh Phường trò đón dịp, thằng bếp giả một tiếng thật dài, rồi nó cầm gậy đuổi chó, đưa mẹ con chị dậu và con chó cay lên tòa nhà mà chị đã vào lúc nãy. Ngủ nghị phủ đầu bằng giọng gắt gỏng, đã bảo lấy cái gì đậy cho mấy con chó con, kẻo nó bị nắng, sao lại chị úp cho nứa một cái mệt danh thế kia? Thèn lẹn, chị dậu chỉ trả lời bằng câu lại cụ. Rồi nhờ thằng bếp buộc cây xích của con chó cái vào cột, chị thông thả hạ rổ chó xuống thêm. Mụ nghị liếc nhìn cái tí, thế thế, mụ mắng chị dậu, thế mà cả vợ lẫn chồng dám sưng sưng con đã lên bầy. Lên bầy mà bằng cái nhãi thế à? Bà biết ngay mà, cái đời nhà chúng bay còn có câu nào nói thật, bẩm cụ, chúng con không dám nói dối. Thật quả cháu đã lên bảy tuổi, thằng em nó lên năm, còn con bé nữa lên hai. Con được ba cháu cả thầy. Nghị quế ở thân vừa vào, chỉ mặt chị dậu, hắn tỏ ra người rất oai, im cái mồm. Đứng giờ con cả con kê ra đây, mấy cháu mặc kệ nhà mày, rẻ lắm thì bán nhiều, chớ làm cho gì, mở cái rổ ra, tao xem mấy con chó con, mụ nghị tiếp theo lời chồng, ấy đấy, ông tính nó nói như thế có nghe được không? Rồi mụ ngoảnh trông chị dậu, này liệu hồn, bà thì tổng cổ cả đi, không thèm mua bán gì nữa bây giờ dễ bà bằng đôi bằng lứa với mày hay sao? Chưa nói mày đà cãi liền, láo quen, con bé bằng ngần kia, mày dám xoen xoét bảo nó lên bầy, nói cho chó no nghe à? Cái tí đứng nép sau cột, nét mặt thiểu thiểu, như lo mình mới đánh rơi một tuổi lúc nào. Chị dậu đồ mặt ngồi thừ với những giọt nước mắt đọng ở trong đám long mi lóng lánh. Hai bên thái dương nghị quế nổi những sợi gân tím bầm để báo tin một câu giận dữ. Nó vẫn không mở mấy con chó con ra à? có tiếc đem về mà nuôi, nước mắt giỏ xuống gạch thềm thánh thót, chị dậu cắm cúi cởi mấy nút lạt buộc ở dạp cổ và bỏ cái mệt ra thềm, nhị quế vội vàng ngồi xuống cạnh rỗ. Bốn con chó con lần lượt bị hắn túng cổ sách lên, xem tai, xem mắt, xem lưỡi, xem chân, xem bu, ân, xem đuôi, xem ngực, có con bị hắn tỉ mỉ bới vạch từng cây lông tợ rồi hắn nắm nghía đến cho chó cái. Một lát sau, vẻ mặt hơi dịu, hắn vào ngồi bắt chân chữ ngũ trong sập và bảo chị dậu, văn tự đâu? Đưa đây tao xem, chị dậu gió giấy cởi cái văn tự ở đầu giải yếm, khốm núm đặt lên trên sập. Cầm bức văn tử, nghị quế chỉ nhìn đi nhìn lại ở chỗ lý trưởng đóng chiên. Lâu lâu, quay ra hắn bảo thằng nhỏ, mày đi lấy mấy bát cơm nguội, lấy nhiều nhiều vào, để tao cho đàn chó này ăn thử, xem sao. Thằng nhỏ ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà ngang sau một tiếng giả gọn ghẽ mẹ con chị dậu do gió ngồi nép bên cột, người nọ nhìn cái mặt chan hòa nước mắt của người kia. Bốn con chó con lao nhau đi đến ven thềm, mỗi con chiếm mỗi vú của con chó cái. Nghị Quế lơi vẻ bảo vợ, bà thử trông xem, có phải không có con nào bị đuôi chấm sống. Tôi cũng đương nhìn, hình như không cả thì phải. Chương 13, thằng nhỏ ở nhà ngang lên với giá cơm nguội đầy ủ, Nghị Quế bảo mẹ con chị dậu bắt đàn chó con thả sang đầu thềm bên này tất cả hắn chạy luồn ra bưng lấy giá cơm xúc cho mỗi con một bát chị dậu nói thật bốn con chó con đều biết ăn cả rồi riêng con chó cái hình như vừa mệt vừa lo chỉ ăn nhỏ nhẻ vài miếng lại nghĩ bằng cái sắc mặt ôn hòa dễ dãi nghị quế nhìn vào chị dậu con chó cái nhà mày mua ở đâu thế bẩm của mẹ con mua ở lầu cai đem về cho con ừ có thế chứ chắc là giống chó mông tử chứ ở nhà quê làm gì có thứ chó này. Mụ nghị đòn đả kể công, bởi thấy nhiều người mách rằng nhà nó có con chó cái khôn lắm, cho nên sáng ngày tôi mới cố mua lấy được. Chứ bỗng không, ai có động dù mà chúc đàn chó vừa mới mở mắt. Thế còn bốn con chó con thế nào? Nghị Quế lẩm bẩm gật đầu, đẹp cả. Bốn con bốn kiểu, một con huyền đề, một con lốt hổ, một con đen tuyền, một con tứ túc mai hóa. Con nào cũng cúp tai ngắn mặt, mắt xích lá đề, đẹp lắm. Vừa nói, hắn vừa tung tăng đi vào trong sập, vẫn cái kiểu ngồi bắt chân kiểu chữ ngũ, hắn viết lấy xe điếu ống, hút một hơi thuốc lào, rồi hắn rung đùi ra bộ đắc ý, biết cái gì vất vả cái ấy. Ông Phủ Đăng, Hưng Nghị Bùi, ông Phán Tiên, và ông Cửu Sung trên tỉnh, các ông ấy đều biết tôi xem chó rảnh lắm, ông nào cũng khẩn khoản nhờ tôi mua hộ. Tôi định khi nào bốn con chó này khá lớn, thì cho mỗi người một con, nhưng lại tiếc con chó đẹp tuyền, muốn để nhà nuôi. Vì giống chó ấy lợi chủ, nuôi nó trong nhà làm ăn thịnh vượng. Mụ nghị ngắt lời bằng giọng nói nửa thật nửa đùa, chả có của đâu mà chó ai muốn được giống chó tốt, phải có tiền đây cho tôi, không thì tôi để nuôi giáo. Nhà đã 14 con chó cả thầy, nuôi làm gì nữa? Cơm đông, tôi nuôi để nó coi nhà, nuôi chó còn hơn là nuôi đứa ở nhà rộng thanh thang thế này, mười mấy con chó, nhiều gì. Rồi mụ cười giòn khanh khách và chó vào mặt chị dậu, cơm chó nhà tao cũng tốn bằng mấy cơm ngửi ý của nhà mày đấy. Chị dậu nhường như tuổi thân, cúi xuống gạt thầm nước mắt, chị không biết nói thế nào. Mấy con chó con thôi ăn, kéo nhau trở lại chỗ con chó cái, bỏ dở cả mấy đống cơm. Nghị quế sai thằng nhỏ hốt hết vào giá, đưa cho cái tí ra giọng nhân từ ông đại biểu của dân bảo đứa con nít khốn nạn, con bé kia. Cầm lấy giá cơm ăn đi, kẻo phí của trời, ăn bốc cũng được, không phải đũa bát, nước mắt chảy ra như mưa, cái tí ngần ngại nhìn giá cơm nguội, không muốn chìa tay ra đón. Ông đại biểu cho dân hầm hầm nét mặt, mày không ăn thừa cơm chó phải không? Bà nghị nổi cơn tam bành, mẹ mày dạy mày thế đấy chứ? Con danh con, ở đây với bà mà mày cứ giữ cái thói khoảnh ấy thì bà dần từng cái xương. Này bà bảo cho mà biết, mày ăn cơm chó nhà bà cũng chưa đáng đâu. Con chó nhà bà còn được mấy chục, con người như mày, bà chỉ mua có một đồng đấy thôi. Đừng khoảnh với bà, nhị quế hạch lạc chị dậu, con mẹ khốn nạn, mày ngồi dương mắt ra đấy, không biết bảo con làm sao. Hay mày sợ con phải ăn cơm chó thì mày xấu hổ, dường như thương mẹ bị quở, cái tí vội vàng đón lấy giá cơm rụt rè nó bốc một nắm bò vào miệng, Huệ oải nhai như bò nhai trống. Mụ nghị nghiến răng kèn kẹt và chỉ vào mặt con bé, bà truyền đời báo danh cho mày, tự giờ đến mai, phải ăn hết cái giá cơm ấy, rồi mới được ăn cơm khác. Chị dậu chỉ gục đầu vào cột, nức nở khóc thầm. Nghị quế quát hỏi, thế, con mẹ kia có lấy tiền không? Hay còn tiếc con tiếc chó? Chị dậu vội chùi nước mắt đứng dậy, bẩm cu, không để cho chị nói hết. Nghị Quế dục vợ, bà trả tiền cho nó về đi. Để nó ngồi mãi ở đây tôi không chịu được. Cái chuông trong hòm len keng kêu một hồi đài. Mụ nghị cầm hai chuỗi trinh quăng tọt ra thềm. Đấy, tiền đấy. Chị dậu lom khom cúi nhặt tiền, toàn tình cởi ra đếm lại. Mụ nghị xa xả, không ai thèm làm thiếu đồng hồ nào. Không phải đếm chắc gì nữa. Chị dậu dắt tiền vào lưng, rồi chị sụt sùi bảo với cái tí. Thôi con ở đây hầu hạ hai cụ, U về nhé. Cái tí ôm chầm lấy mẹ và khóc như mưa như gió, U đừng về vội. U hãy ngồi đây với con lúc nữa, nghị quế đùng đùng đứng dậy, giơ cái bàn tay hộ pháp tát cho con bé một cái đánh đốp và hắn hét lên như ông đại tướng trong giạc tuồng, thằng nhỏ lôi cổ nó xuống nhà bếp kia. Tức thì cái tí liền phải lìa mẹ ra sành sạch theo tay cậu hầu cận của ông dân biểu xuống thêm. Bộ mặt bồ nhếch bồ nhác ngảnh lại với cái miệng mếu sạch. Nó nhìn theo mẹ và nói bằng giọng nức nở. Ngày mai U đem thằng dần sang đây chơi với con nhé. Con nhớ em lắm. Chương 14 Hai cái bầu vú đầy sửa mẩy găng. Sửa ở trong vú gì ra. Ướt đầm cả một lần yếm. Làm cho chị dậu bồn cồn xót ruột về con bé ở nhà. Bởi vì theo sự kinh nghiệm của đàn bà con mọn. Những lúc xa con. Sửa chảy như thế. Ấy là đứa con vắng mẹ đã đói và đương gào khóc đòi bú. Chị không dám nghĩ đến cái ti nữa sắp ngửa chị cắp cái rổ, cái mệt và cái mê nón tất tả ra cổng thôn đoài. Mặt trời đã lặn xuống tận mặt đất, đàn quả khoang dập dùi là xuống các bãi tha mạ còi lá dứa của lũ mục đồng rối giết thúc châu bò về nghỉ. Tới làng đông xá, trời nhá nhem, trong đình vắng tanh vắng ngắt, đàn rơi bắt mũi sập xè bay khắp lòng đình, ngọn đèn dầu ta loe trên hương án cố sức phun những ánh sáng úa vàng, soi cho mấy nén hương đen lù mù cháy ở dưới cửa võng cả mấy gian đình chỉ còn sự tối tăm giúp sức cho sự kinh trơn. Người ta đã đem hết tiếng ầm ầm vào nhà lý trường từ lâu. Trường cũng đoán biết như vậy, chị dậu lùi thùi theo chỗ có tiếng tù và giúp hồ ý đi vào. Dưới ánh lửa sáng quắc của ngọn đèn hai giây, quang cảnh trong nhà lý trường lúc này cũng như quang cảnh ngoài đình lúc nãy. Anh dậu và bọn trai đình thiếu siêu đều dơ khuỷu tay cho sợi dây thường buộc vào cột nhà. Đàn ông, Đàn bà chờ đợi nộp thuế còn lố nhố suốt một bực cửa. Lính cơ, cai lệ vẫn nằm trầu tránh tổng ở bên bàn đèn, thủ quỹ, thư ký, tránh hội, phó hội và chức dịch ngổn ngang ngồi ở cạnh những cuốn sổ sách bề bộn. Cái mặt bồ hôi nước mắt vừa ló vào thềm, chị dậu liền được mấy ông chức dịch nhau nhau thét hỏi, đã bán được con rồi chớ. Đem tiền nộp siêu, mau lên, thưa đã, vừa nói, chị vừa rửa chuỗi tiền trinh dắt ở giải lưng và tám hảo con tiền bán khoai mà chị vẫn khư khư buộc đầu giải yếm. Bớt lại một hào, chị sẽ đón rén đặt hai đồng bảy lên trước lý trưởng. Thưa ông, nhà cháu không kịp đi đổi tiền giấy. Xin ông làm ơn nhận cho lý trưởng cầm chuỗi tiền trinh đưa cho thủ quỹ đếm lại và bảo chị dậu Mỗi đồng phải cắt ba xu, bỏ luôn ra đây. Tao nhận trọ nhưng sao lại có hai đồng bảy hào. Ngờ ngác, chị dậu vừa đưa đồng hào để trả tiền các vừa đáp bằng giọng lớn ngứa. Thưa ông cháu tưởng năm nay siêu bổ mỗi suất chỉ có bấy nhiêu. Phải rồi, tiền siêu năm nay mỗi suất chỉ có 2 đồng 7 hào. Nhưng nhà mày nộp hai suất, nghe không? Một suất của chồng mày, một suất nữa của thằng hợi, thưa ông chú nó chết hồi tháng riêng rồi mà. Nhà con vẫn còn chưa khai tử hay sao? Lý trưởng phát ngắt, khai tử rồi cũng phải đóng siêu. Ai bảo nó không chết tồi hồi tháng 10 năm ngoái? Chị càng ngẩn ngơ ra bộ không hiểu như có ý ngờ người ta ăn hiếp nhà mình. Thưa ông người chết đã gần 5 tháng, sao lại còn phải đóng siêu? Lý trưởng quát, mày đi mà hỏi ông Tây, tao không biết. Thư ký gióng dạc cắt nghĩa, chết cũng không trốn được siêu nhà nước. Là vì thằng em chồng chị mới chết tháng riêng An Nam, mà sổ thông quý của làng đã làm từ đầu năm Tây, tức là tháng 1 An Nam năm ngoái. Sổ ấy có tên thằng Hợi, lúc ấy nó còn chưa chết, khi đệ lên tỉnh tòa sứ cứ theo số đinh trong sổ mà làm bài chỉ đưa sang sở kho bạc, rồi đến kỳ thuế, sở kho bạc lại cứ theo đúng số thuế ghi trong bài chỉ mà tụ nó chết tháng riêng, chứ dẫu nó chết tháng chạp cũng vậy, bài chỉ làm rồi, người ta không có chữa lại bao giờ, khai tử hay chẳng khai tử mặc kệ. Bởi thế, bài chỉ làng ta năm nay vẫn không trừ được số siêu của thằng hợi nhà chị. Nó chết, vợ con chưa có ông lý trưởng cứ lấy vào thân nhân. Chồng chị không nộp cho nó thì ai nộp? chị dậu giờ nói giờ khóc cháu là đàn bà biết đâu việc quan như thế khốn nạn chú nó chết đi nhà cháu thật như mất cánh tay phải còn nó chúng cháu có đâu đến nỗi khổ sở như này bây giờ nó đã chẳng may thiệt phận đành rằng suất siêu của nó nhà cháu phải đóng nhưng cháu xin các ông cho khất đến mai hôm nay cháu hãy đóng trước một suất các ông tha cho nhà cháu về kẻo người yếu đau bị trói cả ngày không khéo chết mất Lý trưởng trừng mắt, chết thì ông chôn mày tưởng chồng mày chết mà ông sợ à, muốn chồng khỏi chói, về đem nốt hai đồng bảy nữa ra đây, nếu không thì ông còn chói, ông chói cho đến bao giờ đủ siêu mà thôi. Chị dậu chừng như uất quá, ngồi sụp xuống chỗ cạnh chồng, chị khóc chua chéo, trời ơi, tôi bán cả con lẫn chó và hai gánh khoai, mới được hai đồng bảy bạc, tưởng rằng đủ tiền nộp siêu cho chồng, thì chồng tôi khỏi bị hành hạ đêm nay ai ngờ lại còn xuất siêu của người chết nữa. Khốn nạn thân tôi, trời ơi, em tôi chết rồi còn phải đóng siêu, hờ trời. Tôi biết đâm đầu vào đâu cho được hai đồng bảy bạc bây giờ. Cài lệ ngồi phát trở dậy gân cổ thét ra, chỗ mày kêu khóc đấy à. Con mẹ cả muốn sống thì câm cái mồm, không thì ông sẽ cho một trận nữa. Anh dậu run run khuyên vợ, thôi, u nó đi về với con, kẻo có hai đứa ở nhà nó khóc hết hơi. Mặc tôi ở đây, bị trói thêm một đêm nữa cũng chẳng chết nào đừng nói nữa người ta đánh đập khổ thân chị dậu vẫn không dứt được cơn hậm hực thủ quỹ vừa đếm xong hai chuỗi tiền trinh hắn gọi chị dậu và bảo này chị kia đừng khóc nữa vào đây mà xem mỗi đồng thiếu mất bốn xu đây này một hào của chị đưa trả tiền các trừ vào chỗ này hết tám xu rồi còn thiếu bốn xu nữa nhé chị dậu lại mếu khốn nạn tôi vẫn chắc mầm còn thừa một hào đem về đong gạo cho con ăn. Bây giờ hết cả vẫn chưa đủ, gớm, cái bà nghỉ, giàu thế mà còn làm điêu, rồi chị cứ rũ rượi ngồi khóc, anh dậu thiết tha dục thôi u nó nghe tôi, có thương tôi thì hãy đi về với con. Đừng cứ ngồi đây mà khóc cho tôi càng thêm não ruột. Các bạn bị trói của anh dậu ra ý thương hại và hỏi, con bé lớn chị đã bán rồi, hai đứa bé còn ở nhà với ai? Chị dậu sụt xịt đáp, anh em chúng nó ở nhà với nhau chớ có ai đâu các bác. Những người ấy già ý ái náy, khốn nạn, thằng bé lên năm phải giữ con bé lên hai, tội nghiệp quá, cứ như các ông ấy phải vừa mới nói đó, thì người chết rồi cũng phải đóng siêu. Vậy là nhà chị vẫn thiếu một suất siêu nữa, nếu không có tiền đem nộp, dẫu chị ở đây đến sáng cũng không thể xin cho anh ấy được khỏi trói đâu. Nói lắm mỏi miệng, ai thương, thả chị về với các cháu cho khỏi khổ thân con trẻ. Phải, bác ấy nói phải hãy cứ đành lòng để mặc anh ấy ngồi đây, chị về mà nghỉ với con. Chứ chị ở đây chẳng qua chỉ thêm đau lòng, ít gì. Rồi nhịn chẳng được, ngứa mồm nói một vài câu, lại tổ làm cho anh ấy phải đòn. Bấy nhiêu lời diễn thuyết tuy chứa chan những giọng tử tế, nhưng không giúp cho chị dậu tí gì vì ý chị cũng nghĩ như người ta nói. Buồn giàu chị sẽ ghé vào tai chồng, cái tí để phần thầy em một đĩa khoai đấy. Tôi bưng sang đây cho nhé. Anh dậu lắc đầu, miệng tôi đáng lắm, không thể ăn gì bây giờ. U nó cứ về với con, không phải lo đến sự ăn uống của tôi. Chào chồng bằng hai hàng nước mắt, chị dậu lùi thủi ra với cái mệt, cái rổ, và cái mê nón. Chương 15, vầng trăng đã vượt khỏi ngọn trẻ mặt nước các ao đã lóng lánh như nồi vàng đường chảy. Trong mấy bụi cây rậm rạp, tiếng quốc kêu khi thưa khi nhặt, khắc khoải hòa với tiếng rền rĩ rên khóc của run, dế vườn hoang khi mới chập tối các nhà đã đóng cửa im ỉm, không đâu còn một chút đèn lửa những kẻ cày sâu cuốc bẫm suốt ngày mệt nhọc khi ấy đều phải trả nợ mắt để nuôi lấy sức làm việc cho ngày mai trừ xóm lý trưởng các xóm khác đều im phăng phắc như cánh đồng không nếu thỉnh thoảng không có tiếng chó sủa bọn người người đi thúc siêu và tiếng say lúa giã gạo ở mấy nhà hàng say hàng sáo chị dậu về đến đầu nhà đã nghe tiếng khóc khàn khàn của hai đứa trẻ sấp ngửa chị chạy vào cổng bỏng cả rổ mệt, mê nón xuống sàn, rồi vội vàng chị vào trong nhà. Thẳng dần vẫn ngồi cạnh em, hai mắt sưng húp, mặt mũi xám mét như đứa vừa bị ngã ao, hãy còn kinh khiếp chưa hoàn hồn. Nó không thể tỏ chốt dấu mừng rỡ khi thấy mẹ về, tuy sự ấy là sự đáng mừng rỡ của nó. Trái lại, nó càng ra bộ tuổi thân và oà lên khóc như muốn nhắc cho mẹ biết những nỗi lo sợ từ nãy đến giờ. Nhưng hình như trong lúc mẹ nó đi vắng nó đã kêu gào nhiều quá, cổ rát, hơi hết, nó chỉ có thể đưa ra cái tiếng khô khan như người khóc thầm. Chị dậu không kịp hỏi đến thằng bé ấy, hốt hoảng chị vớ lấy con bé con. Trời ơi, một sự ghê gớm kinh sợ, đôi mắt nó mọng đỏ như quả nhót, mồm mép, chân tay, lưng, bụng, cổ áo, tay áo của nó bê bết một lượt cứt với nước đái, đầm lầm hòa nhau. Nó khóc nhưng không ra tiếng, chỉ có cái miệng hông hốc há ra như miệng cà mè Sẽ sàng, chị dậu nhắc nó ra cạnh vại nước, tắm rửa qua loa cho sạch dơ bẩn. Rồi chị bồng nó lên lòng, lần này không còn thì giờ vắt bỏ sữa chua, chị vội vạch yếm lôi cái đầu vú ấn vào miệng nó. Vừa cho con bé này bú, chị vừa lật đật trở vào đón thằng bé kia. Thằng bé ấy lệch thạch ra đến giọt thềm, nó vẫn khóc nức, khóc nở, thân hình lem luốc như cái tượng đá vừa đào ở dưới lỗ lên dắt nó một lần nữa chị ra vại nước, một tay bế con bé con, một tay chị vừa dội nước và vừa kỳ cọ cho thằng bé lớn. Rồi hai tay hai đứa chị ấm chúng nó vào trong cái phản cập kênh. Chiếc chiếu ở đấy lúc chiều chị đã đem dài xuống đất để đặt cái tiểu, và đã bị nó đái ỉa đầm đìa. Thằng dần phải đứng xuống phản, để chị bồng con em bó vào buồng, cuốn lấy chiếc chiếu trong giường và trải ra đó. Từ sáng đến giờ chị chỉ long đong chạy đi chạy về chưa được ăn uống miếng gì. Chừng như cũng đã đói và mệt, quệ oải chị ngả lưng xuống chiếu. Hai đứa con gối đầu vào hai cánh tay, cái tiểu đã hơi tĩnh, vừa bú nó vừa mân mê nghịch cái bầu vú của mẹ. Lâu lậu nó lại tổn thức vài tiếng, thẳng dần tan cơn nức nở, lại cứ ra giả kêu đói và kẻ nhè dục mẹ mua gạo nấu cơm. Trong óc chị dậu vẫn còn đĩa khoai cây tí cất trên bàn thờ. Nhổm dậy, chị định nhắc xuống cho thằng bé này ăn nốt nhưng món lương thực ấy đã bị chuột tha gần hết, chỉ còn ba bốn mẫu con thằng dần giơ tay xua lấy xua để, con không ăn. Đĩa khoai ấy của thầy con đấy, lúc nãy chị tí đã bảo đứa nào ăn vèn của thầy chi. Ấy không chơi với, con chả ăn, chị ấy mắng con thế là nó lại nhớ đến cây tí. Dường sốt nó hỏi, bây giờ chị tí đâu rồi? Sao ốc không đem chị ấy về đây với con? Nước mắt chị dậu lại theo lời nói ngây ngô của thằng bé ngây thơ ư ra chứa chan đặt mấy củ khoai xuống phản, chị ôm đầu nó vào nách, xoa xoa suýt suýt, chị ngọt ngào dỗ dành, chị tí ở nhà cụ nghị. U đã bán cho cụ nghị ấy rồi, đem về thế nào được nữa? Thằng dần chu chéo, con không? Nào, lúc chiều con đã bảo U lấy được tiền rồi thì đem chị ấy về đây với con kia mà. Sao U lại để chị ấy ngủ ở bên ấy, nhưng mà cụ ấy không cho nó về, thì U làm thế nào được? Thôi, con ăn mấy củ khoai cho đỡ đói rồi nằm ngủ đi, mai kia U đưa sang chơi với chị. Còn không mai kia, nào, nào, U phải đem ngay chị ấy về đây bây giờ, để chị ấy ngủ với con. Chị dậu sụt sùi sẽ gạt nước mắt, đêm nay con hãy ngủ tạm với U. Con ngủ với U chóng U yêu, nhỉ, con không ngủ với U nào, con thèm vào chơi với U nữa. U bán chị tí đi rồi, chốc nữa thầy về, con mách thầy cho, rồi nó gào khóc dầm dĩ nhất định bắt mẹ phải đem cái tí về nga y chị dậu hết ngọt lại sẵn, hết sáng lại ngọt, nào dỗ, nào dứ, nào dọa, nào mắng, giờ đã hết cách, nó vẫn không nín. Chị đành mặc cho nó khóc, rồi chị cũng khóc như nó. Thấy chị khóc nó càng khóc dữ, lăn đùng ra phản, nó đập hai chân xuống phản đành đạch, và cứ làm nhảm gọi mãi chị về với em. Chán chê, ê ẩm, hình như nó đã mệt lử, tiếng khóc dần dần nhỏ xé một lát sau, nó chỉ ủn ỉn, hai mắt thiêu thiêu nhắm lại, hơi thở đưa ra phì phò. Nó ngủ, cái tiểu cũng nghỉ mút sữa, đầu vú ở miệng con bé từ từ buột ra, rồi đôi mắt lờ đờ, con này cũng sắp sửa ngủ. Chị dậu đón rén ngả lưng xuống chiếu, trực lửa cái tiểu, muỗi bay vo vo và đốt vào chân nhoi nhói, chị xè sẽ giơ tay phe phẩy, không dám cửa mạnh, sơ. Hai đứa con thức dậy cái tiểu ngủ im thằng dần bỗng cười khanh khách và nói léo xéo. À, chị tí đã về, chị vào ăn cơm, cơm sới rồi đấy. Rồi nó im, rồi nó tổn thức, rồi nó lại nói, bây giờ chị phải ở nhà với em, đừng sang cô nghị nữa nhé. Em nhớ chị quá, thỉnh lình nó ngồi phát dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài sân và bỡ ngỡ. Nó hỏi chị dậu, chị tí đâu rồi? Chị tí em đau rồi hử u, chớp mắt một cái, hình như nó chợt nghĩ ra cái gì ngó vào tận mặt chị dậu, nó khóc hu hu, u vẫn chưa đem chị tí về đây cho con kia ư. Con bắt đền đấy, con bắt đền u đấy, sao u lại bán chị ấy của con, u đi dậy đi, đi dậy sang gọi chị tí về đi, sao u cứ nằm mãi, con không cho u nằm nữa. Chị dậu gió giấy nhắc cánh tay ra, đặt đầu cái tiểu xuống phản. Ngồi dậy, chị bế thằng dần vào lòng, trong nhà tuy không có đèn, ánh sáng ngoài cửa soi vào còn đủ sức sáng để chị nhìn thấy bộ mặt dầu gì của nó. Nó vẫn khóc, vẫn ủn ỉn bắt mẹ đi gọi cái tí, con hãy nín đi, cho em nó ngủ, để u ẩm con đi chơi. Nó không nín lại càng khóc thêm, xếch nó lên vai, chị dậu với mấy mẫu khoai trong đĩa, rồi chị bồng nó ra thềm. Trước thềm, sáng như ban ngày, chương 16, vầng trăng thăm thẳm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, bầu trời vắt như một khối thủy tinh gió nồm từ các ngọn cây đưa lại hiu hiu, bóng lá che in dưới sân rêu luôn luôn lay động như đám bèo nổi trên mặt sóng. Thằng dần gục vào mẹ và khóc ti tỉ, chốc chốc lại thúc giục mẹ đi tìm chị nó. Chừng như thương con đói quá, không thể ngủ được, chị dậu tỉ mỉ bóc sạch cả mấy mẫu khoai và dỗ nó ăn. Nhưng nó khăng khăng một mực để phần cho thầy, nó lại thiêu thiêu buồn ngủ, bồng nó vào trong nhà, chị dậu xè sẽ tìm cái quạt nan và xè sẽ đổi mũi cho con bé con. Rồi chị lại ấm nó ra ngoài sân, đi đi lệ lại dưới bóng trăng, chị vừa vỗ về thằng bé, vừa dầu dĩ cất cái giọng thê thảm du cho nó ngủ. Ánh trăng nhòm vào cặp mắt dương dương nước mắt, nhắc lại cho chị cái đời ngây thơ của chị ngày xưa. Phải, trong hồi chị còn ngây thơ, còn độ lên 6, 7, tuy không sung sướng cho lắm, nhưng cũng được cha mẹ nuông chiều. Bấy giờ chị chỉ ăn rồi chơi, chưa phải ẵm em, chưa phải quét nhà, đồn bếp như cái tí nhà chị bây giờ. Những đêm trời khô, trăng sáng như đêm nay, chị vẫn luôn luôn được nô đùa với trẻ con hàng xóm. Chúng nó đã dở ra với chị biết bao là trò mua vui. Nào nhảy nô, nào hú tìm, nào đánh rồng rắn. Những cuộc vui ấy chị vẫn còn nhớ rành rành. Qua tuổi trẻ con đến khi 14, 15, chị vẫn được sẵn cơm ăn, sẵn việc làm chưa hề phải lam lũ. Không biết tội nợ vì đâu, và từ khi lấy chồng đến giờ, tình cảnh nhà chị cứ mỗi ngày thấy mỗi khổ thêm. Hết năm ấy sang năm khác, vợ chồng đầu tắt mặt tối, không dám chơi không ngày nào. Thế mà vần cứ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bao nhiêu công trình khó nhọc, bao nhiêu thuốc cam thuốc xài, nuôi từ hòn máu nuôi đi, mới được đứa con 7 tuổi. Bây giờ chỉ vì một suất tiền siêu, đã phải rứt ruột đem nó đi bán, lại đèo thêm hai gánh khoai và năm con chó nữa cũng vẫn chưa đủ chồng vẫn bị đánh bị trói suốt ngày suốt đêm không biết trong lúc đau ốm lại bị hành hạ như thế anh ấy có thể sống được đến mai hay không và ngày mai chạy đâu cho ra hai đồng bảy bạc để chuộc chồng về nếu không lo đủ được số tiền ấy số phận anh ấy sẽ ra sao và lo được đủ tiền chuộc được chồng về đi nữa cũng đã thiệt mất một đứa con rồi sau này còn có ngày nào đem được nó về nhà nữa không? Từ chiều đến giờ nó ăn với ai, nó ngủ với ai? Thế rồi chị trở vào thềm, rũ rượi ngồi tựa cột hiên, nước mắt rơi xuống lã trã. Bóng trăng tranh trách nhòm vào trong thềm, bụi tre trước nhà, con cú sắp đi kiếm mồi, báo hiệu bằng những tiếng ghê sợ buồn rầu, có thể tưởng như ma quỷ, yêu quái. Mấy con cò ngủ giật mình thức giấc, phành phạch vỗ cánh, tự trong bóng tối bay ra các nhà láng giềng, gà gáy tè tè chống canh ngoài đình gắt gỏng điểm dịp ba tiếng. Cái tiểu cựa dậy và khóc lu loa, chị dậu xe sẽ đứng lên toan và du con bé ấy, thằng dần ở trên vai chị lại cũng thức nốt. Nó mở tràng mắt, và nó nói luôn cái câu vẫn nói trong mọi đêm, chị tí đem em đi đái. Chị dậu vội bế nó đến cổng, tức thì nó đã nghĩ ra, và nói luôn câu khác, con không khiến u. Chị tí kia. Con không khiến U mang con đi đái. Nào, nào, rồi nó kêu gào bỏng giọng và nó dẫy rụa ở trên sườn mẹ. Cái tiểu trong nhà vẫn khóc như beo như ngắt, luống cuống, chị phải đặt vội thằng này xuống đất, để vào đón con bé kia. Quả nhiên nó đã chờ chọn lăn ra dề phản, chút nữa thì ngã. Sấp ngửa nhắc con bé ấy, chị lại tất tả ra sân để ẩm thằng bé kia. Lại, hai nách hai con, chị bế chung nó vào ngồi trong chóng cái tiểu đã phải im khóc vì một bầu vú của mẹ lấp kín mồm miệng. Thằng dần vẫn cứ ra giả, u đưa con đi tìm chị tí, mau lên. Chị dậu giờ khóc giờ mếu, đêm khuya rồi, gà gáy nửa đêm rồi. Ra đường ngáo nó cắn cho, còn a à, ngáo cắn chết thì thôi. Con không cần, con cứ đi tìm chị tí, để chị ấy về ngủ với con. U phải đưa con đi ngay bây giờ. Chị dậu ngồi ì không biết nói sao. Nó thuộc tay vào trong yếm mẹ lôi tuột đầu vú ở miệng cái tiểu cả nó vừa khóc vừa mắng con này, ông không cho mày bú nữa. Nhả ra, nhả ra để u đưa ông đi tìm chị tí, cái tiểu lại khóc ngằn ngặt, thằng bé lớn vẫn cứ nốc nã, thúc thả, nó kéo tóc, nó kéo tai, nó lôi cổ áo của mẹ, bắt mẹ phải đứng dậy đi ngay. Thì mẹ nó vẫn phải chiều nó, bởi vì nó yêu chị nó, nó thương chị nó. Nó nhớ chị nó mọi đêm hai chị em nó vẫn nằm với nhau và chị nó vẫn nghêu ngao hát cho nó nghe. Bây giờ tự nhiên mất chị nó, phải bồn cồn nóng nảy, muốn được thấy chị ngay lúc bấy giờ, cho nên nó phải làm tình làm tội cái người đã đem chị nó di bán. Sự quấy nhiễu của nó là vô tội, đối với mẹ nó, nó vẫn có lý và vẫn đáng thương. Vầng trăng lui xuống phía sau lũy trẻ mặt đường khuất dưới bóng lá khoang khuếch chỗ vàng chỗ đen giống như bức tranh thủy mặc những nhà cạnh đường hãy còn ngủ im thiên thít, chị dậu với cái tiểu ở sườn này, thằng dần ở sườn kia, lẽo đẽo đi hết ngò này sang ngõ khác. Hai đứa nín im, cái tiểu còn bận nhai bầu vú chảy nhão, thằng dần tìm hy vọng sẽ được thấy chị. Trời khuya, canh vắng, ba mẹ con thơ thần ôm nhau trên đường, chị dậu thấy mình là người điên rồ. Mấy lần chị toan quay về ngõ nhà, thằng dần nhất định không nghe, nó bắt chị cứ phải điên rồ như thế bờ rào sột soạt, đàn chó của nhà bên đường sủa vang, mấy con chó khác của các nhà khác lần lượt sủa theo những người gần đấy chợt tan giấc ngủ, choàng dậy kêu trộm rầm rĩ. Ngoài đình và ở các điếm, hiệu sừng hiệu ốc nhất tề thổi lên tu tu. Tiếng chó sủa, tiếng người thét, tiếng hiệu rúc hồi, báo động suốt cả mấy xóm. Chương 17, những tiếng thét đâm, thét đánh đã yên, người ta không nỡ bắt chói chị dậu, tuy gặp chị lò mò trong bóng tối và biết chị Đích Thị là tù phạm đã gây ra vụ chó sủa, người la, tù và giúp khắp làng. Là vì xưa nay chị vẫn ngay thẳng thật thà, không hề tắt mắt của ai vật gì đáng bằng cây tơ cây tóc. Hơn nữa lúc ấy, chị lại hai tay hai con, một đứa đương khóc, một đứa đương bú, dù kẻ ghét chị đi chăng nữa cũng không thể buộc chị là người định đi ăn trộm. Mây vẫn, sao thưa dần, sương mù bắt đầu pha đục bầu trời, mặt trăng tà tà đến gần mặt lũy. Tiếng gà tê tê lần lượt từ nhà nọ truyền đến nhà kia. Dưới lớp mái lụp xụp của túp lều tranh, chị dậu và vầng trăng tàn thơ thần nhìn nhau, dường như đôi bên đều có riêng một tâm sự. Cái tiểu no bụng, tỉnh ngủ, hớn hở nằm trong lòng mẹ đùa với cái bóng thẳng dần. Thẳng dần chết khiếp vì trận quát tháo vừa rồi, nó chỉ tổn thức, không dám khóc, cũng không dám dục mẹ đi tìm cây tí. Đến lượt cây tí làm tội mẹ nó, mọi đêm cứ đến gà gáy một tiếng, chị dậu chờ dậy sắp sửa nấu cơm, con bé ấy đã đon đả đón lấy cái tiểu, nó dụ, nó hát, nó nói thỏ thẻ với em những câu ngây thợ bây giờ vắng nó, trong nhà tẻ ngắt như nhà có tang. Nào nó có tội tình gì, chẳng qua vì một suất siêu của bố, khiến cho nó phải lìa bố, lìa mẹ, lìa các em, đem thân đánh đổi lấy một đồng bạc, tội nghiệp cây thân con trẻ nhà nghèo, làm tôi một nhà giàu có khách dịch như nhà nghị quế còn khi nào được một câu ỏ ê của chủ nhà khốn nạn thân nó đêm nay nó ở bên ấy ngoài một con chó cái và bốn con không còn ai là bạn quen nước mắt theo sự nghĩ ngợi chảy ra như mưa chị dậu tự thấy trong ngực nóng như lửa đốt văng vẳng nẻo xa có tiếng chó sủa rồi như theo một vệt đường những giọng ằng ẳng kéo tiếp nhau ganh thi nhau dần dần gần lại dần dần lớn thêm nó xô sát dữ dội ở mấy nhà giữa xóm và nó kéo dài vào ngõ láng giềng chị dậu. Ngoài cổng, có tiếng giật giọng, chị dậu còn thức hay ngủ. Giật mình, chị vội quay nhìn ra cổng, và chị run sợ kinh khiếp khi thấy mấy người lố nhố dưới bóng tối của rặng tre. Không phải họ đến bắt chị về chuyện huyên náo động lúc nãy, người ta đem lại cho chị một cái xác người. Cái xác người ấy rũ rợi dục ở sau lưng một người nhà lý trưởng, hai tay thong thả đằng trước lủng lẳng như hai quả bầu dài, hai bên có hai anh nữa, cũng người nhà lý trưởng, đỡ ở hai vai, giữ cho nó khỏi bị lả sang bên cạnh. Hoảng hốt, chị dậu bồng cả hai con đứng dậy, và hỏi một cách thất kinh, ai làm sao thế, hử các ông. Hình như mấy người ấy, khi ở giữa đường, đã nhiều lần phải thay đổi nhau đài tải một vật nặng nề, ai nấy đều thở hồng hộc như bò cầy nắng. Họ không kịp trả lời chị dậu bệu dịch họ vực cái xác người ấy sầm sập tiến vào trong nhà và đặt xuống phản. Một người cố nói mấy câu như kẻ đứt hơi, anh ấy phải cảm đấy. Chị xem nhà ai có dầu bạc hà xin một ít mà bôi cho hắn, may ra hắn tỉnh được chăng? Và họ rào cẳng bước ra, không ai dám quay cổ lại. Hết cả hồn vía, chị dậu đặt luôn hai đứa con nhỏ xuống đất, tất cả chạy đến cạnh chồng. Anh dậu nằm còng queo trên phản, chân tay không hề động cưa trước ánh sáng bẽ bàng của vầng trăng tàn úa, hai mắt đều nhắm lim dim. Sờ khắp chán, mặt, tay, chân của chồng, chị dậu chỉ thấy chỗ nào cũng giá ngăn ngắt, nhưng ở tinh mũi và cuối cằn hãy còn ôn hòa, hai lỗ mũi hãy còn hơi thở man mát. Kề miệng vào tay chồng chị gọi, thầy em, tỉnh dậy, thầy em, tỉnh dậy, chỉ có hai đứa bé con ỉ eo khóc ở dưới đất. Anh dậu vẫn nằm ngay như khúc gỗ, sấp ngửa chị chạy ra cổng và réo thật to, ba hồn bảy vía anh dậu ở đâu thì về với vợ với con. Lồng từ ngõ trong ra ngõ ngoài, lại tế từ ngõ ngoài vào ngõ trong, chị hú hồn chồng mới được sáu lượt, thì lưỡi líu lại, không nói được nữa. Chân nọ đá chân kia, chị lại trở về ngồi ở đầu phản. Cuống quýt không biết chạy chữa bằng cách nào, chị để tay vào chán chồng, vừa lay vừa gọi thầy em tỉnh dợ ý. Anh dậu vẫn không tỉnh hai đứa bé con dưới đất vẫn khóc chua chéo. Chương 18, trống tan canh, gà im gáy, trời tang tảng dạng đông, chị dậu tuyệt vọng khi ngó mặt chồng thất sắc sáng nhợt như người chết trôi. Tưởng chừng anh ta không thể sống lại, chị đập tay xuống phản, kêu trời, kêu đất, kêu cha, kêu mẹ. Rồi chị đứng dậy đi ra vại nước, lấy cái chậu sành múc đầy chậu nước đem vào, lật khăn vuông ở trên đầu xuống, chị dũng vào nước, lau chán, lau mặt, lau qua chân tay cho chồng, để chồng được sạch sẽ trước khi hết cơm gạo về với tổ tiên. Hàng xóm, láng giềng tấp nập đổ đến, kẻ đón cái tiểu, người ầm thăng dần, kẻ vào sờ xả anh dậu, người ghé tận tay anh ta mà gọi. Có kẻ rút rát, chẳng vãng đứng tít ngoài thềm ghé vào, có kẻ sốt sắng, chạy tốc ra mãi ngã ba, hú hồn anh dậu thêm một lần nữa. Trong nhà chật ních, người đứng vòng trong, vòng ngoài. Họ hỏi thăm bệnh tình, họ thương hại anh dậu họ khuyên can chị dậu đừng khóc họ cả quyết anh dậu không việc gì rồi họ rối rít mỗi người chạy đi làm giúp mỗi việc bà này bắt thằng dần cố sức giận đá ý đái vào chậu xanh ông kia lấy chiếc lược thưa ghè hai hàm răng anh dậu bác nọ múc ít nước đái đổ vào trong miệng anh ấy bà kia bưng chậu nước đái xoa mãi vào mặt vào mũi vào cổ vào gáy vào hai thái dương anh tạ cô nọ chạy về nhà mình lấy ít bồ kép đốt than để vào cửa mỗi người uống. Chị kia sang nhà bên cạnh xin cái chổi sể châm lửa cho cháy đùng đùng ở giữa nhà. ồn ào một hồi lâu, anh dậu dần dần thở mạnh, rồi lờ đờ sẽ mở hai mắt. Mọi người hớn hở mừng reo, tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi đấy. Thì ra không phải anh ta phải gió, chỉ vì bị trói chặt quá, mạch máu nghẽn lại, máu sông lên óc khiến cho anh ta ngất đi nhờ có chậu nước lạnh của chị dậu rửa mặt cho chồng và chậu nước đái của bà con hàng xóm đồ vào miệng, xoa vào đầu, mặt anh ta, máu lại xuôi xuống dần dần, cho nên anh ấy lại tỉnh. Câu chuyện bắt đầu vui vẻ, người ta hỏi đến cái tí vì từ nãy đến giờ không thấy nó đâu. Sau khi đã nghe chị dậu vừa miếu vừa thuật lại đầu đuôi việc chị thiếu siêu phải bán nó và năm con chó cho ông nghị quế thôn đoài, lấy hai đồng bạc, thì ai nấy đều có vẻ ái ngại và ai nấy đều khuyên chị dậu phải yên lòng mà thuốc men cơm cháo cho chồng, không nên lo phiền về cái tí nữa. Người ta bảo nó lớn thì nó lại về, chẳng có khi nào mất con. Anh dậu vẫn lì bì mệt nhọc, thằng dần mếu máu kêu đói, thấy nói từ sáng hôm qua đến giờ, thằng bé chỉ ăn có vài mẫu khoai, vợ chồng chị dậu đều phải nhịn xuông. Một bà hàng xóm có lòng sởi lời liền chạy về nhà lấy sang cho vay độ hơn đấu gạo rồi bảo chị dậu hãy đi nấu cháo để cả nhà ăn tạm. Cảm động, chị dậu cảm ơn bà ấy bằng những giọt nước mắt chứa chan. Rồi chị đón lấy cái tiểu vừa cho nó bú, vừa bắt nồi cháo. Mặt trời lên cao, ánh nắng lọt lỗ nẻ bức cửa, chiếu vào lòng nhà. Anh dậu dần dần tỉnh thêm, có thể tiếp chuyện bà con bằng giọng rền rĩ dày đà. Các cô con gái lẻ tẻ về trước, các ông đàn ông và mấy bà đàn bà lục tục về sau trong nhà lại thấy cảnh buồn tẻ của sự thiếu vắng, chị dậu bế cái tiểu ngồi cạnh anh dậu, vừa bóp nặn chân tay cho chồng, vừa dỗ dành thằng dần chốc chốc lại phải đứng ra thổi lửa gióm bếp. Ngoài đình trống lại thúc, mõ lại khua, tù và giúp liên thanh bất trì. Sau nhà có tiếng gọi léo xéo, thằng mới nó dục bác đàn em tuần ở nhà kế bên ấy gia đình sắp sửa cờ trống đi đón quan. Anh dậu vật vã thở dài, trời ơi, từ giờ đến lúc quan về, chạy đâu cho được hai đồng bảy nữa. Nếu không có, chúng nó làm tình làm tội, không khéo thì mình đến chết. Nước mắt ứa ra, anh dậu quay mặt vào bức phên nứa, sụt sùi nức nở, anh khóc thằng hợi, anh khóc cái tí, rồi anh khóc đến số phận của anh. Chị dậu đương ở trong bếp, vội vàng chạy lại ngồi kề sau chồng, nỉ non khuyên giải, thôi, tôi xin thầy em. Đừng kêu khóc nữa, khổ tôi lắm, chú hợi nó chết rồi dù có thương xót, nó cũng không thể sống lại. Cái tí tuy bị đem bán, nhưng nó sang bên ấy chắc là cũng được cơm no áo lành. Sau này trời cho làm ăn khá giả, thì lại sang chuộc nó về, có sao đâu. Còn như mấy đồng tiền siêu, tuy có nóng thật, nhưng lo chưa kịp thì khất. Thịt người tanh, chẳng ai ăn được. Thầy em cứ yên tâm nằm nghĩ, không phải lo lắng gì cả. Nếu thầy em cứ kêu khóc mãi, lỡ ra cơn bệnh vật lên lại là người đi, thì tôi biết làm thế nào. Anh dậu chừng sũng thương vợ, liền giơ bàn tay, run rẩy lau khô nước mắt, và nguồn mặt trở ra, anh cố làm ra bo tươi tỉnh để tỉ tê hỏi chuyện cái tiểu. Nồi cháo đã sủi, bọt trắng trào ra cổ nồi, chảy xuống lòng bếp xèo xèo, làm tắt bếp lửa trong bếp. Chị dậu vội đặt cái tiểu nằm ở cạnh chồng, rồi chị đến bếp hì hục thổi mấy cục than sắp tàn. Thằng dần lệch thạch theo lại sau mẹ nó nhất định bảo trao chín rồi, và nàng nặc dục mẹ bắt ra. Ngoài cổng, lạch cạch mấy tiếng gậy đập cột vách, người nhà lý trưởng hách dịch hỏi từ đầu ngõ hỏi vào, thế nào? Anh dậu còn sống hay đã chết rồi? Im lặng thế này hẳn là chửa chết. Tiền siêu đông, đem nộp nốt đi, mau lên, quan sắp về kia. Chị dậu ngồi trong bếp ngọt ngào nói ra, bác tính từ lúc gà gáy đến giờ. Tôi chạy chữa cho thầy cháu, nào đã lo kịp nhờ bác nói với ông Lý hãy cho nhà tôi khất đến chiều mai. Anh kia mát mẻ, đến chiều mai, chị nói dễ nghe nhỉ. Thuế của nhà nước, chị tưởng chuyện chơi hay sao? Chị dậu nằn nì, tôi cũng biết thuế nhà nước không phải chuyện chơi. Nhưng bây giờ chưa có, nên tôi phải khất. Bạn nghèo với nhau, bác nói khéo với ông Lý giúp tôi. Tôi không dám bạn với nhà chị, tôi không biết nói khéo, tôi không có quyền được nhận lời khất của chị. Lát nữa, để chị khất với ông cai lệ, rồi hắn hầm hầm vác gậy đi ra, lửa lại nhỏ, chị dậu ngồi luôn cạnh bếp cầm chiếc đũa cả quấy nồi cháo khỏi trào. Ánh nắng gắt gao xuyên lỗ thủng mái bếp soi vào những giọt bồ hôi lóng lánh trên gò má đỏ bừng. Trời đã thưởng buổi, thằng dần lại xạo sục kêu đói, nó vần kẻ nhè ngồi ở cạnh mẹ, hào háo nhìn vào nồi cháo. mười 19, về phía đầu làng, nghe có tiếng còi ô tô tâu tệ rồi đến tù và tu tu đổ hồi rồi đến trống cây thong thả điểm từng tiếng một. Bà lão láng giềng lật đật chạy sang, hớt hơ hớt hải nói với chị dậu, nhà bác chạy đủ sửu chưa? Chị dậu vậm vội, thưa cụ, nhà cháu mới nộp một suất, còn một suất nữa à? Sao lại phải đóng hai suất? Thưa cụ, một suất của thầy con cháu và một suất của chú hợi nó. Anh hợi chết rồi, còn phải đóng siêu nữa à? Vâng, cho thấy các ông ấy bảo chú nó chết giờ năn tây nên còn phải đóng suất siêu năm nay nếu nó chết chẵn năm tây thì mới được trừ khốn nạn. Người ta chết đã sắp dỗ đầu, anh em còn phải đóng đậy tiền siêu. Sao lại có lệ thế nhỉ? Bây giờ nhà bác chưa có thì làm thế nào? Nghe như quan đã về đấy. Phải, cháu cũng đoán chừng quan phủ đã về, nhưng không có tiền thì phải khất vậy. Cụ bảo làm thế nào được? Bà lão ái ngại trở ra. Chào chín, chị dậu bác mang ra giữa nhà, ngả mâm bát múc ra la liệt rồi chị lấy quạt cho chóng nguội. Tiếng trống và tiếng tù và đã thủng thẳng đưa nhau từ phía đầu làng đến đình. Tiếng chó sủa vang các xóm, bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang, bác trai đã khá rồi chứ. Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường, nhưng xem ý hãy còn lề bề, lệt bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc siêu, không có, họ lại đánh trói thì khổ người ốm rề rề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. Vâng, cháu cũng đã nghỉ như cụ, nhưng để cháu nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vải húp cai đã. Nhìn xuông từ sáng hôm qua đến giờ còn gì, thế thì phải dục anh ấy ăn mau mau đi, kẻo nữa người ta sắp sửa keo vào rồi đấy. Rồi bà lão lại lật đật trở về với vẻ mặt băn khoăn. Cháu đã hơi nguội, thằng dần vục đầu vừa thổi vừa húp xoàn xoạt chị dậu đón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm, thầy hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ sót ruột. Rồi chị đón lấy cái tiểu và ngồi xuống đó, như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không. Anh dậu uốn vai ngáp dài một tiếng, quể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. run dày cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng. Cai lệ và người nhà lý trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi xong, tay thước và dây thừng gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ. Thằng kia, ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp nốt tiền siêu, mau, hoảng quá anh dậu vội để bắt cháu xuống phản, lăn đùng ra đó, không nói được một câu gì. Người nhà lý trưởng cười cách mỉa mai, anh ta sắp phải gió như đêm qua đấy. Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị dậu, chị khất tiền siêu đến chiều mai phải không? Đấy chị hãy nói với ông cai để ông ấy gia đình kêu với quan cho. Chứ ông Lý tôi thì không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa. Chị dậu run run, nhà cháu đã túng, lại phải đóng cả suất siêu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bể tiền siêu của nhà nước đâu. Hai ông làm phúc nói với ông Lý hãy cho cháu khất. Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát, mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Siêu của nhà nước, mà dám mở mồm xin khất chị dậu vẫn cố thiết tha, khốn nạn. Nhà cháu đã không có, dậu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại cai lệ vẫn giọng hầm hè, nếu không có tiền nộp siêu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi. Chửi mắng thôi à rồi hắn quay ra bảo anh người nhà lý trưởng, không hơi đâu mà nói với nó, chói cổ thằng chồng nó lại. Điệu gia đình kia người nhà lý trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ long ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Đùng đùng, cai lệ giật phát cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh dậu chị dậu sám mặt, vội vàng đặt con bé con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn, cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho tha này, tha này. Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị dậu, mấy bịch, rồi lại sấn đến để cho anh dậu hình như tức quá không thể chịu được, chị dậu liều mạng cự lại chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ. Cai lệ tát vào mặt chị một cái bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh dậu, chị dậu nghiến hai hàm răng, mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem. Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa, sức lẻo khỏeo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đầy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét chói vợ chồng kẻ thiếu siêu. Người nhà lý trưởng sấn sổ bước đến, hư gậy trực đánh chị dậu. Nhanh như cắt chị dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người rằng co nhau du đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh trành hầu cận ông Lý yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túng tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. Anh dậu sợ quá muốn dậy can vở, nhưng mệt đắm ngồi lên lại nằm xuống, vừa run vừa rên, u nó không được thế. Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội. Chị dậu vẫn chưa nguôi giận, thà ngồi tù, để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được. Người nhà lý trưởng hết cơn lặng cá, lóp ngóp bỏ dậy hắn chỉ vừa thở vừa chửi chị dậu, không dám động đến thân thể chị nữa. Chị dậu lại đón cái tiểu vào lòng, và cũng xa xả chửi ra. Anh dậu không biết làm thế nào mà can đôi bên, chỉ nằm mắng vợ và xin lỗi ông, người nhà lý trường một hồi hiệu ốc rú từ ngoài đình rúc vào, mấy bác tuần phu gậy tầy mã thò theo chân lý trưởng, cai lệ kéo đến. Thì ra trong lúc chị dậu vãi người nhà lý trưởng vật nhau, cai lệ đã chạy thoát ra đình báo với lý trưởng. Lý trưởng liền đem tuần phu và bắt vợ chồng chị dậu. Họ đã giảng giải gia đình hầu quan tất cả tiếng rên của người ốm, tiếng khóc của hai đứa trẻ con, và tội cán của người đàn bà táo bạo. Chờ ưng 20, đôi lọng xanh nằm cháo đầu đuôi trước cửa đại đạo, cây trống cai và cây đòn tre chơ trỏng lăn bên tường bao lan. 9, người lá cờ rũ rợi, rủ dưới giọt đình. Một đoàn giáo, mắc loi thoi chĩa mũi nhọn trên mái giải vũ. Quang cảnh ngoài đình hôm nay khác hẳn hôm quả pho lý, trương tuần cũng như tộc biểu, tuần phu, tuy không phải làm việc gì, ai nấy vẫn sơ tóc gáy chạy xuôi chạy ngược. Phó hội, thủ quỹ đối nhau với thư ký, trưởng bà, mỗi người khoanh tay đứng tựa mỗi cột, dáng bộ len lét như rắn mùng năm. Tránh tổng ngồi ngáp vặt cạnh bức câu lơn, con ruồi đậu mép không muốn đuổi. Tránh hội luôn tay dở cuốn sổ thuế, hai mắt vẫn lâm lét trông đi đằng nào. Vợ chồng chị dậu không can đảm hơn thằng dần, vừa ló mặt lên thềm đình, đã mất vía về bộ dâu của quan phụ mẫu. Cái dâu mới lạ làm sao? Nó đen như vệt hắc in và cong như cái lưỡi liềm nó nhọn như mũi rùi nung và bầu như đầu dao trổ. Nó khum khum quắc lấy hai mép, giống như hai cái cánh rơi. Nó vất vẻo vành ra hai mang tai, gần như hai sừng củ ống. Nó trầu đầu ở dưới ống mũi, như sắp chui vào trong cái mũi dọc dừa. Nó lại giúp cho cái mồm lèn bèn thêm sự dữ dội. Nếu không biết quan phủ xuất thân từ chức thông phán, người ta sẽ tưởng ngài được làm quan chỉ vì bộ dâu. Và nếu không rõ là ông quan, người ta lại có thể lầm ngài với ông cai xe hay ông cai thầu khoán. Dựa tay vào mặt cái bàn phủ tấm thảm đỏ của tế chủ vẫn thường đứng lễ, quan phủ ngất ngường ngồi vào chiếc chiếu cạp đỏ trải trên ghế ngựa quang rồng. Dưới vành khăn xếp nhiễu tây, cái mặt phèn phẹt luôn luôn hầm hầm như sắp rơi xuống sàn đình đánh huyệt cạnh ngài, một tên tuần đinh lực lưỡng vác cái quạt lông đứng đằng xa xa phầy vào. Trước ngài, thầy thừa và anh nho đều mướt bồ hôi với mấy cuốn biên lai thu thuế của lý trường bẩm ông lớn, thừa a à lệnh ông lớn, chúng con và tên người nhà lý trường vào nhà tên nguyễn văn dậu bắt nó đem tiền nộp siêu, vợ tên ấy muốn tháo cho chồng, nó đánh con, đánh cả tên người nhà lý trường. hiện có lý trưởng cùng bọn tuần phu đều biết. lại ông lớn, xin ông lớn, cai lệ chưa nói hết câu, lý trưởng đứng ở đằng sau vội vàng cướp lời. bẩm ông lớn, con mẹ ấy tên là thị đào, nó bướng bình thứ nhất làng con. năm, sáu hôm nay hôm nào chúng con cũng sai người nhà đến dục tên Nguyễn Văn Dậu đóng siêu, nó xui chồng nó nhất định không đóng. Chúng con bảo nó thuế sắp đăng trường, nếu không đóng sẽ phải trình quan phụ mẫu, nó nói quan phụ mẫu nó cũng không cần. Hôm nay thừa A bóng ông lớn về đây, anh cai lệ và người nhà con vào đốc, nó dám đánh lại tất cả. Hiện mắt chúng con và nhiều người nữa trông thấy, ông lớn là đèn trời, xin ông lớn xét tình chúng con, bắt nó bỏ tù chúng con và anh cai lệ được đội ơn ông lớn. Quan phủ vỉnh cái mặt nặng trịch và đập tay xuống mặt bàn, không đóng siêu. Lại đánh cả lính, nó định làm giặc à. Bắt cổ ra đây, một tiếng dạ vang năm gian đình. Vợ chồng chị dậu và hai đứa bé sành sạch lên đình theo đầu thừng trong tay lý trường. Bẩm ông lớn, chúng con đã giải tên dậu và thị đào ra hầu ông lớn. Dứt lời lý trường, quan phủ dương đôi mắt trắng dã, nhìn vào mặt anh dậu, mày định trốn siêu của nhà nước thằng kia anh dậu run như cầy sấy bẩm lại quan lớn tiền siêu con đã nộp rồi quan phủ quát hỏi lý trưởng nó đã nộp rồi sao mày bảo nó chưa nộp lý trưởng vội kêu bẩm ông lớn tên ấy man cửa ông lớn thực quả tên ấy chưa nộp quan phủ không để cho lý trưởng hết lời ngài vặn anh dậu mày nộp rồi thì biên lai like đâu? bẩm lại quan lớn con không lấy giấy biên lai like, nhưng khi nộp có cụ tránh tổng ông thủ quỹ và các ông chức dịch cùng biết. Quan phủ nhìn mặt thủ quỹ và tránh tổng, các thầy có trông thấy nó nộp siêu cho lý trưởng không? Thủ quỹ ngó trộm lý trưởng rồi thưa, bẩm ông lớn, đêm qua, thị đào có nộp anh lý chúng con hai đồng bảy hào tiền trinh, anh lý chúng con giao cho chúng con đếm lại. Xen vào câu nói của thủ quỹ, thằng dân kéo vạt áo mẹ và dục u đem con về mau lên. Con trả ở đây nữa, nào. Quan phủ trừng mắt và quát lý trường, sao lại cho nó dắt cả con nít lên đấy? Ông thì đập vào mặt mày bây giờ, sắc mặt xám như gà cắt tiết, lý trường vội vàng một tay răng sấp cái tiểu trên tay chị dậu, một tay túm đầu thằng dần, đưa xuống thềm đình, rồi đem tít ra ngoài cổng đình, giao cho đứa lớn ngồi giữ đứa bé. Hai đứa cùng khóc ngặt nghẽo, thằng dần nheo nheo gọi ủ mặc kệ chúng nó ở đấy, lý trưởng lại quay lên đình. Quan phủ đương hỏi thủ quỹ, tiền đếm rồi mày đưa cho ai bẩm quan lớn con đưa cho anh lý chúng con lý trưởng nói đón số tiền ấy mới là xuất siêu của thằng hợi quan phủ cau mày thằng hợi là tên nào sao thằng dậu lại phải nộp siêu cho nó bẩm ông lớn tên hợi là em ruột anh dậu hắn chết từ đầu tháng riêng vì tên dậu là thân nhân của hắn cho nên chúng con bắt phải nộp thay quan phủ hỏi gặng thế làm sao mày lại không đưa biên lai like cho nó định thu lạm thuế phải không? Rồi ngành lại nhìn viên thừa phái. Quan phủ nói bằng giọng nghiêm nghị, thầy Thảo biên bản, nói rằng nay tôi về đây khám thuế, bắt được lý trưởng thu thuế của tên dậu mà không biên nhận cho nó. Rồi bảo tránh tổng ký vào, nghe không, sau tiếng dạ gọn ghẽ của viên thừa phái, lý trưởng chắp tay đến cạnh quan phủ và gãi tai, bẩm ông lớn, chúng con là tôi con ông lớn, xin ông lớn thương. Thực quả chúng con tình oan quan phủ càng ra bộ giận dữ vụ thuế này mày kiếm được của những đứa ngoại canh được mấy trăm đồng còn trực thu làm của thằng cung đình ông thì cách cổ lý trưởng lại nằn nì nhắc lại câu vừa mới nói bẩm ông lớn chúng con là tôi con ông lớn xin ông lớn thương thực quả chúng con tình oan quan phủ dịu giọng mai lên phủ hầu nghe không lý trưởng dạ một tiếng dài rồi khôm núng đi lùi trở ra quan phủ hỏi đến chị dậu mày đánh lính và người nhà lý trưởng để tháo cho chồng mày trốn siêu phải không chị dậu cất giọng run run bẩm lại quan lớn con không đánh các ông ấy vì các ông ấy định đánh chồng con con sợ chồng con đương ốm mà lại phải đòn thì chết nên con phải can lý trưởng nói xen bẩm ông lớn đích thị ấy có đánh người nhà chúng con và anh cai lệ mắt con trông thấy quan phủ gạt đi im cái mồm không ai hỏi mày rồi ngài lại dồn chị dậu, mày can, tức là mày đánh nhau với chúng nó. À, con này dám chống cự với lính trong khi làm phận sự. Muốn vào tù chị dậu nín lặng, không biết nói sao, quan phủ cất giọng hách dịch, cho ra ngoài kia. Thầy thừa vừa thảo xong tờ biên bản, đệ lên trước mặt quan phủ. Nhìn qua biên bản một lượt, quan phủ bảo tránh tổng đóng triện và mấy người hương chức ký tên làm chứng. Rồi ngài mới kiểm đến thuế, trước mặt tránh tổng và các hương chức. Lý trưởng đổ chắp bạc cho thầy thừa đếm. Tất cả bạc giấy, bạc hào mới được 600 và ba chục đồng. So với tiền đã biên trong sổ lý trưởng, thì dội ra đến hai chục đồng. Quan phủ đập tay xuống bàn và dọa lý trưởng, mày không thu làm, làm sao tiền thuế lại thưa. Xong vụ thuế này, ông thu bằng chuyện, lý trưởng sợ tái mặt, chỉ núp hao tay như người bắt quyết và nói đi nói lại một câu xin ông lớn thương quan phủ đổi giọng ngọt ngào, mai lên phủ hồng giải cả con vợ thằng dậu lên nữa, nghe không, rồi ngài chững chạc đứng dậy, đi xuống giọt đình, tù và, chống cái và cờ quạt lũ lượt tiễn ngài lên phía đầu làng. chương 21, tan buổi hầu kiện, chị dậu lật đật chạy xuống cổng đình tìm con. Không thấy đứa nào ở đấy, chị sợ quá, cuống quýt đi hỏi những người gần quanh. Thì ra trong lúc chúng nó bị ông Lý trưởng điệu xuống bỏ đó, một người đàn bà trong làng đi qua trông thấy thương hại, đã bế cái tiểu cho bú và dắt thằng dần đưa đến tận nhà chị rồi. Không kịp đợi chồng, chị vội bon luôn về nhà với con. Cái tiểu bú no, nằm ngủ thiên thiết, thằng dần đương bưng bát cháo vừa thổn thức vừa húp soàn xoạt Chị dậu bước vào đến thềm, thằng bé chợt ngừng đầu lên. Nó khóc quà lên và hỏi, thầy em đâu rồi, hử u. Chị dậu xua tay, nói sẽ chứ, cho em nó ngủ, thầy con đương về sau đấy rồi chị rón rén bước vào trong nhà. Bà lão láng giềng vừa sang, thế nào? Bác không bị bắt lên phủ, lại được tha về đấy ư? Ừ. Vừa nói, bà lão vừa nhanh nhỏ tiến lên trên thềm và ngồi vào chiếc trọng nát. Rồi tiếp, tôi cũng khen cho bác ngỗ nghịch. Ai lại một người đàn bà con mọn, dám đánh hai người đàn ông? Nếu phải đứa khỏe, chúng nó no đánh lại thì làm thế nào? Cái tiểu thức giấc và khóc ngằn ngặt, chị dậu vừa đón con bé vừa tiếp bà khách cháu cũng biết rằng đàn bà hành hung như thế là hư thân lắm, chứ không hay gì. Nhưng mà chúng nó để én chúng cháu tệ quá, cháu đã cố nhịn mà không nhịn được. Cụ tính nhà cháu đau ốm như thế, mà cả hai đứa, cứ xông vào đánh, thì phòng còn gì là người. Vì thế cháu phải liều với chúng nó, bà lão sở gói chầu thuốc đưa cho chị dậu một miếng, nói vậy thì nói, chứ cái thói tàn ác của quân lính lệ, ai mà chịu nổi. Tôi là người ngoài, nghe chuyện cũng còn tức thay, huống chi bác. Thế công việc bây giờ ra sao? Chị dậu đón lấy miếng trầu và đáp, quan bảo cho về, ngày mai lên hồng. Bà lão lại hỏi, bác trai đi đâu chưa về? Hay lại bị giải lên phủ rồi chăng? Không, chị dậu đương nói dở câu thì ngoài cổng nghe có tiếng rên hầm hừ. Anh dậu lầy bảy tiến vào trước thềm với bộ mặt đỏ gay như người đun bếp. Chào qua bà lão láng giềng, rồi anh run rẩy chống tay vào gối để bước lên thềm chị dậu vội vàng bỗng con đứng dậy, cầm cánh tay chồng kéo lên. Bà lão láng giềng ra ý ái ngại, khốn nạn, bác lại lên cơn sốt rét đây ư. Anh dậu lò dò đi vào trong phản, ngào mình xuống cạnh thằng dần, vừa thở vừa nói, vâng, từ nãy đến giờ, cho thấy trong mình gây gấy, hình như nó lại sắp sửa lên cơn rồi đấy thằng dần ăn cháo đã xong. Nó mang đũa bát ra sân bỏ vào nồi nước vo gạo. Chị dậu đưa cái tiểu cho bà lão láng giềng cháu hãy gửi cụ một lát. Rồi chị bưng mâm cháo đặt lên bàn thờ ông công, và ngồi vào cạnh anh dậu, thầy em có rước đầu không? Để tôi nặn cho cái nào, anh dậu xua tay và rên khừ khừ, thôi, tôi mệt lắm. Để tôi nằm nghỉ một lát, u nó ra mà ấm con, để cu, bà lão láng giềng vội đón, được. Hôm nay tôi cũng thong thả, cứ để tôi ôm cháu trọ bác gái có đi làm gì cứ đi chị dậu sẽ sàng đứng dậy thế thì cháu hãy quấy cụ lúc nữa vừa nói chị vừa chạy ra cuốn chiếc chiếu rách cái tiểu đái ỉa hôm qua đem ra ao giặt anh dậu vừa rên vừa tiếp bà lão cháu không ngờ những thằng lính lệ nó ác đến thế sáng ngày nếu không có nhà cháu cự lại với nó có lẽ nó sẽ đánh cháu đến chết bà lão nhổ bãi cốt trầu xuống thềm thôi còn phải kể bạc thì dân bất nhân thì lính tục ngữ nói có sai đâu ấy là nhà bác không có gì nữa, chứ nếu trong nhà còn có con gà, con chó, chúng nó cũng đập chết mà ăn với nhau, không tha cho đâu. Bây giờ những đứa ấy còn ở đây hay là đi rồi? Hình như nó đã theo quan về phủ thì phải bác gái đã chạy được nốt số tiền siêu chưa? Thưa cụ chưa, từ sáng hôm qua đến giờ, nó những lật đật về cháu, chạy vào đâu được? Khốn nạn, cái thân đàn bà như nó, thật là khổ sở đủ đường. Rồi anh dấp dính nước mắt bà lão thỏ thẻ yên ủi, thấy tình cảnh nhà bác, tôi thật ái ngại. Nhưng thôi, sông có khúc, người có lúc, mình cứ ăn ở hiền lành, rồi cũng có ngày trời mở cửa cho. Bóng nắng vừa đến giọt nhà, chị dậu ngoài ao về với chiếc chiếu ướt và một nắm lá. Sau khi đã vắt chiếc chiếu lên cõi rào, chị đem nắm lá thả cho một chậu nước lạnh rồi đặt vào gập bàn thờ bà lão hỏi, lá rành, lá ruối phải không? Chị dậu nhanh nhẩu, phải cháu thấy người ta mách rằng, những người sốt rét, cứ lấy hai thứ ấy vỏ ra, phơi xương mà uống, bệnh nặng đến đâu cũng khỏi. Vậy cháu thử làm cho nhà cháu uống xem sao? Bà lão ra ý vui vẻ, ừ, tôi cũng thấy nói lá dành lá ruối chữa bệnh sốt rét hay lắm. Thế mà tôi cứ khuấy quên, vẫn không nhắc bác, rồi nhà miếng bã trầu trong miệng và ném xuống sân. Bà lão hỏi tiếp, từ sáng đến giờ, các bác đã ăn gì chưa? chị dậu đến cạnh bà lão để đón cái tiểu và đáp nào đã ăn vào lúc nào hờ cụ sáng ngày nhà cháu vừa bưng bát trái đến miệng thì họ kéo vào thế thì để tôi hãy ăn cháu cho bác đi lấy cháu cho bác trai ăn kẻo nữa bác ấy đói quá anh dậu ngắt lời cháu đắng miệng lắm không muốn ăn uống gì ca bà lão cố bầu phải cố ăn đi mới được bác ạ à. chẳng ăn nhiều thì ăn ít chứ cứ nhịn mãi thì sức yếu đi bệnh càng nặng thêm và lại, ăn cháo cũng không độc đâu mà sợ. Chị dậu nói theo, cụ bảo phải đấy, thầy em cố ăn vài miếng cho đỡ sót ruột. Kẻo nữa, đã ốm lại đói thì chịu làm sao? Rồi chị bưng một bát cháo đến cạnh chồng và nằn nì. Nào, thầy em gượng dậy ăn đi, cho tôi bằng lòng. Anh dậu như nề lời vợ, uể oải ngồi dậy, anh đón bát cháo, nhắm mắt nhắm mùi, cô húp gần hết nửa bát, rồi tiêu đắng lắm không nuốt được nữa bà lão lại khuyên chị dậu, bác gái cũng phải ăn đi, để lấy sữa cho cháu nó bú. Mình đà vậy, còn con, đàn bà con mọn cần nhất phải ăn cho đủ thì mới có sữa. Nếu không đủ, thì con hay xài. Anh dậu cũng dề đà dục vợ, cháu sắp vữa cả rồi đấy. U nó ăn cho hết đi, rồi đi chạy cố mấy đồng nữa. Chị dậu nhắc mâm cháo xuống phản, bớt lại một bát, chừng muốn để dành cho thằng dần rồi chị vừa húp chập cuội vừa ứa nước mắt ngày nay nhờ cụ cho vay còn có cây ăn ngày mai thì trông vào đông. bà lão láng giềng ra vẻ cảm động trời sinh voi trời sinh cỏ sợ gì bên kia còn nửa nồi gạo nữa tôi chưa ăn đến lát nữa bác đem thúng sang tôi hãy cho vay khi nào bác trai khỏe mạnh trả tôi cũng được ngoài cổng có tiếng hiệu giúp đàn chó hàng xóm thi nhau sủa từ phía ngoài sủa vào lý trưởng với cây gậy xong và hai người tuần hùng hổ xông đến trước nhà chỉ gậy vào mặt anh dậu, hắn quát, siêu đông. Thằng cả đem nộp nốt đi, bà lão láng giềng nhanh miệng khất hổ, bác ấy vừa ở đình về, làm gì đã có. Ông hãy làm ơn để cho người ta đến mai, lý trưởng mắng như tắt nước, không việc gì đến bà. Mà chó mồm vào đấy, nó không có, thò tôi giữa nhà nó đi cho mà xem. Rồi hắn chỉ gậy vào mặt chị dậu, chỉ vì vợ chồng nhà mày để quan hành ông. Ông hạn cho mày từ giờ đến tối nếu không chạy đủ hai đồng bảy nữa, thì mày sẽ biết tay ông. mươi 22, thẳng dần cái tiểu hãy còn ngủ xa ý chị dậu bưng bát nước lá dành lá dối cho anh dậu uống, rồi chị ngả mâm, lấy bát, ra bếp bắc cơm. Hôm nay có gạo của bà láng giềng cho vay, chị định nấu cơm ăn sớm, để chốc nữa còn phải lên phủ hầu quan. Anh dậu trong mình hơi tỉnh, nên cùng ngồi ăn với vợ. Nhưng anh nhỏ nhẹ nhai không buồn nuốt, chỉ ăn vài miếng lại thôi chị dậu cũng mới và hết một bát thì lý trưởng vừa sầm sập vào với hai người tuần và một sợi dây thừng hắn xông đến chỗ chị dậu và nói thật lớn đứng dậy đi lên phủ chị dậu phát cáu lên phủ thì lên tôi có trốn đâu nhưng ông hãy để cho tôi ăn xong bữa cơm cái nào lý trưởng sừng sổ mày chẳng ăn xong thì mặc kệ mày việc quan ông cứ đúng phép ông làm rồi hắn đùng đùng sấn lại túm tay chị dậu lôi dậy và thét hai người tuần. Chói cổ nó lại, điệu đi cho ông. Bát cơm trên tay chị dậu đổ lật xuống mâm đánh xoảng, cơm canh bắn tung khắp nhà. Cái thừng trong tay người tuần tức thì bị lồng vào hai cánh tay chị dậu và gò ra đằng sau lưng. Anh dậu nhìn vợ bằng những giọt nước mắt thánh thót, lý trường trừng trợn hạch lạ, còn đời mày nữa, từ giờ đến trưa nếu không nộp nốt tiền siêu, thì ông trẻ xác ra trọ đừng lấy ốm mà lần khân với ông. Cái tiểu trong bồn giật mình thức dậy, khóa chu, khóc chéo như bị beo mắt chị dậu dấn dịu với lý trưởng, xin ông làm phúc để tôi cho cháu nó bú cai đá. Lý trưởng hùng hồ chĩa bàn tay vào mặt chị dậu, ông thì vã cho vỡ mồm bây giờ. Mày nói cho cha mày nghe đấy à, sắp đi hầu quan, còn đòi ở nhà để cho con bú. Dễ ông đứng đây đợi mày đấy chắc, thế là hắn túm đầu thừng đầy sắp đầy ngửa chị dậu xuống thêm. Vừa đi hắn vừa xa xả chửi mắng tới đỉnh, hắn sai tuần phu trói chặt chị dậu vào một cột đình. Thẳng mới lễ mễ bưng mâm lòng lợn đậu phụ đặt vào chiếc chiếu giữa đình lý trưởng ngồi xếp bằng tròn bên cạnh bao lan, vừa uống rượu vừa cà riêng cà tỏi, con mẹ đĩ dậu. Mày đã biết nhục chưa con, ông còn làm cho bỏ ghét mới thôi chị dậu lúc ấy hình như tức quá, sắc mặt tái xanh, chỉ cúi gầm xuống, không nói gì cả. Lý trưởng lại kè nhè, chỉ vì vợ chồng nhà mày, cho nên hôm qua quan mới hạch ông. Mày có biết không? Việc này chưa biết ông sẽ lo liệu thế nào cho xong. Có lẽ hơn trăm đồng bạc kiếm được trong vụ thuế này, ông phải đổ đi, vì mày tất cả. Rồi hắn đập tay xuống sàn đình, mày làm hại ông đến thế, chứ còn đến thế nào nữa. Còn mẹ kia, ông giết chết mày cũng không oan mà, cứ thế, cứ cái giọng ấy, hắn làm nhảm một mình cho đến khi chai rượu đã hết già nửa. Chị dậu chừng cũng không muốn dây với kẻ say cho nên hắn nói thế nào mặc hắn, chị cứ giả điếc làm lơ. Mặt trời lên khỏi ngọn che độ một con xào mấy đĩa đậu phủ, lòng lợn trong mâm đã sạch ngoen nguen. Bấy giờ Lý trưởng mới chịu bo mâm đứng dậy, trong miệng còn nhồm nhòm nhai giờ miếng cơm chơi với nước mắm. Không kịp chùi miệng, uống nước, hắn gọi một người tuần phu và dục chưa quá rồi. Giải cổ nó đi, không thì lỡ buổi hầu sáng, chị dậu được thoát ly cái cột đình để theo hắn và người tuần phu lên phù trời đương nắng gắt, tự nhiên thấy tối sầm lại, một đám mây đen lù lù tiến từ phía nam lên phía bắc. Chân trời nhấp nhoáng hiện mấy luồng chớp, tiếng sấm sét theo cơn rông đồng thời kéo đến, nước mưa đổ xuống ầm ầm, bởi đường đi trong một cánh đồng không, ca bọn đều không có chỗ mà ẩn. Lý trưởng tuy có cầm ô nhưng cũng bị ướt lướt sướt như chị dậu và người tuần phụ vì ô của hắn tức là một món trang sức, chỉ dùng để làm giá ngự chớ có dương được bao giờ với cơn căn tức của hắn sự rủi ro ấy không khác gì lửa cháy thêm dầu hắn càng lèm nhèm chửi mắng chị dậu nước mắt theo nước mưa chảy xuống sàn ruộng, chị dậu không biết than thờ cùng ai thỉnh thoảng chị chỉ kêu trời cho hà một lát sau gió im dần mưa tạnh dần trời cũng quang dần rồi thì ánh nắng lại ở trên đầu dọi xuống như thiêu như đốt tới cổng phủ các quần áo ướt vừa khộ nhưng đã tan buổi hầu sáng lý Trường phải dẫn chị dậu vào trong hàng cơm để đợi buổi hầu chiều cố nhiên trong mùa siêu thuế hàng cơm phố phủ vẫn phải đông khách hơn các ngày thường trên những dãy phản ken liền trên những chiếc chàng kẻ rát nứa người nọ chen vai người kia họ ăn họ uống họ nói chuyện họ cãi lý sự với nhau chỗ này gọi cơm chỗ kia gọi rượu chỗ khác lại gọi nước mắm thằng nhỏ nhà hàng cuống cẳng chạy không kịp mùi tỏi mùi rượu mùi mắm tôm hòa với mùi bồ hôi của những người đã lâu không tắm, làm thành một bầu không khí khó tả, ai không quen người sẽ phải buồn nôn. Chị dậu với sợi thường gò ở hai cánh tay vẫn ngồi do gió, gió dưới chân cột để nghe những tiếng chửi của lý trường mỗi khi có người hỏi hắn lên phù làm gì. Ruột chị lúc ấy như bị đứt ra từng đoạn, chồng ta hôm nay có dứt cơn sốt rét hay không, cái tiểu từ sáng đến giờ xin bú ai được, thằng dần có chịu chơi ngoan hay lại gào khóc quấy bố cái tí ở nhà lão nghị có được yên thân hay vẫn bị chửi bị đòn. Bấy nhiêu câu hỏi kế tiếp nhau quấy rối ở trong óc, nó làm cho chị lúc nào hai mắt cũng đỏ ngầu ngầu. Thình lình trong hàng có tim nói lớn, bà này nhiệt quá. Còn để chúng tôi vào hàng nữa thôi. Giật mình, chị vội ngừng mặt trông lên, trước một đống ô va núm và không tay cầm, bà hàng đương co kéo mấy ông tổng lý, nhất định không cho đi ra. Một ông trong bọn chỉ vào đống đồ vật ấy và nói, thiếu có hai hào rưỡi bạc, chúng tôi đã gàn 11 cái ô, mà bà vẫn không bằng lòng, thật không biết điều chút nào. Nhà hàng vẫn khăng khăng một mực, các ông bảo 11 cái ô bán cho ai được hai hào rưỡi. Nếu không cho tiền thì các ông phải để cho tôi một cái áo the kha khá lại đây. Chứ tôi giữ ô của các ông để làm gấp trả rõ à. Nhưng mà chúng tôi còn phải hầu bây giờ, để áo the đây thì khoác cái áo cánh nâu mà vào quan ư. Tôi không biết, nếu không gửi áo thì các ông phải trả tiền tôi, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, ông kia gắt ông nỏ, tôi đã bảo đừng lấy thêm chai rượu sau nữa, thì có việc gì phải lôi thôi thế này. Thật là xấu với hàng phủ, một ông liền móc giả dạ cá lôi ra một khối đồng vuông đưa cho nhà hàng và nói, gần 500 đồng bạc mới được cục đồng này đây. Tôi hãy gửi bà, chiều mai tôi xin đem tiền lên chuộc. Trong phủ, tiếng trống thong thả điểm luôn ba hồi nhưng ông hương lý tấp nập đem bộ mặt đỏ vào hồng. Lý trưởng đông xã cởi trói cho chị dậu, rồi đưa chị vào phù. Hắn chỉ cho chị ngồi vào dưới một gốc bàng ở trước công đường, để chờ khi quan hỏi đến. Lần này là lần đầu chị chàng nhà quê được biết cửa công. Trước tai, mắt chị, cái gì cũng lạ. La, nhất là trong buồng giấy của quan phủ, luôn luôn đưa ra những tiếng bẩm tỉnh cách cổ và bỏ tù, và những người đến đó ai cũng vào với một cái đĩa không rồi lại ra với một cái đĩa không? Mặt trời đã xế, Lý trưởng Đông Xá mới được vác cái đĩa không đến trước bảng quan phủ. Sau một hồi thét lác của ông phụ mợ u, anh ta lầm rầm nói vài, bốn câu gì đó, rồi hắn chạy ra gốc bảng, dẫn chị dậu đến trước nhà giấy. Liếc mắt nhìn qua chị dậu, quan phủ rõng rạc, lính đông, giam cổ con này xuống trại. Chương 23, phía sau công đường, chợt có tiếng còi tâu tâu, tiếp luôn đến tiếng máy chạy xình xịch một chiếc ô tô mui kính từ nẻo nhà tư từ từ bò ra đậu ở phía trước công đường và chìa đầu ra ngoài cổng phu. Sau bức chấn xong của cửa sổ chạy lệ, chị dậu thình lình nhòm ra. Với quan phủ đi kèm bên cạnh, một người đàn bà từ thềm gạch hoa bước xuống bằng bộ điệu vùng vằng giận dỗi. Chiều trời tuy đã gần tối, sức mắt chị dậu còn đủ nhận rõ hình dạng và nhan sắc người đàn bà ấy. Cái xác đẫy đà như không chịu nổi sự chật hẹp của tấm áo bom bay màu xanh đôi vú vẫn thổn thệ lộ ra trước ngực. Trong chiếc khăn tua quấn xòa từ đầu đến cổ, lượt phấn dày bự che không kín hai nét răn lớn trên tô cập môi son. Đến cạnh ô tô, người đàn bà ấy mở cái bị giá lấy chiếc gương con soi mặt quan phủ nhanh nhỏ mở một cánh cửa ô tô và dục thôi mở lên xe đi đi. Kẻo nữa tối nay thứ bảy, ngài lại đi chơi đâu chăng? Người đàn bà làm bộ giàn dỗi, thân tôi thật là nhục hơn con chó những đứa răng há chẳng qua nó cũng thế này. Quan phủ ngọt ngào, sao mợ lại nói thế nhỉ? Đã hay rằng mợ không ưa sự đó, nhưng cái đời nó như thế, người ta thế mình cũng phải thế. Tôi còn chịu được nữa mợ, tục ngữ đã nói sâu về bạn, sang về vợ năm nay mà tôi được thăng, tức là công mơ. Quan phủ ngừng lại giây lát để nhìn mặt người đàn bà ấy và tiếp, và lại, đâu vẫn đấy, nào mình có mất một chút gì đâu. Lúc ấy chị dậu mới biết người đàn bà ấy tức là bà Phủ. Thấy quan Phủ cười, bà Phủ ra giọng ngắt gửi, thôi đừng nói chuyện con khỉ. Đã đau cả ruột lại còn pha trò. Rồi thì bà ấy rón rén bước lên trên xe, chỉnh trệm ngồi tựa vào chiếc đệm ra, và mở vi giá lấy chiếc gương con soi lại lần nữa. Quan Phủ đóng cửa ô tô và sẽ dặn người tài xế, đưa bà vào dinh, rồi mày lại đánh xe ra ngay độ một giờ rưỡi thì hãy đem xe ra đón một giờ rưỡi, nghe không, tiếng máy lại kêu xình xịch lấp tiếng trả lời của người tài xế. Rồi chiếc ô tô thong thả từ trước công đường chạy ra sau mấy tiếng còi rất lễ phép. Quan phủ chào vợ một cách sung sướng, thôi mở đi cho được việc, và ngài đứng đó trông theo cho đến khi bóng xe đã khuất cổng phủ mới vui vẻ trở vào. Chị dậu còn đương ngơ ngẩn cố tìm ý nghĩa của những câu chuyện vợ chồng nhà quan mới nói với nhau mà chưa tìm ra, thì người cai lệ vừa ở công đường đi xuống. Hắn lật đật mở dương, lấy ra một bộ đủ áo thê thâm, khăn vuông thâm, khăn vấn sa tanh, yếm trắng dài lụa bạch, dây lưng nhiễu xanh, áo cánh lụa trắng và một cái quần lụa thâm cặp màu cánh sen, vừa trao cho chị, vừa chỉ vào đôi guốc gỗ cạnh đó và nói, cầm lấy bộ quần áo này và đôi guốc kia ra nhà tắm ở đằng sau trại, cái nhà vuông con có che cót đó, tắm cho sạch đi. Chị dậu ngạc nhiên, thưa ông, ông bảo tôi ạ cai lệ cao mày chẳng bảo mày thì bảo ai, còn ai được mặc những quần áo này, chị dậu hòa khóc, xin ông xét lại cho tôi, tôi mới bị ra một lúa, sao ông đã bắt tôi mặc quần áo tù. Cai lệ phi cười, quần mới ngu chứ, quần áo tù được thế này à, đó là quần áo của, trời cho đấy, cứ ra tắm đi, rồi mặc vào, không được hỏi đi hỏi lại lôi thôi, chị dậu vội chùi nước mắt, thôi, cháu không tắm. Cháu không thay ông cho cháu cứ mặc quần áo của cháu cai lệ ra vẻ bực mình nhưng mà còn bẩn không ai chịu được mày tưởng giường phản nhà quan cũng như giường chiếu nhà mày đấy à tắm đi và mặc bộ quần áo này một đêm nay thôi sáng mai lại mặc những thứ tốt đẹp của mày không ai cấm chị dậu vẫn không hiểu rụt rè như muốn hỏi nữa cai lệ liền quát bảo không nghe thì ông tống cổ xuống nhà vuông bây giờ đừng thấy nói ngọt càng làm bộ bằng cái dáng bộ sợ hãi chị dậu đón lấy bộ quần áo và sách đôi guốc, rồi đi qua phía sau chạy lệ. Trong buồn tắm, nước lạnh, xà phòng, chậu thau, khăn mặt, các thứ đều sẵn sàng cả. Vào đó giây lát, chị lại trở ra và cứ thập thò ở phía đầu chạy. Cai lệ sáng ý liền hỏi, mày sợ ướt cái váy mốc của mày phải không? Đóng cửa lại, không ai thèm nhom, chị dậu ngần ngại đi vào nhà tắm. Nửa giờ sau, cánh cửa buồng tắm mỏ ra, chị chàng cũ kỹ nhà quê nghiễm nhiên thành một người óng ả nuột nà rõ ra vẻ cầu lim đình cầm cai lệ quàng cho chị dậu cái lược bí và cái gương vuông trải đầu đi rồi vấn khăn cho thật tử tế chị dậu ngơ ngác ngồi một lúc lâu như muốn nghĩ xem người ta sắp sửa bắt mình làm gì cai lệ nóng ruột lại dục lần nữa bấy giờ chị mới bẽn lén cầm lấy gương lược sổ đầu ra trải một người lính lệ đứng cạnh mỉm cười sướng nhé mấy khi đã được quan giam, người khác nói sen, con bé đẹp thật đấy nhỉ, của này nếu được thắng bộ canh bốp thì, kém gì đời. Người nửa nói góp, chả đẹp, chúng mình lại phải sách nước cho nó. Nhưng còn phải cái bộ mặt ủ rũ luôn luôn, hẳn là chị ta lo lắng gì đó. Rồi hắn nhìn mặt chị dậu, sao mày không tươi lên em? Tươi lên để chúng tao nhìn một cái cho bỏ cái công gánh nước cho mày. Cả bọn cùng cười ầm lên chị dậu nín lặng như không nghe biết gì cả, vì ruột gan chị lúc ấy đương đề cả vào chồng và con ở nhà. mươi 24, đồng hồ trên vách đánh luôn 7 tiếng, hồi trống thu không đã tan, ngọn đèn đất trong trại bắt đầu châm lửa, người cai lệ ở trên nhà tư chạy xuống vừa cười vừa bảo với người biên lệ, nay quan thời cơm sớm quá, mới 6 giờ rưỡi đã dục bếp bưng mâm lên rồi. Dùng rượu sâm mày À? Thôi, hôm nay chả dùng rượu sâm còn để hôm nào sức ấy mà lại tẩm bổ thì phải biết, trên tròi canh tùng tùng ba tiếng trông báo, một chiếc ô tô sơn xanh, lù lù tiến vào trước sân, xe của ông huyện Minh Hảo, rồi hắn tất cả chạy lên trước thềm công đường. Ông huyện Minh Hảo mở tung thềm cửa xe bước xuống, vui vẻ hỏi người biên lệ, quan nhà mày có nhà hay đã mong rồi? Bẩm cụ lớn, quan con đương dùng cơm, ông huyện bước lên bậc thềm một cách hùng dũng, sao mà quan nhà mày ăn cơm sớm thế? mới có bảy giờ, thôi, vào bảo với quan nhà máy cứ ăn cơm cho xong, tao ngồi đợi đây cũng được. rồi thì ông huyện đi vào phòng giấy, ngài cáo, chúng bay à, hôm nay đứa nào vô phúc mà trái ý ngài. cai lệ cười nhạt, thôi, việc đến nơi lại bị khách ám, ai mà không tức. thế, ngài có ra tiếp khách hay cứ ngồi ăn, ngài tha chửi cho là tốt, lại còn tiếp nữa. tao vào bẩm quan minh hảo sang chơi, ngài đã phát khùng mà rằng, kệ hắn ông ăn xong đà rồi ngài cứ việc dung đùi đánh chén chắc là đêm nay thứ bảy quan kia đến rủ quan này lên tỉnh chứ gì hôm khác thì đi ngay đấy nhưng hôm nay xét đánh ngài cũng ở nhà Chả ở nhà dễ ngài đi cho mày đấy hẳn đêm nay mày còn hầu nhọc con ạ à, tháng việc này của mày bở đấy đã hỏi tiền canh giam hay chưa nào đã hỏi vào lúc nào được còn mẹ kia đưa năm hào ra nộp tiền hàng đồi chị dậu vẫn ngồi trên chiếc chóng che xó trải, Tuy có nghe thấy hắn hỏi, nhưng không trả lời, vì chị không biết là hắn hỏi ai. Biên lệ lại gặng, mồm mày câm à? Còn mẹ đông xá, chị dậu vỗ ngẩn, ông hỏi tôi ạ, à? chứ hỏi con chó nào nữa? Thưa ông, tiền hàng đội là tiền gì ạ? À? à mày muốn giở lý sự đấy chứ? Cai lệ huyết thêm, biếu cho chị ta mấy quả Phật thù. Chị dậu vội vàng xin lỗi bằng giọng run sở, thưa hai ông, cháu là đàn bà đâu dám dở lý sự với các ông. Vì mới vào quan lần này là một, cháu không biết tiền hàng đội là tiền gì, cho nên phải hỏi. Các ông tha lỗi cho, nó là tiền giường, tiền chiếu mày ngồi tiền cơm mày ăn lúc nãy, chứ là tiền gì. Năm hào, ấy là ta thương mày nghèo, nên lấy co thế, đưa ra nộp đi, thưa ông, thật quả cháu không có, thuế ở nhà cũng chưa nộp đủ nữa là, không có thì chốc nữa cho chân vào cùng rồi hắn chỉ tay vào một khúc gỗ dài thường thượt như cái cối giã gạo kê ở giáp vách gian trại bên kia, cái cùng kia kia. Trông thấy chưa, không có tiền thì một lát nữa sẽ được đốt chân vào đấy. Trên công đường len keng một hồi kêu, cai lệ, biên lệ mỗi người dạ một tiếng thật lớn, rồi cùng lật đật chạy lên. Lâu lâu một lúc, thì có tiếng cười, tiếng nói lơi lả từ trong buồng giấy xô ra. Quan chủ tiễn quan khách xuống thềm, sau khi ông kia đã lên ngồi ô tô ông này còn nắm tay lại và dặn, thôi. Để thứ bảy sau vậy, đúng hẹn đấy nhé, ánh sáng đèn pha phun ra trói sân công đường. Còi điện báo hiệu khởi hành bằng mấy tiếng hách dịch, chiếc xe chạy ra cổng phủ rồi biến vào trong bóng tối. Quan phủ gọi biên lệ nói nhỏ mấy câu rất ngắn, rồi ngài đi lên công đường. Cái kiểng của chạy lệ gióng với cái trống cái bên chạy cơ, điểm luôn ba tiếng dịp nhau chị dậu đương ngồi gục đầu dưới bóng đèn với những cơn đau đớn lo sợ, thì biên lệ gión rén ơ ngoài cửa vào sẽ đến cạnh chị và hỏi con mẹ này thức hay ngủ đi lên quan đòi chị dậu giật mình vội ngừng đầu dậy quan đòi cháu bây giờ làm gì hử ông không phải hỏi lên đấy thì biết chị dậu thấy trong mình hồi hộp tiếng nói tự nhiên run run cháu tưởng việc quan thì làm ban ngày chứ sao lại làm ban đêm bây giờ giữa lúc siêu thuế gấp ngặt nhiều việc cần kíp ban ngày làm không hết nên quan phải làm ban đêm chứ làm sao chị dậu vẫn chưa hết sợ cháu lại ông van lại ông xin ông kêu quan để cho cháu sáng mai không được việc quan không phải chuyện chơi nếu quan đòi mà không lên hầu thì được cha chân vào cùng lập tức chị dậu vẫn ngồi im chẳng nói chẳng rằng chống ngực mỗi lúc mỗi nện mạnh cai lệ ở đâu chạy vào nó bướng không chịu đi chứ cùm cổ nó lại tức thì hai ông đầu trâu mặt ngựa sấn lại dắt tay chị dậu lôi sang gian bên kia một người nhắc đầu cây cùng một người bắt chị bắt chéo hai chân xỏ vào hai lỗ ở giữa rồi họ đập cây gỗ xuống chị dậu nhăn như chuột kẹp lúc đầu hình như chị định bấm gan cố chịu nhưng chỉ giây lát thì thấy đau như đứt ruột không thể nào mà chịu được nữa chị phải mếu khóc vái lia vái lại cháu lại hai ông hai ông tháo ra cho cháu mẹ mày đã biết cái lối cùm treo của chúng ông chưa rồi hắn tháo chốt nâng cây gỗ trên cho chị rút hai chân ra và hắn hỏi thế nào, bây giờ mày đã chịu đi hay chưa? Chị dậu vẫn còn mếu máu, cháu xin vâng lời hai ông. Nhưng các ông hãy để cho cháu thuần chân cay đã, chương 25, trên chiếc tủ giường, ngọn đèn măng sông im lặng tỏa ra ánh sáng xanh lè. Trong bức màn luyên lòa xòa rủ chiếc giường hồng công, tấm khăn trắng nuốt phủ trên chiếc đệm, không có một vết gian rúng. Bức chăn gấm đặt trên một chồng hòm sơn cũng như chiếc khăn xếp và tấm áo xa treo ở cây mắc, hết thảy in bóng lên khuôn gương vuông nghiêng nghiêng đứng dưới trần nhà. Trong phòng sáng như ban ngày, nhưng vắng ngắt không có ai cả. Chị dậu như đã hiểu đó là một chỗ không hay cho chị, loay hoay vặn cái quả bàng, chị trực ngo. Cửa chạy ra, bỗng cánh cửa ngách hé mở, một người đàn ông với bộ quần áo lụa trắng và đôi dầu kinh tự phía sau cửa nhô ra chiếc cánh cửa lại khép chặt lại nhờ cái đặc biệt của hai tròm dâu. Chị dậu nhận ra ông phủ, chống ngực nện thình thịch chị vội run run chắp tay và vái một vái bẩm lại quan lớn ạ à. quan phủ đáp bằng giọng nhẹ nhàng định đi đâu mà mở cửa đứng ra dưới cái gương kia ta hỏi chị dậu khum núng sẽ đi đến chỗ quan phủ đã chỉ quan phủ ghé ngồi vào giường đối mặt với mặt chị dậu sau khi đã thưởng thức cái dung nhan óng ả à của chị gái quê ngài đứng dậy đi đến cạnh chị cúi xuống ngài định hôn vào đôi gò má đỏ bừng chị dậu vội nghiêng mình tránh và chạy ra gần cánh cửa quan phủ theo sau ngài nắm tay chị lôi lại và ngọt ngào hãy vào trong giường này đã mày đánh lính trong khi làm việc phận xử tội nặng lắm vào đây rồi tao châm trước đi cho chị dậu càng run con lại quan lớn chúng con là gái có chồng quan lớn tha cho quan phủ vừa co tay chị vừa trả lời không được có chồng mặc kệ có chồng ngày mai cho về với chồng ai giữ làm gì, chị dậu nhất định cố rằng tay ra và cứ một mực, con lại quan lớn. Chúng con là gái có chồng, quan lớn tha cho dường như cơn hăng nổi lên. Nhưng mà chị này khỏe hơn, vừa dãy dụa, vừa bột miệng gắt vòng, ô. Nhà ông này mới hay chứ, có buông ra không thì tôi kêu lên bây giờ. Quan phủ không trả lời, ngài mắm thật chặt hai môi, chị dậu hết sức vùng vẫy để ngoài mình ra trận huy huyệt kéo dài đến hơn 10 phút chị dậu du được bên địch ngã cành xuống đất, rồi chi. Chạy ra cửa và đứng tựa lưng vào tường để giữ thế thủ. Quan phủ lóp ngóp đứng dậy, mở ví lấy nắm giấy bạc độ hơn chục đồng, chia vào tận mặt chị dậu. Ngài thở và nói, có muốn tiền, tao cho. Chị dậu rằng nắm giấy bạc vứt tọt xuống đất dương tròn hai mắt, quan phủ sấn lại giơ tay. Chị này hăng hái đẩy ra ngoài cổng bỗng có trống báo giật giọng Rồi còi ô tô rít lên rồi tiếng ô tô sình xịch đi vào quan phủ lúng cuống, vội mở cửa sau đầy chị dậu ra và nói hai tiếng vắn cộc, thôi bước. Trong bóng tối, có người ghé tai chị dậu nói thầm, muốn sống bám ngay vào vai tao này. Tiếp đó, một cây lưng người phàn phạt chĩa sát vào trước chị dậu. Hoảng quá, chị liền ôm luôn lấy cổ người ấy. Hắn cõng chị xuống thềm, và lom khom bò quanh trở ra tiếng sình xịch của máy ô tô đã vào đến trước công đường tiếp luôn đến tiếng đanh đá nghe rõ ra tiếng đàn bà. Cậu còn thức hay đi ngủ rồi? Trong cửa nhà tư, quan phủ vừa đi vừa nói, tôi chưa ngủ, vẫn chờ mợ đây. Sao mợ về sớm thế? Có gặp ngài không? Trên công đường liền có tiếng thê thế, cậu làm gì mà thở hồng hộc lên thế? Rồi tiếng thê thế vào cửa nhà tư ai mở cửa sau làm gì thế cả tiền bạc ở đâu lại vung ra đấy? Guốc của đứa nào bỏ đó? Làm sao cái khăn trải đệm lại bị răn reo thế này? xen vào mấy tiếng rậm chân thình thịch, rồi lại đến tiếng chu chéo, cậu giết tôi đi. Cậu làm thế này thì còn trời đất nào? Này, rào đây, cậu đâm chết ngay tôi đi cho rảnh. Tôi nhục về cậu biết chừng nào, người cõng chị dậu khi ấy bỏ vào đến nhà tắm. Hắn đặt chị xuống và ghé tai chị sẽ bảo, quần áo của mày để đâu? Lấy mà thay đi rồi hắn trở ra, phía đầu nhà tư có tiếng nheo nhéo thằng biện tư đâu? Lên đây, lên, ngay đây một tiếng giả kéo dài ở trại lệ, kế đến tiếng chân chạy thình thịch, cuối cùng là một câu hỏi đầy giọng tức tối, thằng biện tư đấy chứ. Cha đẻ mẹ mày, chém cha con đẻ mẹ mày, mày dắt con nào vào đây vừa rồi, nói ngay, nói, ngay, không thì bà xé xác mày bây giờ. Cách quãng giây lát để nhường chỗ cho những tiếng lầm bẩm và tiếng đánh xong đen đét, rồi cái giọng giận dữ lại tiếp tục, không à? Cha đẻ mẹ mày, chém cha con đẻ mẹ mày, không à? bà xuống chạy lệ bây giờ thì mày phải chết với bà mấy tiếng sau cùng như đi kèm với sự lồng phách nó hét rất dài từ đầu nhà tư xuống gần chạy lệ không khác bố bổ vào tay chị dậu làm cho cái dịp chống ngực của chị lại càng mạnh hơn lúc nãy một người đàn ông gión rén đi vào nhà tắm sẽ nói tiếng đi giá rồi hắn nắm vạt áo chị kéo ra sau chạy dắt chị đi đường quanh đến cổng phủ và tống chị ra tiếng gầm gào trong phủ vẫn chưa dứt hẳn chương hai mươi sáu trống trên tròi đã điểm canh tự hơi sương đọng giọt nhỏ xuống lá cây lác đác. Bầu trời ngoài cổng phủ chỉ là một đám mịt mù, người ta không thể trông được xa ngoài ba thước. Theo ánh sáng lấp lánh của các áo các ruộng, chị dậu lần đường đến nhà hàng cơm ban trưa, định xin chú chân đến sáng. Cửa còn ngỏ, trong nhà bếp đèn thắp sáng trưng. Mấy bàn tài bàn tổ tôm đương chói chân mấy ông tổng lý trong cuộc đen đỏ. Thoáng thấy chị dậu thập thò ngoài cửa, một người đàn bà óng nghẹo trong bộ quần áo nửa quê nửa tỉnh, vênh cái mặt nạ dòng đứng ở trước thềm hỏi ra, người nào cả ngấp nghé giòm non gì đấy. Cơn sợ hãi chưa hết, chị dậu rụt rè bước vào để nói mấy câu run run, lại bà. Cháu bị giam trong phủ mới được tha ra, tối quá không về nhà được. Bà làm phúc cho cháu ngồi nhờ đến sáng. Cái đó chị hỏi bà chủ, tôi cũng là khách, bà lão hàng cơm vừa ở trong buồng bước ra có phải nhà chị lúc chưa bị ông Lý Đông xá trói ở cái cột kia không? Thưa phải ngủ trọ phải hai xu một tối. Nếu chị không ăn cơm, ăn quà, thưa cụ, trong mình cháu thật quả không có xu nào. Cháu không dám xin ngủ, chỉ xin cụ cho ngồi đây một lát. Chẳng có xu nào thì ra, chứ chị ở đây để ăn cắp của các ông ấy à? Mụ khách ra bộ nhân nghĩa, thôi cụ làm ơn cho chị ta ngồi nhờ đây ít lâu. Tôi trông mặt mũi chị ấy cũng hiền lành không phải là người ăn cắp. Rồi mụ ngồi vào đầu phản, tỷ tê hỏi chuyện chị dậu vì sao bị trói bị giam. Và sau khi nghe chị kể qua đầu đôi cảnh nhà, thì mụ có ý ái ngại, bây giờ bác có muốn đi làm không? Thưa bà làm gì ạ? Ở vú, tôi không phải là người đưa người, nhưng nếu bác muốn đi làm vú sữa thì tôi mách cho một chỗ. Thưa bà, thế bà ở đâu? Tôi là vợ ông cửu sung trên dinh quan về đây có chút việc riêng bây giờ quan đương cần mấy người vú sữa, nếu bác muốn làm, thì tôi đưa vào. Thưa bà, cháu đương con mọn mụ cửu cười cách chế nhạo, bác này mới lần thần chứ. Trả con mọn thì làm vú sữa bằng gì, vả đại, làm vú nhà quan, ăn sung mặc sướng, lại được cao công, trả hơn ở nhà đèo cây váy mốc, đánh miếng cơm khoai, quanh năm không kiếm được đồng nào à. Nhưng con còn bé để cho ai được, mướn người nuôi kèm, rồi lấy tiền công của mình mà trả cũng còn thừa chán. Chị dậu chừng cũng bùi tai, liền hỏi, thế thì bao giờ mới đi? Đi ngay sáng mai là tiện nhất, nếu vậy, cháu không đi được, vì còn quyền ở thầy nó nhà cháu, thầy nó có bằng lòng cho đi, thì cháu mới đi. Nhà bác có xa lắm không? Cũng không xa lắm, từ đây về đến làng cháu, chỉ có 8 cây lô Có đường đi xe hay không? Xe tay có thể vào đến giữa làng. Được rồi, lát nữa, để tôi cùng về bàn với bác trai giúp bác. Nếu như bác ấy bằng lòng, thì tôi hãy bỏ cho vay 10 đồng mà may quần áo, rồi đến tháng lương trả tôi. Mấy bàn tài bàn tổ tôm vừa tan, vì có mấy ông hết tiền. Những người thắng trận ẩm ý gọi nhà hàng dọn rượu, mụ cửu cũng bảo nhà hàng dọc quà để mình ăn tạm và bảo chị dậu ngồi tiếp bên cạnh. Nhưng chị nhất định từ chối, trời sáng, mụ cửu sai chị ra thuê cái xe về làng đông xã rồi cho chị lên cùng ngồi với mình. Bằng những thần thế của quan cụ và cảnh sung sướng của tôi tớ người nhà điểm trong câu chuyện dọc đường, mụ cừu đã làm cho chị dậu quên sự khủng khiếp ở trong phủ và phục mụ là một người phúc hậu, đủ điều. Xe tới đông xá giữa buổi người ta đem cơm thợ cây. Cả làng đều lấy làm lạ khi thấy chị dậu được ngồi chung xe với một người đàn bà, mà trong mắt họ đã coi là bực sang trọng. Họ ngơ ngác nhìn, họ tò mò theo hai người từ lúc xuống đến xe đến lúc tới nhà anh dậu như để xem cái cứu cánh của sự kỳ dị ấy anh dậu cũng như thằng dần hết sức mừng rỡ trong phút thoạt thấy chị dậu bước chân vào cổng nhà nhưng sự đon đả của anh phải hãm ngay lại vì thấy sau chị lại có một bà khách la mời mụ cừu ngồi tạm vào chiếc chõng nát rồi chị dậu ôn tồn hỏi chồng về tình hình trong nhà từ sáng hôm qua đến giờ thì ra anh dậu hôm nay đã cất cơn sốt rét những lúc vắng chị cái tiểu vẫn được bà lão láng giềng đem về bên ấy, ôm ấm trầm vập. Có tiếng trẻ con út ít từ cổng tiến vào, bà lão láng giềng nghe tin chị về vội đem cái tiểu sang trà và để hỏi thăm những công việc của chi. Trên phu, chị dậu ứa nước mắt nói cho mụ cửu biết rằng bà ấy là ân nhân số một trong đời mình sau khi chi. Đã nhanh nhỏ ra đón cái tiểu và cảm ơn bà lão một cách thành thật và cảm động thằng dần ton ton chạy ra núp vào sau mẹ xoa xít thằng bé và ngượng ngào nhìn mặt anh dậu gò má chị tự nhiên thấy đỏ bừng bừng mở đầu bằng câu lão phủ tư ân điều quá những chuyện trên phủ của chị được ôn lại với cả nhà cặn kẽ từ đầu đến cuối anh dậu hồi họp nóng ruột khi nghe những phút chị phải kháng cử với con quỷ dâm dục để bảo toàn cho cái trong sạch của thân mình và anh tươi cười đắc ý khi nghe một cuộc đắc thắng của vợ mụ cửu thay lời chị dậu kết luận bằng việc mụ ấy gặp chị ở hàng cơm và muốn đưa chị lên dinh quan cụ làm vú sữa. Rồi mụ hỏi gặp anh dậu, tôi về đây chỉ có việc thế. Bác có bằng lòng thì tôi ở đây để chờ bác gái cùng đi, nếu không thì tôi lên tỉnh bây giờ. Anh dậu còn lúng túng ra vẻ nghĩ ngợi, ngoài cổng đã thấy người nhà lý trường vào dục tiền siêu. Mụ cửu nhân dịp bắt vào câu chuyện của anh, cảnh nhà như thế, mà hai vợ chồng cứ giáo giáo ở nhà với nhau để cho chết cả nút à tôi tưởng bác cho bác gái đi làm là phải nếu bác nghe tôi thì tôi hãy cho mượn trước mấy đồng bạc để bác trang trải các món anh dậu ngập ngừng chỉ vào cái tiểu thưa bà tôi cũng muốn thế nhưng còn ngại con bé con này mẹ nó đi vắng tôi nuôi thế nào được nó bà lão láng giềng đón lời tôi nói câu này nên thì các bác nghe không nên thì lời tôi lại trả tôi vâng cụ cứ nói thằng cả nhà tôi mới bỏ mất con bé cháu mấy hôm nay vợ nó buồn lắm khóc lóc suốt ngày. Nó hãy còn sữa, từ sáng hôm qua đến giờ nó vẫn ôm ấp cái tiểu hộ nhà bác đấy. Xem ý nó cũng mến cháu, tôi muốn xin các bác cho nó nuôi giúp con tiểu, đến năm nó 12 tuổi thì lại trả bác. Mụ cửu bàn vào, thôi thế còn gì bằng nửa, hai bác nên nghe lời cụ đi là phải. Anh dậu cảm động, được thế thì quý hóa lắm, chúng cháu xin vâng lời cụ. Mụ cửu mở túi lấy 5 đồng bạc đưa cho anh dậu và nói, khi nào bác gái lên tỉnh, tôi cho mượn thêm 5 đồng nữa để bác ấy sắm sửa quần áo chị dậu gửi con bà láng giềng chạy đi mua trứng gà và nước mắm để làm cơm thích mụ cửu và mời bà lão ở lại tiếp khách giúp mình mặt trời xê bóng vợ chồng người con bà ấy sang nhà anh dậu để xin cái tiểu đem về trong lúc bồng con trao sang tay người chị không khỏi thánh thót hai hàng nước mắt và những giọt nước mắt ấy cứ kế tiếp nhau tươi mãi xuống gò má chỉ rồi nó trào ra như suối khi chị giã chồng, giã con, giã cái lầu tranh ở xó lũy tre mà theo mụ cửu ra ga đi xe lửa lên tỉnh Trung Sơn để bước vào một cuộc đời mới. chương 27, lửa tắt nồi cơm sôi, anh bếp ưỡn nẻo chống tay vào sườn và cười hành hịch, ăn khoai mà cũng đẹp thế. Ba con rồi, vẫn mơn mờn như gái 18, chỉ tiếc hai cái hoàn bột hơi xệ, bác tài đùng đỉnh ở ngoài sân vào, khổ cho tôi quá. Tôi còn trai tơ, thế mà trông thấy u em, tôi cứ tưởng là nhà tôi này u em hay là bước đi bước nữa tội đếch gì ở với cái thằng chân lấm tay bùn lấy chồng tài xế là tiên lấy chồng cải quốc là duyên nợ nần u em có nghe người ta hay hát thế không giả điếc như không nghe tiếng chị dậu cố phùng đôi má đỏ gay để thổi cho bếp lửa cháy lên bồ hôi đổ ra ướt đầm cả lần áo cánh đã ba hôm nay chị vẫn phải giữ chức phụ bếp để chờ vào ngôi vú sữa chính ngạch Mọi ngày, công việc của chị có vài lần rửa bát, nhặt rau. Hôm nay vì trời nực quá, các vị gia thần của quan cụ đều sợ gần lửa. Người ta mới thêm cho chị cái việc nấu cơm. Lửa nỏ, cơm đã cạn, mụ cửu sung trở vào với cái dáng bộ đắc sách, nhà chị đông xá. Cơm đã chín chưa? Tắm gội và thay áo đi. Được làm rồi đấy, giấy của quan thầy thuốc vừa mới gửi đến, nói rằng sửa chị tốt lắm. Cụ lớn bà cho chị 5 đồng một tháng nếu ngoan ngoãn chịu khó, sau này cụ lại cho thêm. Vui vẻ, chị dậu cắp gói quần áo ra hồ, tắm xong, theo lệnh của cô, lớn bà, chị phải đi với vú đình lên nhà trên hầu cố. Cố, năm nay gần 80 tuổi, cái tuổi mà trời bắt tội cả hai hàm răng không còn cái nào để cho bao nhiêu cao lương mỹ vị đều không có hân hạnh được vào cái mồm móm mém của cố. Tuy ngày ngày cố vẫn dùng nước thịt ép, nhưng theo lời dặn của doctor, thì không gì bổ bằng sữa người phải có sữa người mới đủ tầm bổ cho sức khỏe của cố. Vì thế quan cụ mới dùng đến chị, cũng như vú đinh, chức vụ của chị mỗi ngày chỉ vài lần dùng vú cao su hai vòi úp vào vú mình hút sữa ra để dưng cho cố. Cô. Công việc tuy có rát ruột một lúc, nhưng mà cũng được nhàn thân, không lúc nào phải dầu rãi ở dưới bóng nắng. Từ đó trở đi, ngày nào cũng như ngày ấy, ngoài lúc làm việc bổn phận và lúc hầu hạ các cô, thì giờ của chị chỉ để thương chồng, nhớ con và mong cho hết tháng để lĩnh lương gửi về nhà. Cơm của quan như nước cành dương, nó đã rửa cho cái nước da đen giòn của chị thành ra màu da thắng nõn. Phụ với nó, lại thêm có đôi mắt sắc, cặp môi tươi, khiến cho chị cành trở nên một người đáng để ý quan cụ ra ý thương chị. Những lúc vắng cụ lớn bà, ngài thường gọi chị sai bảo lặt vặt. Có lúc cao hứng, ngài đã hỏi đến chồng chị có muốn ra làm lý trưởng thì ngài cho làng. Nhưng nghĩ cái thân phận con nhà nghèo hèn, không dám mơ tưởng đến sự danh mệnh, nên chị vẫn lễ phép từ chối. Đêm ấy, vào tiết đầu thu, đến lượt Vũ đinh phải sang ngủ ở phòng cố. Trong lúc buồn các vũ chỉ có mình chị với ngọn đèn hoa kỳ le lói trên hòm khóa chuông, cây hòm quần áo của Vũ Đinh. Những giọt mưa ngâu giả dích như khêu cơn buồn cho kẻ xa nhà. Cảnh khổ cực của chồng và con tự nhiên kéo đến đầy trước mắt chị. Đứng không yên, ngồi không yên, buồn bã, chị giờ gói áo xin được của các cô thải ra, cắt lại và may lại, để khi được phép về chơi nhà thì đem về cho các con. Đêm đã khuya, chị thấy đau lưng, mới ngả mình xuống giường, toàn nghĩ một lát, rồi lại chờ dậy khâu nữa. Không ngờ mỏi quá, chị thiêu thiêu chợp mắt rồi ngủ đi mắt. Trong lúc mơ màng, thình lình chị thấy như có người nào sờ tay vào ngực. Giật mình, chị tỉnh dậy, ngọn đèn Hoa Kỳ đã tắt lúc nào cánh cửa khép kín trong phòng tối om hoảng hốt chị nắm cái bàn tay ấy và giật giọng hỏi ai đấy mang tay chị thấy hơi rầm rạm như bị những sợi dâu ngắn quét vào rồi thấy có tiếng thì thào tao tao đây cu đây nằm im bẩm cụ chúng con là phận tôi tớ nói khẽ chứ tắt đèn nhà ngói như nhà tranh tao không cần gì cái đó buông tay chị vội choàng dậy mở cửa chạy té ra sân trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị